Xin chào quý vị khán giả đang cùng nhau quay trở lại với giải đấu APL 2022 trên các kênh sóng của Ghana Lemcon Mobile. Tôi là Hương Ly và rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong 10 phút của bàn phân tích trước trận tâm điểm. Chính xác hơn là 5 phút cùng với hai bình luận viên đó là anh Huy Bopper và anh Batman ạ. Quý vị khán giả thân mến, trận tâm điểm của chúng ta ngày hôm nay sẽ có sự góp mặt của hạt giống số 1 giải đấu APL, đó là Bacon Time, và hạt giống số 2 của giải đấu AOG, V-Gaming. Như thường lệ thì chúng ta sẽ phân tích một chút về lịch sử đối đầu của hai đội tuyển này. Nhưng lịch sử cho thấy là cả hai đội tuyển đã không có nhiều cơ hội để có thể đối đầu nhau ở AIC vòng bảng. Thì năm 2022, V-Gaming và Bacon Time đã đối đầu nhau ngay từ cái bảng D. Thời điểm đó chúng ta gọi bảng D là bảng tử thần. Và V-Gaming thắng một trận với tỷ số là 2-0, và Bacon Time thắng một trận với tỷ số là 1-0. Thời điểm đó thì V-Gaming và Bacon Time, chúng ta có thể nói là hai đội tuyển chưa có nhiều cái sự đụng độ nhau, thậm chí là chưa có một cái bo năm nào. Vậy thì lần này ở bo 7, Batman, anh nhận định như thế nào và trông chờ gì ở bo 7 dài hơi của chúng ta? Đầu tiên thì tôi phải nói về logo và cái cách chúng ta hình tượng hóa hai đội tuyển cái đã. Với V-Gaming đó là một chú đại bàng vàng đen, còn với Bacon Time là những chú heo. Và đương nhiên thì các bạn biết con nào mạnh hơn rồi, đó sẽ phải là những chú đại bàng. Nói về mặt thực lực thì tôi tin rằng là ngày hôm nay sẽ là một trận thi đấu rất cân bằng, 50-50 dành cho cả hai bên, bởi V-Gaming là đội tuyển vô địch quốc tế ở trong giải đấu gần nhất, còn với Bacon Time họ đang là đại diện số 1 của APL. Mà APL mạnh như thế nào tại APL 2022 năm nay thì chúng ta cũng đã biết rồi. Nhưng Casey Talon họ vừa mới thất bại trước Bikertopia và buộc cho trận nội chiến Thái Lan đã phải xảy ra giữa Buriram United Esports và Casey Talon. Đúng là sau một khoảng thời gian nghỉ sau giai đoạn vòng bảng thì các đội tuyển đến từ các khu vực như AOG hay GCS đều đã có những sự cải thiện, đã làm quen được với meta hơn. Và có vẻ là những cái bài đánh đến từ các đại diện APL đã bị bắt bài. Thì tôi hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là một chiến thắng dành cho bên phía đội tuyển V-Gaming. Nhưng có thể sẽ không phải là một chiến thắng dễ dàng, bởi đối thủ của chúng ta vẫn sẽ là một đội tuyển rất mạnh đến từ khu vực APL. Nếu như mà xét về lịch sử đối thầu thì không có nhiều, nhưng mà xét về kết quả thi đấu ở quốc nội thì Bacon Time là đội tuyển bảo toàn được chức vô địch, còn V-Gaming thì vẫn chưa chấm dứt được cái chuỗi về nhì của mình. Vậy thì theo đánh giá góc nhìn của Huy Popper, liệu rằng đây có phải là một lợi thế của Bacon Time không? Tôi nghĩ rằng như PSMan đã nói, hình tượng của Bacon là một chú heo, nó dễ thương. Lúc nào ra quốc tế thì cũng bị đánh giá cao và sau đó là đi về rất sớm. Có thể nói rằng là Bacon Time là một nhà vô địch quốc nội họ hủy diệt. Nhưng đấy, những Maki, những Kim Sensei khi mà bước vào những trận đấu lớn thì họ vẫn chưa để lại cái dấu ấn gì trong lòng người hâm mộ cả. Mặc dù họ đến từ một đội tuyển có truyền thống liên quân phải nói rằng là rất lớn tại Thái Lan. Thì còn với V-Gaming thì họ đã vô địch AIC rồi. Tôi nghĩ rằng là mọi thông số quốc nội nó đều chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Bởi một nhà vô địch quốc tế rất tất nhiên là sẽ uy tín hơn so với Bacon rồi. Và như Lee cũng vừa mới chia sẻ, cả V-Gaming lẫn cả Bacon đều chưa có nhiều lần đối đầu và chạm trán với nhau, nên tư liệu và những gì mà chúng ta có thể tham khảo được nó không quá nhiều. Nhưng ngày hôm nay tôi tự tin vào một chiến thắng đến từ bên phía của đại bàng vàng đen, bởi căn bản là sau một tuần thì không chỉ những đội tuyển đến từ GCS mà thậm chí là chúng ta cũng đã có những sự cải thiện và bắt kịp meta là khá tốt. Nên một trận đấu vất vả là một trận đấu có thể sẽ phải diễn ra, bởi đây hạt giống số 1 của Thái Lan, nhưng tôi tin phần thắng sẽ thuộc về cho V-Gaming. Vậy thì ở trong đội hình của V-Gaming ngày hôm nay, Huy Popper sẽ kỳ vọng nhiều nhất vào tuyển thủ nào ạ? Tất nhiên là người chơi đường giữa Kim Sensei là người có ảnh hưởng lớn nhất bên phía Bacon Time. Rõ ràng là FMVP của AIC 2022 sẽ chứng minh rất nhiều điều trong trận thi đấu này. Một cuộc đối đầu hấp dẫn giữa Kim Sensei và Maris. Tôi kỳ vọng rất nhiều Maris cho trong ngày thi đấu này, cậu ấy sẽ trưởng thành. Vậy thì chúng ta sẽ cùng dự đoán nhanh nhỉ? Anh Batman dự đoán tỷ số bao nhiêu? Tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ là một trận thi đấu dài hơi, rất khó khăn dành cho V-Gaming. Nhưng chiến thắng sẽ thuộc về đại diện Việt Nam, sẽ là 4-3 dành cho V-Gaming. Ngày hôm nay thì Huy Popper cũng đã có một dự đoán chính xác giữa trận đấu đầu tiên trong ngày của hôm nay. Vậy thì trận thứ hai, Huy Popper dự đoán tỷ số là bao nhiêu? Tôi định nói 4-0, nhưng mà tôi nhận ra một điều rằng 4-0 là quá khủng khiếp mà mình cũng không nên quá tự tin như vậy. Thôi thì tôi tạm thời dự đoán một kết quả 4-2 dành cho V-Gaming trước Bacon Time là một kết quả tôi nghĩ rằng là chấp nhận được. Còn đối với tôi thì không có nhiều cái sự kiến thức để có thể dự đoán được sâu hơn, thế là tôi sẽ dự đoán theo một cái cảm tình nhé, 4-0 dành cho V-Gaming ạ. Quý vị khán giả thân mến, chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin là các tuyển thủ đã sẵn sàng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần cấm chọn game thi đấu đầu tiên giữa Bacon Time và V-Gaming. We'll be right back.
Và chúng ta cùng nhau quay trở lại với những diễn biến của giải đấu APL 2022. Đã có kết quả của trận đấu đầu tiên giữa KFC Talon và Biker Topia, và chắc chắn sẽ có một đại diện Thái Lan phải ra về, bởi Talon đã rơi xuống nhánh thua và họ đối đầu với Buriram cho một tấm vé đi tiếp. Còn Biker Topia sẽ là cái tên đầu tiên có mặt tại White Palace Event Center. Và liệu rằng họ sẽ tái ngộ ai? Liệu rằng họ sẽ gặp VGaming, đối thủ mà họ đã thua đến 2 lần tại AIC 2022, hay họ sẽ gặp Bacon? Bacon cũng đã phải vào đến top 4 của nhánh thua, và họ cũng đã từng chia sẻ là họ rất vui khi lần đầu tiên có thể có mặt tại nhánh thắng lâu đến như vậy. Và rõ ràng là Bacon sẽ muốn bảo toàn cái thành tích này của chính bản thân họ nữa. Ngày hôm nay thì sẽ là trận đấu để quyết định xem cái tên thứ hai sẽ có mặt tại White Palace Event Center sẽ là ai, VGaming hay là Bacon Tap. Đây sẽ là một trận đấu rất quan trọng, bởi VGaming không chỉ tự đánh quyết định số phận của chính mình mà thậm chí còn là quyết định của cả một khu vực nữa khi mà giải đấu APL tổ chức tại Việt Nam. Và tất nhiên một đội tuyển ở nhánh thắng sẽ là một đội tuyển an toàn hơn so với việc là cả hai cùng rớt xuống nhánh thua để rồi ngày mai có một trận nội chiến. Và đội tuyển thua ở trong trận thi đấu này sẽ phải đối đầu với Saigon Phantom đang chờ đợi ở trận thi đấu nhánh thua. Và đương nhiên chúng ta sẽ không muốn chứng kiến một trận đấu có cả VGaming và Saigon Phantom xuất hiện trong cùng tại một trận nhánh thua. Nhánh thắng thì được, nhưng đây đã là nhánh thua rồi, và nếu như điều đó xảy ra thì cả VGaming cả Saigon Phantom, cho dù đội tuyển nào có tiến vào vòng trong thì chúng ta cũng sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất để có thể bước tiếp vào các vòng thi đấu tiếp theo. Còn nếu như ở nhánh thắng thì tôi tin rằng VGaming có thể đánh bại được Biker Topia thêm một lần nữa và an tâm tiến vào chung kết tổng mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều tại ngày thi đấu thứ hai ở sân khấu lớn White Palace. Và đây sẽ là đội hình của VGaming ra quân ở trong ngày hôm nay, vẫn sẽ là năm cái tên quen thuộc, không có một sự thay đổi nào cả. Huấn luyện viên của họ vẫn sẽ là huấn luyện viên Nofia. Rõ ràng là đối đầu với Bacon Time, một đội tuyển mà VGaming không gặp quá nhiều trong quá khứ, chúng ta chỉ gặp họ tại các trận thi đấu tại vòng bảng nên chưa thể nói trước được nhiều điều, nhưng chắc chắn rằng VGaming cũng đã có những buổi trên với Bacon Time, nhận định được sức mạnh của đối thủ này ở thời điểm hiện tại. Và Bacon Time cũng là một đội tuyển ra với đấu trường quốc tế ở trong cái đội hình trẻ trung này cũng không phải là quá tốt. Ở trong giải quốc tế gần nhất thì họ cũng đã không thể góp mặt tại trận chung kết. Đội hình của bên phía đội tuyển Bacon Time vẫn không có quá nhiều sự thay đổi, vẫn là những cái tên đã quá quen thuộc rồi. Và VGaming lẫn cả Bacon cũng đã trên tập với nhau khá nhiều, có thể nói rằng hai đội tuyển này khá thân thiết với nhau. Họ đã quá hiểu nhau rồi, tỷ lệ thắng của Bacon lên tới gần 80% cũng phải thôi, tại vì họ chỉ loanh quanh quẩn đi quẩn lại gặp mỗi flash shoot Indo. Đúng, có khi họ chưa bước ra khỏi cái giếng để biết rằng mình có thực sự mạnh mẽ tại giới quốc tế hay không, và có lẽ VGaming sẽ kiểm chứng sức mạnh của họ ở trong trận thi đấu này. Còn với VGaming, họ đã phải trải qua một trận đấu rất nhọc nhằn trước một trong số những đối thủ kỵ dơ nhất mà họ đã từng trải qua tại AIC 2021, đó là Buriram, nhưng kết quả đã là một kết quả có hậu. Và bây giờ thì VGaming chỉ cần thêm một trận thắng nữa thôi để có thể tiếp tục giữ được cái mạch thắng song song, để không phải gặp một điểm cắt rất đau đớn với Saigon Phantom vào ngày mai, thì đó là nhiệm vụ tiên quyết đến từ những chú đại bàng vàng đen ở trong trận thi đấu này. Nhà vô địch của RPL, Bacon Time là một đội tuyển có một phong cách đánh trẻ trung, lấn lướt, áp đảo, sở hữu những con người có kỹ năng cá nhân rất cao và có nhiều điểm tương đồng với cả Saigon Phantom của Việt Nam chúng ta. Rõ ràng là thành tích lớn nhất của Bacon Time thế hệ trẻ ở trong những giải đấu quốc tế có lẽ chỉ là top 4 ở nhánh thua. Top 4. Và họ sang đứng trước một cái cơ hội rất lớn để làm nên lịch sử khi có mặt tại top 4 nhánh thắng. Player to watch trong ngày thi đấu hôm nay đến từ bên phía đội tuyển VGaming đó sẽ là Han ở vị trí hỗ trợ. Người đội trưởng ở bên phía đội tuyển VGaming có lẽ sẽ có rất nhiều điều mà chúng ta sẽ phải mong chờ với Han ở trong trận thi đấu này, là người dẫn dắt thế trận. Còn đối đầu với anh ta trong ngày thi đấu này chính là người đang có một lượng fan hâm mộ nữ rất đông đảo tại Việt Nam thời điểm hiện tại, đó là người chơi đường giữa mới chỉ sinh năm 2004, Kim Sensei, hay cái tên rất thân thuộc đó là thầy Kim. Kim Sensei sẽ là một người chơi vô cùng quan trọng trong đội hình của Bacon Time. Đúng như những gì Huy vừa chia sẻ thì tại thời điểm mà Bacon Time thay đổi những con người trẻ như Maki, như là Kim Sensei, thì thành tích của họ lại không quá tốt ở các giải đấu quốc tế. Còn với Bacon Time của ngày xưa thì thậm chí là đội tuyển đó còn đã vô địch quốc tế, thậm chí còn tiến vào các trận chung kết và tiến vào rất sâu. Nhưng với thế hiện tại thì họ vẫn đang thiếu một cái gì đó, tôi nghĩ rằng đó là kinh nghiệm. Đó kinh nghiệm là khả năng thi đấu tại các quốc gia khác họ đang chưa quen. Nhưng có một điều may mắn ở trong ngày hôm nay, đó là Bacon Time không phải thi đấu ở giờ trưa giống AFC Talon, bởi thi đấu vào lúc 12 giờ trưa sẽ là một, có thể coi là một lỗ thế nhỏ nhỏ dành cho các đại diện đến từ Thái Lan, bởi họ thường chơi team rất muộn, họ ngủ rất muộn và ngày hôm sau thì sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi và buồn ngủ một chút. Nên AFC Talon đã có một thất bại 2-4 trước bên phía đội tuyển Biker Topia. Chúng ta cũng sẽ không lấy lý do đó để bào chữa cho cái trận thua của AFC Talon, nhưng Bacon Time cũng đã có được một cái lợi thế thi đấu sau so với chính những người đồng nghiệp của mình tại AFC Talon. Có 3 key to the game từ phía chuyên gia dành cho bên phía của đội tuyển
Bacon Time thì phải luôn luôn gây bất ngờ với đối phương bằng những sự với những sự lựa chọn. Đây là key to game của V-Gaming. Điều thứ hai, luôn luôn đánh liên tiếp vào vị trí đường giữa Kim Sensei. Và điều thứ ba, mặc dù Buddy có thể là không thể nào mà có thể ôm đường tốt được với cả Maki, nhưng ít nhất thì anh ta có thể hỗ trợ và ganh cánh rất kịp thời để có thể tiếp cận cho những tình huống giao tranh ở tình huống tập thể dành cho đội tuyển V-Gaming. Rõ ràng là ba lời khuyên này là ba lời khuyên khá quý giá dành cho bên phía của đội tuyển V-Gaming. Và nòng cốt center phải là quan trọng nhất trong việc làm sao để khắc chế phong tỏa được đội tuyển Bacon Time chắc chắn rồi, phải là Kim Sensei, người đang có phong độ thi đấu khá tỏa sáng bên cạnh cái tên Maki. Nhưng thực tế mà nói thì Maki ở trong giải quốc nội đánh rất ghê, nhưng khi mà gặp những người chơi từ cổ chí kim, từ Captain Gấu của team Flash cũ cho đến khi mà đối đầu với cả Burnaby trong những giải đấu quốc tế gần đây thì anh ta vẫn chưa thi được quá nhiều điều. Đây thực sự là một dấu hỏi rất lớn. Còn đây là key to game đến phía đội tuyển Bacon Time. Điều đầu tiên là trong trận chung kết của AOG thì Sài Gòn Tôm đã cấm rất nhiều những vị tướng của Han để phong tỏa anh ta, và đó là bí kíp đã giúp cho họ có được chức vô địch. Điều thứ hai đó là phải thắng đường được Burnaby để tạo ra sự khác biệt. Và điều thứ ba là cẩn thận với sự lựa chọn vào vị tướng Alain của Burnaby, một vị tướng để khắc chế vào Omen. Đây là ba sự lựa chọn cho thấy được rõ ràng là những chuyên gia cũng đang vẽ ra những cái bí kíp nó cũng tương đối là nguy hiểm ấy chứ, đúng, có phải là không đâu, đúng không? Tôi cảm thấy các chuyên gia ngày hôm nay đang hơi sâu đang có vẻ như là nhắm rất nhiều vị trí của Burnaby. Nào là bạn phải thắng được đường Burnaby để có thể tạo ra những sự khác biệt, hay là phải cẩn thận vào Alain trong tay của Burnaby. Nhưng cũng rất giống mọi lần, chuyên gia thì vẫn cứ có những lời khuyên, nhưng làm cách nào cụ thể để giành chiến thắng được Burnaby thì chuyên gia không có nói. Làm sao mà nói được, đúng không? Đấy thì cho nên là cái câu trả lời cũng đặt ngược lại với cả bên phía V-Gaming. Chuyên gia nói rằng là hãy đánh liên tục vào cánh đường giữa của Kim Sensei. Nhưng mà đánh như thế nào? Nhưng làm thế nào để đánh được cánh đường giữa của thầy Kim thì chuyên gia không nói được. Rất khó, đúng không? Đây là hai bài toán mà cả hai bên đều phải giải đáp ở trong ngày thi đấu hôm nay, và để xem rằng liệu V-Gaming hay Bacon mới giải đáp được. Đây là lần đầu tiên mà họ đối đầu trong một trận đấu kéo dài trên 5 ván thi đấu chính thức. Nghĩa là họ chỉ gặp nhau trong một phase thứ nhất tại AIC và một phase thứ hai, nghĩa là mắc pinh nhất là BO2, chưa gặp nhau trong BO5 và BO7. Nên vì vậy sang một trận đấu đầu tiên họ không trên team mà đánh ngay trước mặt của hàng trăm nghìn khán giả đang theo dõi ở thời điểm hiện tại. Lúc nãy tôi gặp Hoàng TD, Hoàng TD cười rất tươi, và có vẻ với nụ cười đấy thì tôi cũng phần nào yên tâm cho cấm chọn của ván đấu đầu tiên này rồi. Lượt cấm đầu tiên của V-Gaming hướng tới đang là cấm thẳng vào thầy Kim, Liliana. Rất dứt khoát. Là Liliana trong tay của Kim Sensei. Và tôi nghĩ rằng là với việc V-Gaming vượt qua được cái dớp của mình, đó là giành chiến thắng trước Buriram United Esports, thì họ đang rất tự tin rồi. Những đối thủ còn lại tôi cảm giác là V-Gaming không quá căng thẳng, họ rất tự tin khi đối đầu với các đối thủ mà không phải là Buriram United Esports hay quốc nội đó là Sài Gòn Phantom. Tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ không muốn gặp lại Sài Gòn Phantom thêm một lần nữa đâu. Đúng. Họ sẽ rất quyết tâm để giành chiến thắng ở trong ngày hôm nay. Rõ ràng khi bạn vượt qua cái mà người ta gọi là cái dớp của bản thân thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong lúc thi đấu, trong lúc luyện tập. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi ngày hôm nay V-Gaming sẽ có thể có được một chiến thắng bùng nổ. Tôi tin rằng nếu như V-Gaming có được cho mình ván thi đấu thắng đầu tiên thì chúng ta sẽ có được một chiến thắng rất đậm ở trong ngày hôm nay. Không phải là 4-0 nhưng có thể sẽ là 4-1. Đúng. Là tỷ số 4-2. Omen sẽ là lượt cấm thứ hai đến từ V-Gaming. Còn với Bacon Time, họ đang cấm đi những vị tướng đó là Sennel, đó là Nakroth. Và như vậy thả ra cho V-Gaming chúng ta có Elsu hoặc Tulen. Hãy cùng chờ đợi V-Gaming lấy con bài gì. Đúng là như vậy, sẽ có những vị tướng pháp sư rất mạnh, Tulen, Ikki, Elsu là ba sự lựa chọn họ sẽ hướng tới. Và những gì V-Gaming hướng tới là cho Ikki và nhả ra Tulen trong phần thứ nhất là dành cho bên phía của đối phương. Liệu rằng sự lựa chọn này có thực sự là một pha đánh đổi hoàn hảo đến từ bên phía của đội tuyển V-Gaming hay không? Tại vì nếu mà xét trên một cán cân thì tôi thấy rằng việc lựa chọn Tulen sẽ uy tín hơn một chút so với việc lựa chọn Ikki. Mặc dù Ikki không phải là vị tướng yếu, khả năng clear lính rất nhanh, khả năng xuống canh đường rất mạnh, đặc biệt là phù hợp cho những chiến thuật mà bạn tấn công những vị tướng xạ thủ ôm trụ đầu game thiếu khả năng phòng ngự. Nhưng việc mà chúng ta đánh đổi Ikki để cho đối phương lấy đi Tulen là một điều rất mạo hiểm. Nhưng Bacon có tiếp hay không thì lại là câu chuyện của họ nha. Nên nhớ rằng đây là nhà vô địch APL và họ sẽ không đơn giản, có khi họ sẽ nghĩ phức tạp như Pep Guardiola vậy. Hai sự cho tiết đấy đang nghĩ phức tạp rồi. Violet có khi họ lại nhả Tulen chúng ta luôn để chúng ta lấy luôn đi rừng dành cho vị trí của Quang Hải. Anh thấy hợp lý không PS mày? Tôi thấy là quá hợp lý đi. Quá hợp lý bởi đi vì chứ. Có thể là Bacon sẽ lấy Zeal thì sao, phải không Weepopper? Zeal cũng đúng. Có thể sẽ là một sự lựa chọn mà Bacon Time lựa chọn ở trong đấy. Lựa chọn này, nhưng không phải là Zeal, cũng không phải là Tulen. Nếu xét về kèo tướng thì rõ ràng là Ikki sẽ có khả năng đẩy đường mạnh hơn so với Tulen, nhưng quan trọng là khi đối đầu tay đôi thì Tulen sẽ mạnh hơn, sẽ nhỉnh hơn Ikki một chút với những combo tốc biến kết hợp với lôi động. Và tôi cũng đang rất nhanh với cú lôi điểu của mình, nhưng đó không phải là sự lựa chọn của Bacon Time. Họ suy nghĩ khiến cho tôi cảm thấy cũng khá lạ khi đấy. Mà Violet được lựa chọn ra, họ lại không có Liliana để có thể đánh cùng với cả Violet. Bây giờ và họ sẽ phải lấy những vị tướng theo kiểu là cơ bản hơn và có một lượng sát thương ổn định hơn như là Chrissy này. Đập tay.
hay thậm chí là Yue dành cho vị trí của Kim Sensei. Đập tay rồi anh PSman ạ. Sau khi mà đối phương cầm được Zuka và Violet, Vgaming pick ngay Yasuo và Qi. Tôi đang lo rằng chúng ta lấy hơi nhiều tướng mạnh ở game 1, sau đó họ đập tay với nhau như kiểu rằng là đối phương đã mắc vào một cái bẫy gì mà họ chuẩn bị từ trước, và tôi không thể đoán ra được rằng là họ đã đập tay nhau vì Bacon lựa chọn và vị tướng Zuka. Đúng, cái bẫy gì? Có nghĩa là có thể là vào cái bài cấm trọ mà họ đã tính toán từ trước hay chăng? Nếu theo những vị tướng như là Yasuo và Ikki, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của Helen đến từ Bacon Time cũng sẽ là một tỷ lệ rất cao, bởi đây là một vị tướng khắc chế rất tốt vào Yasuo cùng với Ikki. Đúng. Nhưng hãy cùng chờ đợi những sự lựa chọn của Bacon Time, bởi Violet không phải là một vị tướng quá cần có một vị trợ thủ đi cạnh. Cô nàng này có thể đi một mình được với những cú lượn bắn, thậm chí là còn đeo sát thủ của đối phương. Lấy trụ cũng là rất ổn với Bacon Time, đúng là không nhắm vào Helen. Cảm giác là Vgaming đọc được những sự lựa chọn của Bacon Time thì phải. Đối phương có thêm một vị tướng Illu, khả năng gây một lượng sát thương không phải là quá lớn, nhưng khả năng hỗ trợ thì lại là rất tốt. Với thần trận có thể soi map, với những cú ném đĩa có thể tạo ra được rất nhiều hiệu ứng khống chế. Đối phương cũng đang muốn đấu hiệu ứng khống chế với chúng ta. Chúng ta có Qi, có Hạo Nhiên Trưởng, thì đối phương cũng có Trầm Trọng Lực, cũng có những cú ném đĩa đến từ Illumia. Đối phương đang thiếu đi CC khi mà họ lựa chọn một sát thủ và một xạ thủ tay dài. Bây giờ họ cần một vị tướng như Illumia để có thể ngăn cản những tị tướng vào từ tuyến sau, hay thậm chí là giao tranh tổng, thì Illumia có khả năng phản giao tranh tổng rất mạnh. Với cái thần trận và trong một địa hình khoảng cách hẹp giữa các thành viên với nhau, thì rõ ràng là những pha phi đĩa và thần trận nó thực sự là cơ đặc mộng. Để xem rằng bên phía đội tuyển Vgaming sẽ đấu trí lại như thế nào. Đây có vẻ như mọi thứ đang đi lệch khỏi đường ray mà Vgaming đang vui với nhau từ đầu. Sau khi mà Bacon họ lựa chọn vào Illumia thì ngay lập tức Vgaming bắt đầu chuyển qua trạng thái phải đấu trí mạnh mẽ hơn so với bên phía đối phương. Helen, một sự lựa chọn mà quá là dễ đoán ở thời điểm này, khi mà chúng ta có Yasuo và Ikki, những vị tướng cấu rỉa mạnh. Đối phương có một tầm sau với Helen nữa, chắc chắn là rất khó để bằng trụ, và vì vậy mà Vgaming không có cái lý do gì để phải nghĩ phức tạp cả. Chúng ta không nên phức tạp hóa vấn đề quá nhiều, mà hãy cơ bản hóa nó lại và lựa chọn những gì tốt nhất có thể giúp có cho mọi thứ có lợi dành cho bên phía của Vgaming, và đó là cấm thứ ba và Helen. Và thậm chí là chúng ta nên cấm thêm đi, bởi đối phương đã cấm đi cho mình Chao Na cùng với Lumbua. Đây đều là những vị tướng có thể khắc chế thêm một cách rất dễ dàng. Với Lumbua thì vị tướng này có thể nhìn thấy thêm ở đó đẩy ra, không cho đối phương băng vào với những cú xung phong. Hay là Chao Na thì chúng ta đã biết rồi, với hỗn loạn mở ra và những cú làm choáng đến từ Illumia kết hợp cùng với thêm cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng. Chúng ta không biết có nghĩ tới thêm hay không, hay là một vị tướng khác kết hợp cũng rất tốt với Violet, đó là Zip. Nhưng Vgaming thì lại đang nghĩ tới đó là Florentino. Đây là một con bài ổn để có thể đối đầu với Qi, nhưng nó không phải là một sự lựa chọn mà Bacon Time có thể tối ưu. Bacon Time vẫn còn rất nhiều con bài, đó sẽ có thể là Ryoma, đó có thể sẽ là Yennam, đúng là thêm sẽ là sự lựa chọn của Bacon Time ở trong sự lựa chọn thứ tư. Thì Richter ở cánh trên cũng là một giải pháp hay. Richter và Yena là hai rất đơn giản luôn. Đây là hai sự lựa chọn mà Maki đánh rất nhiều tại giải quốc nội, và rõ ràng đánh một vị tướng trung hòa tại đường trên không cần thiết phải là Florentino, ít ra thì chúng ta đã hạn chế đi một sự nguy hiểm của đối phương. Căn bản thì chúng ta vẫn luôn luôn nhắc đến Maki là một thần đồng, sử dụng kỹ năng cá nhân cao để cho Florentino trong tay của Maki là hoàn toàn có thể one man army, binh đoàn một người, trọng hóa đột biến các thứ rất khó chịu. Vì vậy mà chúng ta cần phải khiến cho đối phương mất đi một vị tướng đột biến tại tuyến trên. Và dù sao thì mặc dù là Maki đánh Yena và Richter cũng tởm, nhưng dù sao chăng nữa thì Yena và Richter sẽ make a difference, nó khó hơn một chút, tạo ra sự khác biệt nó khó hơn một chút so với cả việc đối phương lựa chọn con Florentino. Ai chả Anduin là một sự lựa chọn mang tính chất phiêu lưu thôi, rất chăng tôi nghĩ rằng là chắc chỉ nhá hàng thôi. Người Ibanez thì chắc là không nhá hàng đâu ý ạ. Bởi đây là một vị tướng đánh được với thêm. Đánh được đấy. Chỉ là đánh được thôi. Rõ ràng cái bộ đôi Illumia và thêm vẫn là một bộ đôi khó chịu rất nhiều đến từ bên phía đội tuyển Bacon Time. Tôi cảm giác là Ibanez sẽ khó sử dụng hơn so với cả vị trí của thêm. Thêm đơn giản bạn bấm ủi và bấm xung phong là bạn đã có thể tạo ra hai ứng khống chế rồi. Còn Ibanez thì bạn sẽ phải căn ke làm sao để có những cú nội tại về nội tại nó chính xác, làm cho được nhiều người, vỗ được nhiều người trong thủ giao tranh. Và Aeron được khóa vào đến từ vị trí Quang Hải. Aeron là một vị tướng xuất hiện khá ít tại APL 2022. Nó xuất hiện ở trong những trận thi đấu tình thế. Và người sử dụng vị tướng này tôi nhớ không nhầm gần nhất là Nain. Anh ta đã có một cái pha mà phòng ngự phản công rất hay và lộ ngực dòng. Đúng. Trong một trận đấu mà anh ta có một pha hồi máu rất là nhiều với tay đại đao. Nhưng pick thế này là có lẽ Vgaming đang muốn giữ tướng. Giữ tướng dành cho Quang Hải. Tại vì căn bản là ba vị tướng ở phase 1 nó quá mạnh ở trong tier. Nếu mà chúng ta dồn hết toàn bộ tất cả những gì tinh hoa nhất vào ván đấu đầu tiên này thì là quá mạo hiểm. Quá mạo hiểm. Ấy ra, đối phương cũng đang có Rossi. Rossi là một vị tướng bị bỏ quên rất nhiều tại vòng bảng. Mới quay trở lại được một hai ván. Bởi Rossi được lựa chọn sẽ đi nhiều khu đường tàn thần Caesar. Một đường mà Rossi cũng chẳng cần quan tâm đối phương có đồ giải hay cái thanh tẩy hay không. Bạn cứ đẩy đường, bạn có thể cướp rừng, bạn có thể sử dụng những cú keo lửa để kéo trực tiếp đối phương vào trụ. Khi đó thì những tác động đến từ người chơi trợ thủ nó cũng sẽ không còn với Rossi nữa. Và thực ra trong giai đoạn cuối trận
thì Rossi vẫn rất nguy hiểm, bởi nếu như bạn câu được đồ giải thì khi đó Rossi tốc tiến lên có một cú kéo vẫn sẽ là rất mạo hiểm và sẽ là rất nguy hiểm dành cho các chủ lực của VGaming. Đúng là như vậy, một pha tốc biến kèo lửa kéo về phía đối phương hoàn toàn sẽ thay đổi toàn bộ cục diện của một tình huống tranh cướp mục tiêu lớn như sẽ ra bạo chúa. Đúng, tại vì bây giờ Rossi không còn là một vị tướng theo kiểu dạng là bắt buộc phải cấm hay phải chọn nữa. Sự chỉnh sửa ở chiêu cuối đã khiến cho vị tướng này bớt đi sự nguy hiểm, nhưng rõ ràng đánh cho một kèo trung hòa tại tuyến trên mà không muốn dồn quá nhiều vị tướng mạnh vào sự lựa chọn ở trong ván đấu thứ nhất này, tiết kiệm được Yena, tiết kiệm được Richter thì cũng như là ôn hòa và hồi phục tốt, đánh với Quy không đến nỗi tệ, thì rõ ràng là một sự lựa chọn cũng khôn ngoan đến từ phía của đối thủ ở trong ván thi đấu này. Một rõ ràng là khi mà VGaming và Bacon là hai đội tuyển đẳng cấp cao, họ cấm chọn với nhau thì họ có những pha đấu trí mà rất khó đoán tướng, và đúng là họ đã đem đến chúng ta những sự bất ngờ, đang là những quả oản tù tì thắng. Nó phiêu oản tù tì thắng rồi anh Huy Bob ạ. Thường là oản tù tì thắng là đánh vào game hay thua. Ồ thế à? Thế mới là đen chưa lại. Lẽ ra là anh ta phải oản tù tì thua thì lúc anh ta, vào game anh ta mới thắng. Kéo còn huấn luyện viên Lycan ở bên phía Bacon Time là ra cái lá thế là bị cắt. Thế là huấn luyện viên của Bacon Time thua luôn. Đấy. Thì chỉ đúng là oản tù tì đúng một ván thôi mà. Ừ. Đó. Chết. Anh một sự thân thiết đấy. Anh nói cái sự thật này làm tôi cũng cảm thấy lo lắng cho không sao cả, không sao cả. Mọi thông số chỉ mang tính chất tham khảo rồi. Quan trọng là ngay ở trong biểu tượng ở những con thú thì đại bàng đã mạnh hơn so với cả Bacon. Bacon rõ ràng là một chú lợn đáng yêu mà nó cũng giống như cái độ tuổi, đúng, cái độ tuổi cute, họ chỉ cute thôi, họ không thể đủ mạnh bạo để đối đầu VGaming được. Đấy là những gì chúng ta nói với nhau. Còn bây giờ VGaming hãy trả lời đi, hãy là một ván thắng để cho người hâm mộ được giải khát ngay ở trong ngày đầu tiên, trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay có đại diện Việt Nam giữa VGaming và Bacon bắt đầu. Kim Sase di chuyển lên rất cao với con máy Illumia cộng với sự hỗ trợ đến từ vị tướng Thên trong tay Tao X. Đây sẽ là cặp đôi đẩy đường rất nhanh so với bên phía bên kia là Maris cùng với vị trí của Han. Han quyết định là sẽ không hỗ trợ dành cho Maris mà quyết định di chuyển thẳng xuống đường dưới để có thể tạo ra những sự khó khăn dành cho Muwan. Ui sổ ơi. Chính kích rất đáng tiếc là trượt đến từ Hoàng Tây Đê. Chúng ta đẩy được môn quái của đối phương ra rất hay. Không sao cả. Thực tế mà nói thì Hoàng Tây Đê cũng luôn luôn nhận rằng là anh ta đánh con Eo Su không tốt bằng những vị tướng xạ thủ còn lại. Quan trọng là anh ta bắn tay như thế nào và anh ta kiểm soát trận tốt ra sao mà thôi. Bắn trượt viên đầu tiên chưa phải vấn đề quá lớn. Nhưng nếu bắn trúng viên thứ hai thì có lẽ tâm lý sẽ là tốt. Đấy. Viên thứ hai là chính xác của Hoàng Tây Đê rồi và chúng ta cũng đang kìm kẹt Muwan khá nhiều. Đấy, kiểm soát rất tốt Muwan, hai viên viện chính kích là rất tốt, đối phương hồi phục lại cũng là rất nhiều. Bị dính một cú làm chậm đến từ Hoàng Tây Đê, nhưng Hoàng Tây Đê còn bịch máu sau trụ. Còn đối phương thì cũng đã không còn nữa rồi. Han có một cú vả rất tốt ở mặt của chị Tao X nhưng sát thương chưa phải là quá nhiều đến từ các bạn Evenet. Không sao cả, không sao cả. Chúng ta trúng được 2 trên 3 viên viện chính kích, là tôi cảm nhận được rằng Hoàng Tây Đê ngày hôm nay nói chung là cũng tự tin. Đấy, chúng ta bắn phát này là phát thứ 4 và đã trúng 3 phát rồi. Dù sao chăng nữa thì với Eo Su, việc lựa chọn vị tướng Eo Su của ván đấu đầu tiên này không ảnh hưởng quá nhiều tới cái tâm lý thi đấu. Nó cũng đem lại một sự tự tin phần nào dành cho Hoàng Tây Đê khi mà kết quả chưa bị chi phối và đầu óc anh ta vẫn đang là khá tỉnh táo. Phút điều thứ hai của ván thi đấu này, cần phút thứ 2 rồi và Bernabin đã lấy đi con rơi thủ vệ bên phía đối phương và lách về một cách hết sức là kỹ năng. Diamond P kịp thời lên nhưng không kịp làm gì cả. Bernabin khá cơ hội. Maki vừa rồi ăn hết con rơi đấy mất nửa bình mana nhưng lại chẳng thể có được cho mình con rơi. Thì đấy, người làm người hưởng. Đây là Quang Hải. Quang Hải vừa gặp vào vị trí của Maki. Đương nhiên là Quang Hải sẽ lui trở về rất dễ dàng với vị tướng Eron. Chúng ta sẽ nhắm tới con Caesar. Được. Còn Bacon Time sẽ nhắm tới đó là con rồng. Một pha kiểm soát rất nhẹ nhàng và bình tĩnh từ bên phía của đội tuyển VGaming, không thua thiệt về Lên Ninh, lại có thể lấy những mục tiêu lớn đầu trận nhưng ở nửa giữa của bản đồ chúng ta thôi. Thì để đối phương kiểm soát ở nửa giữa của bản đồ mà thôi. Quan trọng là Hoàng Tây Đê giữ được đường thực sự đủ tốt trong bối cảnh. Ui, mà Han đi vừa mới nói xong, Tao X lao vào hất tung lên liên tục từ Hoàng Tây Đê. Ta còn giờ bắn chưa còn cả tốc biến nhưng đối phương đã có một sải tay là tương đối dài, chỉ có đầu thuộc về cho Muwan. Rất đáng tiếc, vừa nói xong ngay sau khi Han bỏ đường một cái thôi thì một cú đẩy đột biến từ Tao X đã khiến cho anh ta phải trả giá. Bớt đi, bắt tập biến trên người rồi. Hạo Nhân chưa để bỏ chạy nhưng lần này sẽ bỏ thêm một mạng nữa thôi. Bớt ơi, em về được hay không đây? Em về được thì anh sẽ thưởng em rất nhiều. Không được, Bernabin không về nổi, chỉ có phép màu mới giúp cho Bernabin thoát được pha đó thôi. Một pha thi đấu giao tiếp quá tốt đến từ Bacon Time. Pha đó có lẽ Huy cũng không để ý kỹ khi mà Hoàng Tây Đê quyết định đứng ngắm. Đối phương lại không chủ động băng vào với tốc biến đẩy đến từ Tao X mà đối phương sử dụng thần trận trước để làm choáng vào vị trí của Hoàng Tây Đê. Sau đó thì tình huống băng vào đến từ Thên trong tay của Tao X mới có tác dụng, nghĩa là pha thi đấu đó Bacon Time đã giao tiếp với nhau, bật thần trận đi để làm choáng và chúng tôi sẽ lao vào có được cho mình chiến công đầu. Hai điểm hạ gục đầu tiên dành cho bên phía đội tuyển Bacon Time một cách khá dễ dàng và chúng ta đang thực sự gặp những sự khó khăn ở trong những giây phút đầu tiên. Độ tập trung của đối phương là rất tốt. Đúng là pha giao tiếp của đối phương là đủ ổn để có thể kết hợp cùng với pha đẩy của Tao X. Rõ ràng đối phương còn có thời gian để căn chỉnh nhấn nhá mãi sau đó mới đẩy vị trí của Hoàng Tây Đê và chân tường. Mọi thứ diễn ra cách rất hoàn hảo và mượt mà, họ bàn bật với nhau. Phải nói rằng là không có gì để chê nữa. Đúng là đại diện hàng đầu của APL có khác.
Dù sao chăng nữa thì VK Minh cũng chỉ mất đi chiến công đầu và mất đi điểm bàn cục của Burnaby ở tuyến trên. Mọi thứ vẫn chưa phải là quá tệ ở thời điểm này, trong một bối cảnh mà giai đoạn đầu đến giữa trận đấu chất tướng của chúng ta đánh vẫn cứ là ok. Nhưng chỉ quan trọng là đến giai đoạn về cuối game, khi mà Violet trong tay của Wan đang có luyện kim trên người, nó đã cải thiện sức mạnh lên tốt là rất khó. Một cú đẩy là rất tốt nhưng chúng ta đã mất giải trên người, Dramatic còn mất cả tốc biến trên người nữa. Han có làm gì đấy không? Này Han bị hất tung liên tục khỏi không trung và anh ta lên bảng điểm số là rất nhanh, không kịp bấm một cái gì để có thể thoát thân được đến từ vị trí của Han. Thực ra là Han trước đó đã bấm giải rồi, khi chúng ta không có giải thì những cú kéo đến từ Rosie nó lại nguy hiểm quá. Và Maki bắt đầu lên tiếng, anh ta sẽ có thể cân đôi được ở trong tình huống này, nhưng chúng ta sẽ chỉ lấy trụ mà thôi. Cố gắng lấy trụ nào, hất tung được một nhịp, có trụ dành cho bên phía đội tuyển Việt Nam được không? Nhưng mất rất nhiều máu, đó là Quang Hải. Quang Hải chạy về được bởi khả năng gây sát thương đến từ Kim Sensei không phải là quá ổn. Chúng ta có được lợi thế nho nhỏ, đó là cái trụ thứ nhất ở khúc đường trên, nhưng cánh dưới thì Hoàng Tele đang khổ quá và cần phải có Han xuống hỗ trợ ngay với những bộ chiêu thức đến từ Ibanez. Nhưng chúng ta cũng sẽ cần phải cẩn thận ở trong những giây phút tiếp theo bởi Kim Sensei sắp hồi chiêu cuối rồi, và khi đối phương có chiêu cuối là tôi cảm nhận đây sẽ là một con Illumia tấn công chứ không phải là một con Illumia theo thiên hướng đó là phòng ngự. Không sao cả, trong phân tích của chúng ta từ đầu dự kiến là kiểu gì Muwan cũng sẽ gây áp lực với cả Hoàng Tele với Yasuo với chất tướng Violet, nên chỉ có điều rằng là trong một cái thế mà Han phải đi hỗ trợ cho các cánh còn lại thì Hoàng Tele bị bỏ lại một mình hơi nhiều ở khu vực đường dưới. Còn Tabic từ nãy giờ chỉ ôm đường cho Muwan thôi, anh ta rất tự tin bởi những cánh còn lại thì hoạt động một cách độc lập đơn lẻ là khá tốt. Kim Sensei có một nhãn quan đủ bình tĩnh để anh ta không cần tới sự hỗ trợ của Tabic quá nhiều mà vẫn không bị nguy hiểm ở khu vực đường giữa, anh ta khống chế nên là Tabic có thể yên tâm ôm đường cùng với Muwan. Còn Han phải di chuyển rất nhiều, lấy sai thông tin của Marit nữa ở khu vực tuyến trên này. Maki băng vào khá sâu, Burnaby băng lên, Burnaby mất tốc biến trên người rồi. Maki có keo lửa kéo được vị trí của Quang Hải, Quang Hải mất bắt ma, Muwan lại hạ gục được Hoàng Tele thêm một lần nữa, bỏ lại Han ở phía sau, Han lại phải lui về. Bây giờ thế trận đang là ngàn cân treo sợi tóc rồi, tiền chưa thua quá nhiều nhưng đối phương đang liên tục có điểm cục. Burnaby muốn tạo đột biến, anh ta băng vào với hạo nhiên trưởng trên người nhưng đối phương có trọng lực đang là đủ nhiều. Anh Maki này bắt cầu bằng sữa, Maki không vào được, không có gì vào cả. Wow, hay một pha xử lý hết sức lăng tăn bằng từ vị trí của đó là AMP. Maki đứng nhìn đồng đội của mình nằm xuống, có lẽ là AMP đang thắc mắc là tại sao đồng đội ơi anh ở đâu mà anh ta chỉ biết đứng bên kia bờ đá mà thôi. Maki đứng nhìn rất lâu, Maki tôi cảm nhận anh ta sao cứ đứng nhìn như thế. Anh ta có tốc biến, anh ta tuy là không có chiêu cuối nhưng ít ra là phải tốc biến về bên kia để tanh hộ người đồng đội của mình chứ, anh ta cứ đứng nhìn thôi. Và anh ta đứng nhìn người đồng đội của mình nằm xuống một cách rất dễ dàng. Không sao cả, đôi khi cái đứng nhìn đó nó là tạo ra lợi thế cho VK mình. Chúng ta không tiếc cho những tình huống xử lý đấy của đối phương, chúng ta mừng cho điều đó. Và đó là một lợi thế có lẽ là không nhỏ đâu. Không nhỏ đâu. Đó là một lợi thế không nhỏ, chúng ta có thể ổn ngay lập tức. Và với một pha phối hợp phải nói rằng là không hiểu vì lý do gì mà Maki là AMP lại có một pha phối hợp nó thiếu đi cái chiều sâu đấy như vậy. Tôi đang bắt đầu là lo, đầu tiên là lo mới Burnaby phi vào sẽ bị outplay. Nhưng tôi không biết, tôi không lường trước rằng là đối phương lại có thể có một pha 2 cân 1 nó khó hiểu đến như vậy. Chính xác là 1 cân 2 khó hiểu đến như vậy. Dù sao chăng nữa chúng ta đã có một điểm cùng để gỡ gạc, giải khát được con Seiza ở tuyến trên và qua đó thì lượng tiền lại được cân bằng rồi. Ổn rồi, ổn rồi. Bây giờ lượng tiền đã được cân bằng đến từ bên phía đội tuyển VGaming, nhưng chúng ta sẽ cần phải cẩn thận những tình huống Maki di chuyển bởi bây giờ anh ta đã có được cho mình cái tốc biến và cú keo lửa rất nguy hiểm đối với những vị trí chủ lực không đứng gần nó Han để có thể có được cho mình những cú giải. Đối phương cũng sẽ câu giải của Han ở trong khoảng thời gian sớm mà thôi đến từ những cú đẩy của Taoic. Tiếp tục là một pha thi đấu mà VGaming đang không cho đối phương ăn đi cho mình con rồng một cách dễ dàng. Đường giữa Kim Sensei đang phải một đấu ba, anh ta khá thoải mái với Illumia bởi dù sao đây cũng là một chất tướng có tầm tay là rất dài. Dù sao chăng nữa thì chúng ta đã không thua về cuộc chơi kiểm soát ở bên phía đối phương. Sai lầm của hai người chơi tuyến trên đang tạo một vài những cơ hội để chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách. Vẫn là ảo, hạ nhiên trường trong tay của Burnaby đấm ngược với Maki. Bây giờ Burnaby đã khiến cho Maki mất keo lửa trên người. Maki sai rồi, Maki lên bảng đến số, một tình huống cực kỳ khó để có thể diễn tả được kỹ năng vừa qua đến từ Maki. AMP băng vào với trận trường lực trên người Hoàng Tele chưa phải lên bảng đếm số, đang là liên tục là những sai số đến từ tuyến trên. Sự phối hợp của AMP và Maki đang là chưa quá đủ tốt và hơi vụng về. Đây rõ ràng là những gì mà chúng ta đã nói ở trong giai đoạn phân tích trước trận đấu. Đúng. Đó là khi Maki vào những trận đấu lớn thì bằng cái nào anh ta xử lý những cái tình huống sử dụng chiêu thức của mình nó rất khó hiểu. Và vừa nó rồi rất vụng về. Tốc biến tính là kéo Hoàng Tele nhưng nó rất vụng về, trông rất giống các cái giải đấu Serie B mà tôi đã bình luận tại Việt Nam. Đúng là đó là một pha thi đấu mà Maki nó không thể hiện rõ cái kỹ năng tốt của anh ta ở giải đấu quốc nội. Đúng là như thi vậy. Đấu xử lý khá tệ ở pha thi đấu đó. Đây sẽ là một pha sử dụng chiêu cuối đến từ Han. Han bị dính giảm hồi máu, đối phương đang có giảm hồi máu, Han sẽ cần phải cẩn thận những tình huống tiếp theo. Nhưng chúng ta mới chỉ có một vài điểm hàng cục đơn lẻ của đối phương tuyến trên thôi, chứ rõ ràng về mặt trận kiểm soát đối phương vẫn đang làm rất tốt. Chúng ta cần phải chuyển hóa mọi thứ nó nhanh hơn. Chúng ta khai thác vào Maki đi. Tôi nghĩ rằng Maki đang có vẻ như hơi cẩu. Và có vẻ như VGaming đang muốn khai thác vào Maki thật khi mà chúng ta dành toàn bộ mục tiêu lên tuyến trên để đánh thẳng vào cánh của anh ta. Nhưng ở nửa dưới bản đồ thì Hoàng Tele đang hoàn toàn thua thiệt. Bây giờ Hoàng Tele thậm chí còn không thể ôm đường tuyến dưới vì đã mất trụ. Và bây giờ đã phải swap lên từ bên phía đội tuyển VGaming rồi khi Burnaby phải xuống để có thể giúp cho cái sự thua thiệt chúng ta ở nửa dưới bản đồ
được cải thiện hơn, ít ra là với Quỳ. Còn ở tuyến trên thì ngay lập tức bộ đôi Han và Hoàng Tây đã lên tuyến trên, một cú bắn là khá đau đến từ vị trí của Muan. Đây là sự khó chịu của Violet. Luyện Kim sẽ rất khỏe dọa giữa trận đấu, nó không cần, không còn là một con Violet đến cuối trận đấu là sẽ khỏe nữa. Bây giờ Violet bắn ở giữa trận là cực kỳ thấm, và rõ ràng là chúng ta đang phải trải qua một kèo thua về mặt đi đường với chất tướng sát thủ bên phía đối phương. Nhưng đây là một pha xử lý tốt từ vị trí Hoàng Tây Đề. Lính đang tràn vào, Quang Hải dùng tay đại đao của mình để thể check xem có ai trong đó hay không, và với pha check vừa qua thì bên phía đội tuyển Vigaming yên tâm dọn được tơ lính này với bộ kỹ năng đến từ Maris. Cổ máu cũng là rất đau đến từ vị trí Kim Sensei. Chúng ta sẽ cần phải giải bài toán Muwan, và tôi cảm nhận rằng là Maki đang có một phong độ chưa quá tốt ở trong ván thi đấu đầu tiên. Anh ta đang liên tiếp sử dụng những bộ chiêu thức của mình là không chính xác. BDLB đang có một lượng tiền vượt trội hơn so với Maki bên phía bên kia rồi, nhưng đây sẽ là một pha thi đấu mà BDLB sẽ phải một cân hai Maki cùng với cả vị trí A. Một tiếng làm cho rất tốt đến từ Embert. Embert có thể lướt thêm còn một biến. Lần nữa còn tốc biến lướt trở về rồi, đối phương vẫn đang tràn lên và tốc biến đến từ Maki kéo cho nó cẩn thận. Lần và này đó là điểm hạ gục dành cho A-Man-P. Lần này thì đối phương đã rõ ràng là phù hợp tốt hơn so với hai tình huống có phần lóng ngóng ở trước đó. Có vẻ như ban đầu Maki vẫn chưa cảm giác đánh tốt. Đúng. Nhưng đến sau này khi Almond P xuống ganh cho cánh anh ta nhiều hơn thì mọi thứ đã là ổn định hơn rất nhiều rồi. Maki đã có sự tự tin quay trở lại dọn lính giữa hai trụ, rồi chúng ta sẽ mất thêm cái trụ ở tuyến dưới nữa. Trong chúng khi ta đó phải về ngay. Thì Vigaming đang ăn con Seiza ở tuyến trên, mà chúng ta gần như không có động thái nào của tuyến dưới cả. Almond P đang cố gắng để vỗ về và Han. Han là một người chơi không dễ bị sốc đam. Thời điểm này Maki đứng lên khá cao, tìm mục tiêu để có thể keo lửa đối phương và làm tường, nhưng vẫn có trụ một đường giữa được bảo toàn dành cho bên phía của Vigaming. Nhưng cánh dưới đã bị đục hơi sâu từ bên phía của đội tuyển Baker Time rồi. Chúng ta đang thua thiệt không quá nhiều tiền, nhưng cứ đánh như thế này tôi sợ rằng trong một cái mặt trận kiểm soát nó nan giải thế này, có khi một đội tuyển có những cái chất tướng di chuyển tốt như là Roxy, như Zuka, thậm chí là một chất tướng về lết mạnh như là vị trí của Muwan sẽ khiến chúng ta bị khó, và chúng ta cần phải có một pha đánh, một pha đánh bất ngờ để phá đi thế kiểm soát của bên phía đối phương. Một cú hỏa bạo tốt, một tên kích là rất tốt, đẩy lui Kim Sensei vào rất sâu, nhưng Maki đứng bên hông rồi. Ui. Maris đã bị lừa. Trời ơi, thần trận là quá đẹp từ thầy Kim. Bật cho mình đó là hạt giống sinh mệnh nên giữ trên được Maki rồi. Nhưng vừa rồi thì Muwan cũng đã mất đi cho mình cái tốc biến. Chúng ta đã bị phản công. Chúng ta đã bị phản công Huy ạ, khi cú thần trận đến từ vị trí của Kim Sensei là quá đẹp. Và Maris bốc hơi ngay lập tức tiếp tục với những tình huống tấn công đến từ bên phía đội tuyển Baker Time. Người được chọn đang là Han. Han không còn chiêu cuối, Han cần phải lui về ngay. Bắn quá đau đến từ vị trí của Muwan. Chúng ta vẫn chưa được giải quyết được bài toán mang tên Muwan. Vị trí kích vẫn đang là cực kỳ ổn đến từ Hoàng TD. Nhưng nó vẫn đang là chưa đủ dành cho Vigaming. BDB có biết A-Man-P ở đây không? Có không, vẻ như là BDB không biết. Không biết, chúng ta sẽ mất đi con búa xanh. Chúng ta mất đi con búa xanh, nhưng Quang Hải đã giặt nhà để đẩy cánh ở hai trụ từ nãy giờ rồi. Quang Hải không tham gia một pha giao tranh nào từ nãy giờ. Anh ta chưa chỉ vào được ở hai cánh, chỉ đẩy hai cánh thôi. Ít ra vẫn có thể đẩy cao lính ở hai cánh và gỡ về thế lính của chúng ta ở thời điểm này. Rõ ràng đội hình bên phía đội tuyển Vigaming giao tranh không quá ổn. Nếu mà nói về khả năng mở giao tranh không phải là quá ổn. Hạt giống sinh mệnh đến từ vị trí Ibanez, tay đại đao đến từ vị trí của Quang Hải không phải vấn đề. Quan trọng là những cú cấu máu đủ tốt từ những combo Xghi và Yasu, nó mới tạo ra sự khác biệt như cách mà Kim Sensei đã bị cấu máu ở trong hai tình huống giao tranh trước đó, chứ không phải là Hạo Nhân Trưởng, không phải là Mắt Ma hay là Ibanez với chiêu cuối, phải là Yasu và Xghi hoạt động với nhau một cách nhuần nhuyễn để khiến đối phương phải lui về sâu. Và đây là cách mà chúng ta làm chưa tốt so với cặp combo Xghi và Yasu của người Thái. Hiện tại thì mặc dù những cú bắn đến từ vị trí Hoàng Tây Đê vẫn là khá chuẩn xác, nhưng sự phối hợp đến từ Maris và Hoàng Tây Đê đang là khá nhỏ giọt ở thời điểm hiện tại. Đối phương vẫn có được con rồng tiếp theo cùng đường dưới này, và đây con rồng ánh sáng thứ tư của họ rồi. Chúng ta để cho họ ăn rồng ánh sáng quá nhiều mặt trận nửa dưới của bản đồ. Chúng ta sẽ cần phải tạo ra một tình huống giao tranh ngay lập tức bởi những tình huống cầu máu đến từ Hoàng Tây Đê và Maris. Tôi nghĩ rằng chỉ cần cấu được chúng hai chiêu là chúng ta có thể vào được ngay rồi. Chúng ta đừng e ngại đối phương quá, bởi nếu như để đối phương cấu diệt thì nó cũng là rất đau. Nên nhờ đối phương cũng đã có những trang bị truy hồn để giảm hồi máu ở vị trí của Han, nên Han không thể chống chịu được quá lâu trong giao tranh đầu. Với lượng đồ như thế này thì Ibanez sẽ cần phải có thêm ít nhất là một cái thuật nữa để có thể chống chịu được lâu hơn. Đối phương bắt đầu ép thẳng ở khu vực đường giữa, Maki tanh luôn trụ, và chúng ta mất đi cho mình cái trụ đường giữa một cách khá dễ dàng. Một trận đấu chưa có quá nhiều tình huống giao tranh tổng, nhưng mà về mặt trận kiểm soát chúng ta đang dần bị đối phương nhanh chóng gọi là gấp đôi về mặt khoảng cách rồi, gấp rút liên tục về mặt khoảng cách lựa tiền tính ở thời điểm này, khi mà với cái luyện kim trên người thì Muwan đang tác oai tác quái. Còn bên phía của Vigaming thì với những món trang bị truy hồn, Han đang không thể nào mà sung sức để có thể chống cự được qua một tình huống của Almond P đang dí theo Maris, một tình huống quá mạo hiểm đến từ người chơi ở giữa bên phía đội tuyển Vigaming. Quang Hải quay người trở lại báo thù đâu đội của mình, nhưng ta báo không nổi rồi. Almond P vẫn thoát được thành công với những lần lướt của mình. Quá đau, bắn ra Han đang cover đội lui về, những cú bắn là cực kỳ thấm. Bernabe đang muốn tìm một khoảng trống để băng vào đến từ Hạo Nhân Trưởng. Bớt em định làm gì? Hơi khó dành cho Bớt khi đối phương cũng đã rất cẩn thận để có thể chết bụng rồi. Chúng ta đang có một tên lính ủng hộ ở khúc đường dưới, nhưng Maki cũng đã xuống được thể phòng ngự. Có cái trụ này không đây? Tôi hy vọng là có. Sẽ có thêm một trụ hai nữa dành cho bên phía đội tuyển Vigaming. Nhưng Vigaming vẫn đang gặp phải một áp lực rất lớn ở khúc đường giữa khi 11.000 tiền đến từ Violet trong tay của Muwan. Anh ta thậm chí còn sắp bundle, và khi anh ta có được cho mình giáp hộ mệnh
thì khi đó sẽ là một thế trận rất khó cho VGaming. Chúng ta sẽ cần phải hai lần hạ gục được Valet trong những pha giao tranh. Rất căng thẳng ở thời điểm hiện tại, Bacon Time đang giữ được sự tự tin của mình. Chỉ một vài tình huống lóng ngóng đầu trận nó không ảnh hưởng tới cách họ di chuyển và vận hành chiến thuật ở trong ván thi đấu này. Họ làm mọi thứ vẫn là rất tốt. Maki đã có lại được sự tự tin của mình, đẩy lính là rất khó chịu. Trong khi đó thì chúng ta đang có một đội hình cấu rỉa mạnh, nhưng sự phối hợp cấu rỉa của chúng ta lại không đủ lớn để đối phương phải lụi về quá nhiều người. Đổi ngược lại thì combo cấu rỉa đến chỉ một mình Muan thôi nó cũng đã đủ gây áp lực rồi. Hãy nhìn cách ta bắn trụ đi, một con Violet luyện kim 11.500 tiền ở thời điểm hiện tại gần như là vô đối, và đối phương sẽ bóp nghẹt chúng ta tới phút thứ 15 với con Dạ Bạo Chúa này mất. VGaming cần một pha đột biến, nhưng đột biến như thế nào thì họ vẫn chưa nói được ở thời điểm này. Chúng ta sẽ cần phải làm được nhiều điều hơn ở trong phút tiếp theo. Đây là Hoàng Tê Đê mất đi cho mình cú giật bắn và câu được cái tốc biến của Tao X đã là thành công rồi, bởi khi thêm mất tốc biến thì độ đột biến từ con bài này sẽ được giảm đi là rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn đang ở trong một thế khó. Có một cái tín hiệu khá vui đấy là nếu như ôi nhưng đây tình huống này từ đã người bị kéo lại, đó là vị trí của Badabi cố gắng tấn công của Maki, nhưng Quang Hải và Badabi không có quá nhiều sát thương. Muwan cũng đang tới, mất ma được lựa chọn và người được chọn đó là Muwan. Chúng ta cũng được Muwan chưa ai cũng thích được Muwan. Đối phương lướt qua tường, Quang Hải vẫn đang khỏe, Quang Hải rất khỏe trong tình huống này. Tay đại đao đã hồi lại chưa lại tay đại đao từ ví dụ Quang Hải, Quang Hải bị hạ gục rồi. Hoàng Tê Đê đang bắn được chứ Maki, Maki kéo có đồ giải đến từ Han, Han vẫn đang cá lên Badabi băng vào. Hạ Nguyên Trưởng chỉ trúng một người, hỏa bạo cũng là rất đau đến từ vị trí của Marit. Tao X mất nhiều máu nhưng đối phương vẫn có thể lùi được với đầy đủ cả năm người, rất đáng tiếc dành cho VGaming. Chúng ta đã chạm tới ổ khóa của bài toán này khi mà cái tay đại đao của Quang Hải nó gần như đã chính xác. Nếu như cái tay đại đao của Quang Hải mà dứt điểm đi xạ thủ đối phương thì tôi tin chắc rằng lợi thế của Xe Bạo Chúa sẽ là rất nhiều cho chúng ta. Nhưng chỉ đáng tiếc rằng cái tay đại đao đó, trời ơi, nó chưa đủ sát thương, nó quá mong manh. Anh cùng nhau theo dõi tình huống này, một tình huống mà lợi thế là rất lớn. Chúng ta tìm ra một khoảng trống nơi mà Quang Hải có thể tạo ra sự khác biệt. Sự khác biệt đã tới khi phong toàn Muwan, thậm chí Muwan còn đập đầu vào tường với cái tốc biến trên người của mình, nhưng cuối cùng thì không đủ sức để dứt điểm được đối phương đến từ Quang Hải. Rất đáng tiếc. Và tôi đang định nói về việc chúng ta có hai con bài cuối rất mạnh, cắn cuối rất tốt ở Violet, đó là Aeron và Imnet ở trong những giai đoạn cuối của trận thi đấu. Pha thi đấu vừa rồi tiếc quá chúng ta lại không có được điểm hạ gục, bởi đó là thời điểm mà Muwan chưa có giáp hồi sinh đâu. Nếu như bây giờ Muwan có được cho mình cái giáp hồi sinh rồi thì điều đó sẽ là khó hơn, bởi đội hình của VGaming đúng là chỉ có thể đánh được một nhịp thôi. VGaming không thể đánh được hai nhịp, bởi khi mắt ma được sử dụng thì Quang Hải cũng sẽ chỉ còn lại những cái cú tay đại đao để câu kéo, để có thể câu kéo, còn khả năng bắt vào sẽ không còn. Muwan đã có được giáp hộ mệnh, còn Xe Ra Bạo Chúa cũng đã có ở trên bản đồ, cú làm choáng rất khó chịu đến từ vị trí của Kim Sensei. Maris mất đi cho mình cái tốc biến và bắt đầu lỗ thế đến từ bên phía đội tuyển VGaming, nhưng chúng ta đang muốn chặn lên bắt đầu vị trí của Tao X khá trâu, cần phải cẩn thận trong tình huống này. Quang Hải băng lên mất ma rồi thì nên về thôi. Tao X đang bị làm choáng thêm đây rồi nữa. Chưa hạ gục thành công được Tao X, trời ơi, đối phương lại có đồ giải và hồi lại cho mình một chút máu. Nhưng VGaming sẽ có thế kiểm soát thì con Xe Ra Bạo Chúa khó, này khi mà Tao X không còn nhiều máu nữa, anh ta đang hồi phục rồi. Phù chú trường sinh rất khó thời điểm này. Han nên cẩn thận nha, Han đang thực sự là một sử dụng vị tướng rất khó để anh ta mở giao tranh ở trong ván thi đấu này. Rõ ràng Imnet đang kìm hãm khả năng đột biến đến từ cái tư duy của Han ở trong những trận đấu gần đây mà chúng ta được thấy. Nhưng dù sao chăng nữa thì Han cũng đang làm rất tốt rồi với vị tướng Imnet rồi. Chúng ta vẫn đang giữ thế kiểm soát. Nếu như chúng ta hạ được Maki không, câu trả lời sẽ là rất khó. Chúng ta đã lộ Quang Hải ở khu vực tuyến dưới cố gắng phòng ngự ở tuyến trên, nhưng đối phương đang vẫn kiểm soát thế trận là rất tốt. Đối phương cũng bắt đầu dè dặt hơn sau những tình huống mà chúng ta bắt lẻ đối phương, tìm cách bắt lẻ, tìm kiếm cơ hội như lúc nãy Quang Hải bớt vừa làm được xong. Nhưng chúng ta làm được bao nhiêu pha như thế nữa đây. Tao X băng vào Excalibur nó không trúng ai cả, Manic chỉ còn nửa cây máu mà thôi. Đối phương ép đánh rồi, bị khép bóc ở thời điểm này. Maki đang tăng tốc, nên cẩn thận nha. Đối phương đang tràn không được dưới này, lính tràn xuống đang là rất cao. Bacon muốn tràn vào một nhịp, VGaming muốn đánh tường trụ ra đây không kịp đánh tường trụ ra, Bacon vẫn kịp thời rút lui. Bacon quá tinh quái, đó là một tình huống họ chỉ khép góc để lấy trụ mà thôi, họ cũng chẳng muốn đánh nhau. Những tình huống ném đĩa liên tục đến từ Kim Sensei, chúng ta bị làm choáng và chúng ta bị ngăn cản xuống. Khả năng phòng ngự ở cung đường dưới, cánh dưới đã bị mất đi đến từ VGaming, và khi đó sẽ là một lợi thế dành cho Bacon Time ở giai đoạn hang Xe Ra Bạo Chúa, và những cú bắn đến từ Muwan vẫn đang là rất đau. Chúng ta cần phải tìm thấy được vị trí của Muwan trong những pha giao tranh. Maki không phải là vấn đề đến từ bên phía đội tuyển Bacon Time, bởi anh ta quá trâu, còn Han thì phải bỏ chạy, bởi Han thì không trâu đến như vậy. Han chưa có được cho mình cái thuẫn nham thạch, ta sẽ cần phải có món đồ đó để có thể băng vào những tình huống một cách dũng mãnh hơn. Ui, kéo lửa, kéo được Han rồi, Han có giải trên người, nhưng đây là một góc đánh chúng ta không chủ động. Dù sao chăng nữa thì cũng không cấu được quá nhiều máu của những chủ lực, nên vì vậy chúng ta bắt đầu tràn ngược qua Xe Ra Bạo Chúa đang là nhấn nhá nhau khá lâu. Tầm này ai bị cấu máu đau một cái, giả dụ như Kim Sensei hoặc Muwan bị cấu máu đau một cái, chúng ta sẽ
lên tiếng luôn. Nếu như Hoàng TD bị cấu máu đau một cái, đối phương sẽ lên tiếng trước. Quan trọng thời điểm này là ai cấu máu được ai trước và cấu máu đủ đau hay không để lấy lợi thế để con xe bạo chúa, là điều mà cả Vinh Bacon đang cố gắng làm. Nhưng có vẻ như Quang Hải là mục tiêu bị khai thác ở trong phát này rồi, nhưng Butterbee đang chưa bị lộ không. Đã có thể trận đồ tốc biến đổi hướng từ Tao Hích. Một cái bất ngờ, Buwan bị trúng tay đau rồi. Mặt ma từ đâu Quang Hải, bỏ chạy mà thôi. Ờ, nhưng Tao Hích bị kẹt ở trong tường. Han bị kéo vào trở lại. Han Tao Hích dài. Tao Hích mất nhiều máu. Tao Hích hình như là có nội tại thì phải, anh ta quá trâu và anh ta sẽ quay ngược trở về hồi máu với phù chú Trường Sinh. Ta lại có một pha giao tranh thất bại và mất thêm đường giữa đâu Huy ơi, khi mà con xe nó đã bắn được cho mình cái trụ thứ ba cục đường giữa, chúng ta mất đi hai đường siêu cấp rồi. Đối phương tinh quái quá, đối phương không đánh nhau, đối phương chỉ giả vờ để lấy đường siêu cấp mà thôi. Không sao cả, hai đường chưa phải vấn đề quá lớn. Mất giải thì chưa Han bật hạ dầu sinh mệnh lên rồi, buộc phải bật ở thời điểm này. Đối phương không dám đánh nữa, thần trận bật hoàng xuống. Hoàng TD bị hạ gục ngay lập tức. Sát thương từ Buwan đã là quá nhiều, đối phương có thể không cần đến con xe bạo chúa không. Họ sẽ vẫn muốn đảm bảo chiến thắng trong bán thi đấu này. Xe ra bạo chúa chắc chắn ra vào tay của Bacon trong một pha xử lý mà thần trận đến Kim CC là quá tốt. Đối phương kinh khủng quá, đối phương câu đi cả ba cái đồ giải đến từ vị trí của Han. Han thậm chí đã bán đồ giải một lần rồi sau đó hai lần tiếp theo Han mua hai cái đồ giải khác nhau. Người bị làm choáng cuối cùng đó là Hoàng TD và chúng ta mất đi cho mình con xe ra bảo chúa. Con xe ra bảo chúa phút thứ 19 dành cho bên phía đội tuyển Bacon Time. Chúng ta chỉ cũng chỉ còn có một đường mà thôi. Quan trọng là chúng ta không còn ba đường nữa, mà với một đường như thế này thì khả năng rất cao là Vinh sẽ mất đi cho mình ba đường siêu cấp. Có khả năng là khá cao, vẫn còn XG để xem rằng Vinh họ đối đầu với thế ép này của bên phía đối phương như thế nào đây. Nhưng đây là một thế trận mà đối phương có đẳng cấp về mặt ép đường là rất đều, nên việc mất đi ba đường siêu cấp nó phải lên đến tầm 70%. Marit bị cấu máu rất đau, thậm chí còn bị câu đến tốc biến chỉ với vài cú bắn đầy tự tin từ Muwan mà thôi. Đối phương vẫn đang gây áp lực, có thể không cần tới cả lính để có thể đẩy trụ từ vị trí của Muwan với sải tay dài từ vị tướng Violet. Và bây giờ bên phía đội tuyển Vinh sẽ mất đi đường siêu cấp và có thể đối phương sẽ tràn vào một nhịp để dứt điểm chúng ta luôn cho bàn đấu đầu tiên này. Thực sự là quá khó, bởi thời điểm hiện tại con Seja là rất mạnh với đội hình của Vinh. Han đang cố gắng sử dụng hạt giống sinh mệnh nhưng ta bị cầu máu là rất nhiều đến từ cả vị trí của Muwan và Kim Seja. Seja bắt đầu tiến vào ba đường dành cho bên phía của đội tuyển Bacon Time. Họ tràn vào, họ hạ gục thành công. Marit lại chưa đầy, Marit vẫn còn có thể lùi về nhưng chúng ta bị kéo. Người bị kéo là Quang Hải. Bớt LB mất đi cho mình giáp hồi sinh, mất ma được sử dụng ra thì không có quá nhiều tác dụng. Bacon Time tràn vào, họ hủy diệt Vinh và chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên dành cho đại diện số 1 của APL. Họ làm tốt hơn chúng ta rất nhiều cho ván đấu đầu tiên này và chiến thắng là điều không quá bất ngờ. Bacon Time đã vươn lên dẫn trước vì Vinh với tỷ số là 1-0. Rõ ràng là tình huống giao tranh thành hang rồng ánh sáng, là tình huống giao tranh mà chúng ta đã có quá nhiều cơ hội để tiếp cận đến một pha lội ngược dòng ở trong trận đấu này. Nếu như Muwan nằm xuống, chúng ta sẽ có lợi thế con xe bạo chúa, lúc đó là phút tiệm cận phút 15. Nhưng skill liên tục hụt từ các thành viên của Vinh, họ không chỉ riêng cái tay đại đao của Quang Hải mà thậm chí là những pha phối hợp đến từ Han, đến từ Marit nó cũng hụt liên tục. Và pha giao tranh tại con rồng đó là một pha giao tranh quá hỗn loạn của Vinh. Rõ ràng là chất tướng Ibernet đang cản trở sự đột biến của Han ở trong trận thi đấu này. Anh ta không thể làm được gì quá nhiều vị tướng Ibernet ngoại trừ việc cố gắng chống chịu với hạt giống sinh mệnh. Rất đáng tiếc, thực ra Ibernet là một vị tướng bạn cũng có thể tạo ra được sự đột biến, nhưng như đã phân tích, đây là một vị tướng khó sử dụng, không dễ một chút nào cả. Rất đáng tiếc khi Han không thể có những tình huống cây đổ vào đội hình của đối phương và tạo ra những tình huống sử dụng hạt giống sinh mệnh để làm chậm các thành viên của Bacon Time. Và rất đáng tiếc thêm một lần nữa là Quang Hải, cái pha thi đấu đó nếu như tay đại đao chúng thì tôi tin rằng câu chuyện đã rất khác dành cho Bạo Chúa rồi. Sẽ dành chúng ta. Đúng, sẽ dành cho chúng ta. Tại vì lúc đó là gần phút 15 rồi, rất đáng tiếc. Trời ơi, chúng ta có lẽ sẽ cùng nhau quay trở lại với MC Lily Zuri. Quý vị khán giả đang quay trở lại với bàn phân tích sau trận đấu, và như vậy là ván thi đấu đầu tiên, lợi thế thắng được ván đầu tiên đã thuộc về Bacon Time. Chúng ta có thể nói về con Illumia ở trong tay của Kim Sensei trong game thi đấu vừa rồi, có phải là một vị tướng đã khắc chế thẳng vào XG cùng với đó là Elsu không Batman? Đúng là như thế, rõ ràng đây là một trận thi đấu giao tiếp quá tốt đến từ Bacon Time ngay từ cái pha chiến công đầu. Rồi điểm hạ gục thứ hai và điểm hạ gục thứ ba đến từ bên phía của đội tuyển Bacon Time vào vị trí của Hoàng TD. Chúng ta đã cảm nhận được điều đó, cái kết quả thân trận nó quá kinh khủng. Tôi và Huy đã vui mừng khi Maki mất tập trung thi đấu hai pha mà anh ta không đúng. Chúng ta có lợi thế đấy. Chúng ta có lợi thế. Cái pha mà anh ta đứng nhìn đồng đội của mình nằm xuống, rồi cái pha anh ta sử dụng kỹ năng khá đuổi đó là pha tốc biến kết hợp cùng với keo lửa không trúng vị trí của Hoàng TD là chúng ta đã vui mừng rồi. Bởi ngày hôm nay Maki có một phong độ không tốt,
nhưng Kim Sensei thì khác và Muwan thì cũng kinh khủng quá. Họ hoàn toàn hủy diệt cánh dưới của Hoàng TD và chúng ta đã không thể có được một cơ hội giành chiến thắng ở trong ván thi đấu này. Và Muwan cũng chính là MVP trong game thi đấu vừa rồi với KDA là 502, lượng sát thương gây ra là 148.000. Muwan ở giai đoạn đầu game đã được chăm sóc rất kỹ và anh ta có một cái lượng tiền tranh hẳn hơn so với vị trí của Hoàng TD. Đâu đó khoảng từ phút thứ 12 hay là 15 gì đấy là đã tranh khoảng tầm 5.000 tiền so với Hoàng TD rồi. Đấy là một lượng tiền rất lớn. Nhưng bên cạnh đó thì Hoàng TD trong một cái thế khó anh ta vẫn gây được một lượng sát thương không hề kém cạnh so với vị trí của Muwan. Trong game thi đấu vừa rồi thì có lẽ là ngay từ cái slot pick Illumia, Vgaming đã muốn tiết kiệm tướng ngay sau đó. Hai slot tiếp theo đó là vị trí của Quang Hải cầm Aeron cùng với Ibanez. Trong tay của đó là Han. Theo Huy thì có phải là như vậy không? Thì tôi đã thấy họ đập tay với nhau sau khi lựa chọn vào Elsu và Qui, nhưng họ đã thay đổi ngay thái độ sau khi đối phương pick con Illumia. Và đúng, rõ ràng là đấy là điểm báo cho thấy rằng là mọi thứ đã bắt đầu chệch khỏi đường ray cấm chọn và toàn bộ những toan tính từ đầu phía các học trò của mình đã bị đối phương outplay. Nên rõ ràng là Bacon xuất sắc cả về mặt trận cấm chọn lẫn cả về mặt trận di chuyển. Thực tế mà nói thì đây là một trận đấu khởi động làm nóng tay. Cả hai đội tuyển đều có thời gian để khởi động bản thân, nhưng có điều rằng là mặc dù đối phương khởi động không được nóng bằng chúng ta, nhưng chúng ta lại không tận dụng được tốt cái khởi động không nóng của Maki để có thể có được chiến thắng. Và chúng ta đã thua đối phương về mặt trận làm nóng. Dĩ nhiên mới chỉ là một ván đấu đầu tiên mà thôi, chúng ta hoàn toàn có thể quay trở lại những ván thi đấu sau. Đúng rồi, và điều quan trọng là bể tướng chúng ta cũng đã tiết kiệm được trong game thi đấu vừa rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại những pha highlight để tiếp tục đến với phần cấm chọn game thi đấu thứ hai. Xin mời. Và chúng ta cùng nhau quay trở lại với cả trận thi đấu giữa Vgaming ở Bacon Town. Một trận đấu mà rõ ràng là chúng ta thực sự là đã làm nóng bản thân chưa đủ tốt trước một đối thủ như Bacon. Thực tế mà nói thì Bacon cũng không hề tự tin ở chúng ta một chút nào khi bước vào trận đấu này. Chúng ta thể thấy rõ sự phù hợp giữa A1P và Maki, lợi thế là quá lớn. Nhưng cuối cùng thì Vgaming lại bị bắt lại một vài pha giao tranh đơn lẻ, và đặc biệt là tình huống tay đao không chính xác của Quang Hải đã dẫn tới việc mà chúng ta không thể khai thác được một thế trận nào của đối phương cả. Nên nhớ rằng là khi mà đối phương có Violet thì đánh kiểm soát gần như chúng ta không thể nào mà đỡ nổi. Và đúng là Violet của Muwan thực sự có một cái vật bên cạnh con bài Illumia cho thể ở thời kỳ. Và tôi cũng cảm giác ngày hôm nay Bacon Time đang có một sự bình tĩnh rất lớn. Khi nếu như các bạn khán giả để ý thật kỹ ở trong những pha giao tranh cuối cùng thì đối phương chờ đợi cho Han đổi đủ 3 cái đồ giả, sau đó họ mới bắt đầu tấn công bằng cú thần chậm đến từ chiêu Kim Sensei. Tức là họ đã phải cẩn thận đến mức độ như thế để cái bộ combo giữa Thane, Roshi và Illumia có được thực sự rất nhiều tác dụng vào trong pha thi đấu mà họ sử dụng những cái hiệu ứng khống chế, những cú đẩy đến từ Thane, cú kéo đến từ Roshi. Và chúng ta đã thể thua một ván thi đấu khá đáng tiếc. Mà tôi hiểu cái bể tướng của Vgaming, họ vừa tiết kiệm được tướng mà họ lại muốn nhắm vào con Violet trong tay của Muwan. Nếu như chúng ta trong một pha giao tranh có thể hạ gục được Violet của Muwan thì tôi tin rằng bốn thành viên còn lại sẽ không đủ sát thương để có thể hạ gục được Quang Hải. Khi đó Quang Hải sẽ bỏ quay rất tốt với những cú tay đại đao của mình. Nhưng chúng ta đã không thể làm được điều đó bởi tất cả những góc núp, tất cả những góc đánh đến từ Vgaming thì đều bị phát hiện bởi cú thần trận trong tay của Kim Sensei. Đúng là như rõ vậy. Rõ ràng là Bacon Tham rất toan tính ở trong cấm chọn trong ván thi đấu đầu tiên. Và chỉ có vị trí của Maki đã đang hơi mất tập trung. Và tôi nghĩ rằng Vgaming nếu được, nếu có thể thì hãy đánh thẳng vào chiều Maki, bởi tôi cảm nhận kể cả ở trong giai đoạn sau, Maki cũng đang có một ngày thi đấu chưa thực sự là quá tốt. Đúng là như vậy. Maki đã có một vài những sai lầm nhỏ nhỏ. Tôi tưởng rằng những sai lầm đó sẽ giúp cho một đội tuyển giàu kinh nghiệm cải kiểm soát
gấp đôi lượng tiền. Nhưng đúng là như PSMan nói, những sự lựa chọn như Lilumia nó đã hoàn toàn phong tỏa được cái khả năng đánh núp bụi của chúng ta. Và từ đấy thì sau thì chúng ta tỏ ra thiếu đi sự bất ngờ. Rõ ràng là đánh Ibernet và đánh Aeron cần những sự bất ngờ, đúng rồi. Những cái con bài lao vào tuyến sau hay là lao vào tiên phong ấy, nó phải có một cái nhịp mở giao tranh đủ đẹp. Và bạn phải giấu được sai để cho đối phương là không biết mình đang ở đâu. Khi bạn bay ra bất ngờ với cú mắt ma hay bay ra bất ngờ với cú hạ nhân trưởng thì chắc chắn xạ thủ đối phương sẽ không kịp phản ứng. Nhưng đối phương cứ có tầm nhìn như vậy thì sao chúng ta có thể lao ra đánh được? Đúng. Tôi chỉ tiếc đúng một cái tình huống mà Quang Hải và Burnaby đã vượt khó tìm ra cơ hội để bắt Muwan. Muwan lúc đấy cũng đã bị bất ngờ. Anh ta thậm chí là tốc biến vào tường, nhưng có điều rằng tay đao của Quang Hải nó lại không đủ chính xác để chúng ta có thể hướng tới. Và vì sao cái pha đó chúng ta lại tiếc? Tại vì nó đang gần khoảng thời điểm mà con xe bạo chúa xuất hiện. Nên rõ ràng là đó là một cái cơ hội gần như là duy nhất của Vikiming ở trong một trận đấu mà họ đang hoàn toàn bị áp đảo về mặt cấm chọn. Tự nhiên cái pha tốc biến đập mặt vào tường đến từ Muwan nó lại thành ra vô tình né được cái cú tay đại đao đó nên, của Quang Hải. Đấy là nó điều rất vô tình. Đúng. Có lẽ rằng là chúng ta cũng đã nhìn nhận được rằng Bacon không thực sự là một đội tuyển có tâm lý đủ tốt. Họ cũng đặc sẽ có những cánh trên, đúng đặc biệt là cánh họ trên. Cũng sẽ có những khoảnh khắc, họ cũng sẽ có những khoảnh khắc. Đó lý do vì sao Bacon ở trong những mùa giải quốc tế họ thường xuyên gặp khó ở trong những trận đấu quan trọng. Và hoàn toàn Vikiming với lợi thế những trận đấu lớn mà họ đã trải qua nhiều hơn so với Bacon tại giải đấu quốc tế, họ hoàn toàn có thể cố gắng ở trong những ván thi đấu sau. Hai lực cấm bên phía đội tuyển Vikiming hướng tới đang là Liana và Quy, còn bên phía đội tuyển Bacon hướng tới đó là Kali và Senial. Rất quan tính đến từ cả hai bên, những con bài mạnh nhất ở trong tài một các vị tướng thì hai bên đều không cấm đi ở trong trận thi đấu này, ngoại trừ vị trí của Senel mà thôi. Tu Len, El Su mở ra dành cho Bacon Tham. Và Aya sẽ là sự lựa chọn đầu tiên đến từ bên phía của đội tuyển Vikiming. Nhưng Zina đang là sự lựa chọn nhắm tới đến từ Bacon Tham, một sự lựa chọn khá bất ngờ. Nhà hàng. Rằng Zina sẽ chỉ là nhà hàng. Còn Omen mới là con bài mà Bacon Tham đang nhắm tới ở trong ván thi đấu này. Chúng ta có Aya rồi. Quang Hải sẽ có đánh Nakroth hay không? Đúng. Nhưng quan trọng là liệu Bacon Tham đã tìm cách khắc phục được Nakroth và Aya hay không. Nên nhớ rằng đã là hơn một tuần trôi qua và mọi thứ đều có thể xảy ra. Họ hoàn toàn có thể tự tin nhả ra quân bài Nakroth cho Aya luôn cho Vikiming. Biết đâu việc pick vào Nakroth Aya đôi khi có thể là một cái bẫy, nên Vikiming cũng cần phải lưu ý với sự lựa chọn này nha. Đây là Yan và đây là Cafeni. Yan là vị tướng mà A1P trước tuyển thủ đầu tiên đem con Yan và đánh tại một trận đấu chuyên nghiệp, đó là trận đấu mở màn của họ tại AIC 2022. Và Yan trong tay của anh ta là một vị tướng cực kỳ quái vật ở thời điểm này. Đây là hai sự lựa chọn đảm bảo khả năng đánh đầu game đủ khỏe và lăn cầu tuyết đầu game cũng rất mạnh. Cafeni là vị tướng rất mạnh trong thế có lợi. Và rõ ràng là Vikiming cũng cần phải suy nghĩ rất nhiều với những sự lựa chọn của mình, có nên lấy vào Nakroth ngay hay không, để vì đối phương hoàn toàn thể outplay chúng ta ở trong phase sau. Và cuối cùng thì Vikiming không lựa chọn ngay vào Nakroth và họ sẽ lựa chọn vào Ryoma cho Burnaby trước đã. Thăm dò. Và Lorion trong tay của Maris ở trận chung kết giữa Vikiming và Sài Gòn Phantom ngày hôm đó thì Titan có giải thích cho chúng ta hiểu tại sao họ lại cấm đi Aya ở trong trận thi đấu thứ 7, bởi vì họ muốn tránh đi bài đánh Lorion và Aya đến từ Vikiming. Vikiming sẽ không sử dụng Nakroth và Aya. Vikiming quyết định sẽ sử dụng Aya và Lorion. Đây là một cặp đôi tôi cũng không chắc chắn lắm nó còn hiệu quả tại meta của APL 2022 hay không. Nhưng đây là một bài tủ của Vikiming. Đây là một bài tủ của Vikiming và chúng ta tin tưởng vào Vikiming ở trong ván thi đấu này có thể tạo ra được những sự bất ngờ. Và đúng là Bacon Tham cũng đang bị bất ngờ thật. Họ đang nghĩ rằng Vikiming có thể đánh Nakroth và Aya, thì sự lựa chọn thứ ba đến từ Bacon Tham có thể sẽ là Helen. Bởi khi Nakroth đi cùng với Aya thì sẽ không có ai bảo vệ xạ thủ cho Vikiming cả. Khi đó cặp đôi Cafeni và Helen sẽ đẩy thẳng một đường và ủi thẳng vào vị trí của Hoàng TD. Nhưng bây giờ khi chúng ta không có Nakroth và Aya nữa thì Bacon Tham lại phải suy nghĩ sẽ không phải là Helen dành cho Tao X mà phải là một vị tướng khác, có thể sẽ là một vị tướng đường giữa dành cho Kim Sensei. Đúng là như vậy, Chrissy sẽ được lựa chọn ra dành cho Kim Sensei. Thầy Kim có Chrissy, một vị tướng cơ bản thôi, một vị tướng cân kèo hay thậm chí là có thể đôi phần áp đảo mà sát thương so Lorion bên phía đối phương. Thực tế mà nói thì với sự lựa chọn này, một sự lựa chọn an toàn cơ bản và nó đủ mạnh để có thể đối đầu được cả đối thủ ở thời điểm này. Có lẽ là Bacon cũng đang muốn đoán xem điều đối phương muốn chơi gì. Có thể Vikiming sau khi biết được hoàn toàn những vị tướng mà phía đội tuyển Bacon lựa chọn ở trong phase thi đấu còn lại thì họ hoàn toàn có thể sẽ vẫn quay trở về với Nakroth Aya. Quan trọng là bạn biết Nakroth Aya mạnh như thế nào, nhưng bạn phong tỏa hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Như PSMan đã nói là họ hoàn toàn thể hướng tới Cafeni và Helen để đánh kiểu dạng là ủn thẳng một đường và phong tỏa vào Hoàng TD. Thực tế mà nói thì có lẽ với bất cứ ai chơi Cafeni và Helen chắc cũng hiểu cái lối chơi này của vị tướng này. Vị tướng có khả năng lăn cầu tuyết mạnh nhất tại một cánh. Nhưng đúng là sau khi mà nhìn thấy chúng ta bỏ lơ con bài Nakroth thì họ cũng phải suy nghĩ. Bây giờ tôi nghĩ rằng họ cũng đang toan tính là mình có nên cấm Nakroth không nha. Đúng. Đấy, đây cũng là một pha đấu trí hết sức căng thẳng. Cấm đi Helen. À, bạn có cấm Nakroth hay không? Bây giờ chúng ta cấm Helen thì đương nhiên Bacon Tham sẽ phải nghĩ tới con Nakroth để có bây giờ thả Nakroth ra cũng phải tìm cách để phong tỏa. Đúng, để phong nhưng tỏa. Nhưng nếu như mà cấm Nakroth thì biết đâu Vikiming cũng đã chuẩn bị cho một đối sách khi không có Nakroth. Tại vì tôi tin chắc rằng khi mà có Aya thì Vikiming phải tính một cái giả thiết là đối phương sẽ cấm Nakroth rồi. Nhưng cuối cùng thì Bacon Tham cho luôn, cho Quang Hải đánh Nakroth luôn. Có đánh không? Có đánh không nào? Bacon đã cấm đi Joker rồi. Tôi nghĩ rằng Bacon sẽ lấy Chauna
À đúng rồi, đây rồi. Tốt. Cấm trong đạt rất tốt. Đây là một sự lựa chọn tôi nghĩ rất hay, là giúp kinh nghiệm được rất nhiều. Đúng. Tại vì Châu Nam ở slot thứ 5. Châu Nam đã pick ở slot thứ 5 trong bối cảnh đối phương có nhiều khống chế là không thể đỡ nổi. Và con Châu Nam thường xuyên là chìa khóa để gọi là làm phế đi cả đội hình luôn. Và việc chúng ta cấm đi Châu Nam là một sự lựa chọn tôi nghĩ rằng là đủ an toàn dành cho VGaming. Tôi cũng đã nghĩ tới Châu Nam, bởi nếu như bạn không cấm đi vị tướng này thì chắc chắn Bacon Tham sẽ chọn. Và khi đó thì cho dù là Nakroth, Aya, Lorion thì chúng ta vẫn sẽ thua thiệt rất nhiều. Voi một cái là chắc chắn là Lorion của Mali là ảnh hưởng đầu tiên. Sau đó là sẽ đến là Ryoma của Bird cũng sẽ ảnh hưởng phần nào. Và đặc biệt là những vị tướng có khống chế bên VGaming gần như sẽ không thể chơi được. Chúng ta rất khó đánh tựa trụ ra, nhưng đây là một lượt cấm thông minh từ phía của VGaming. Tôi cảm nhận là Bacon Time đang cóng rồi. Bây giờ có lấy Nakroth dành cho Bacon Time hay không cơ. Và Yan phải đẩy lên khu đường chết, bởi vì bây giờ nếu như chúng ta có Nakroth thì nhưng mà chúng ta rất mạnh. Tôi tin là họ sẽ không lấy Nakroth. Không thể phải lấy Nakroth. Phải lấy Arum rồi. Chắc chắn rồi. Đây là phong tỏa. Arum một bài đánh khắc chế Nakroth Aya. Người Thái chơi Arum khá nhiều. Nghĩa là họ sẽ trong một khoảng thời điểm khủng khốn nên họ phải đủ đam để sốc chết được ngay một trong hai quân bài bên phía đối phương, chính xác là Nakroth. Nhưng vấn đề là họ có làm được hay không đây, tại vì không phải là cứ pick Arum mà sẽ khóa được Nakroth và Aya nha. Bây giờ mà Quang Hải lấy cho mình con bài Veret thì quá tuyệt vời luôn. Bởi Veret là một vị tướng đánh rất tốt với Arum rồi. Lavi Lorion thì là tuyệt vời. Gọi là back to basic. Nakroth luôn. Chơi đi không chắc sao. Chắc chắn là phải. Trận này chơi được. Trận này chắc chắn là chơi được rồi, bởi đối phương đã không còn Cafeni, Helen, không còn Châu Na. Mà Arum không phải là một vị tướng có thể đánh giống cái cách mà Helen chơi được. Arum sẽ là một vị tướng khắc chế vào những con bài có Helen, chính xác là có Aya trên đầu mà thôi. Nhưng Butterfly đang là sự lựa chọn đến từ vị chủ Quang Hải cũng được. Cũng được. Đây cũng là một con bài rất mạnh mẽ nhưng cần phải cẩn thận. Arum tôi thích Nakroth hơn. Cá nhân tôi cũng thích Nakroth. Butterfly nhảy vào mà để cho Arum xích thú khốn thì cũng hơi nguy hiểm. Butterfly vị tướng nó cũng hơi mạo hiểm. Và khả năng điều tiết thế lính nếu mà trong thế có lợi thì không sao nha. Trong thế lăn cầu tuyết thì rất mạnh, farm mạng liên tục. Nhưng nếu như trong cái thế mà bị đi đọt thì không thể giống Nakroth được. Nakroth và Aya có thể ẩn mình đi một chỗ khác, đẩy lính cao để có thể câu kéo thời gian ở trận đấu, hút tập nhìn. Nhưng với Butterfly đấy lại là thứ vị tướng này không làm được. Khả năng đi độc lập là điều mà Butterfly sẽ không thể làm được. Đúng. Và nên Butterfly thì cũng sẽ chỉ có thể chơi theo kiểu là nhịp nhảy vào và đúng không rồi. Có nhịp rút ra. Đúng rồi, nghĩa là phải lựa chọn một nhịp nhảy vào và nhảy liên tục. Và nhưng thú khốn thì sẽ không cho bạn nhảy liên tục. Đúng, đây thực sự là một sự lựa chọn tôi đang cảm thấy rất có gì đó lấn cấn từ bên phía của VGaming. Nhưng thôi không sao cả, dù sao đi 4 sự lựa chọn trước đó cũng trông khá lực. Rất ổn. Có vẻ chúng ta cũng rè chừng với việc là đối phương nhả ra Nakroth Aya thực sự là hiệu quả hay không. Chúng ta mới gây bất ngờ. Nhưng chúng ta có thể sẽ cơ, đôi khi sự bất ngờ nó có thể đem lại con dao hai lưỡi, nó có thể đem lại sự tiêu cực nha. Nhưng mà đôi khi đối phương biết bạn đánh Nakroth Aya, bạn đánh hay thì bạn vẫn có thể làm nên chuyện. Tại vì Nakroth Aya đã có rất nhiều lần mà đối phương tìm cách không phong tỏa nhưng không phong tỏa nổi rồi. Nhưng đây sẽ là một đội hình rất mạnh của VGaming ở trong giai đoạn cấp độ 4. Chúng ta có tới hai chiêu cuối làm choáng. Đó là bão từ trường, đó sẽ là cái đại thần quan đến từ vị trí của Hoàng TD. Hoàng TD đánh Lavi thì uy tín, không cần phải lo lắng quá nhiều. Anh ta bắn đại thần quan thì rất chính xác. Tôi chỉ lấn cấn mỗi cái Butterfly của Quang Hải thôi. Con Butterfly này là một cái sự lựa chọn, nhưng tôi nghĩ rằng ở trong giai đoạn đầu Arum vẫn sẽ chưa đủ khỏe để có thể tạo ra những tình huống thú khốn vào vị trí của Butterfly đâu. Sẽ cần phải có mất thời gian rất nhiều đến từ Bacon Tham, bởi Yan cũng là một vị tướng yếu ở trong giai đoạn đầu, cần khoảng thời gian farm. Cafeni cũng như vậy, không có quá nhiều sát thương. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những tình huống giao tranh ngay ở hang rồng, có thể cướp rừng, thậm chí là có thể băng ngay vào những phần rừng ở cấp độ 1 của đối phương. Tôi đã bảo anh là cứ oản tù tì đầu game mà thắng là vào game thua. À vừa rồi là Lycan oản tù tì thắng. Thế thì chắc chắn trận này là chúng ta có khi là may mắn rồi. Thôi thì chúng ta hãy cùng nhau đồng lòng và tin vào VGaming lần này. Đây là một trận đấu đóng vai trò về mặt tinh thần là chính, tại vì đây là một trận đấu BO7, nó không phải trận đấu BO5 nên bị đối phương dẫn trước hay không chưa phải vấn đề quá lớn. VGaming đã có nhiều lần trong quá khứ có những pha bứt phá ở trong một trận đấu BO7 rồi, nên vì thế mà ván thi đấu này đóng vai trò để lấy lại sự tự tin cho đôi tay của Quang Hải và những người đội của mình. Rõ ràng là họ đã phải chịu áp lực rất lớn sau khi để thua ván đầu tiên, nhưng hãy nên nhớ rằng đây là hạt giống số 1 của Thái Lan và tấm vé bước vào nhánh thắng nó không dễ dàng, nên việc có được một chiến thắng ngày một vất vả sẽ trân quý nó hơn và chúng ta tận dụng nó tốt hơn khi có mặt tại may mắn có mặt tại White Palace Event. Nên các bạn hãy đừng tạo áp lực quá nhiều cho VGaming. Đây không phải lần đầu tiên mà VGaming bị dẫn trước. Và rõ ràng đối thủ của họ là nhà vô địch APL. Đối thủ đã đánh bại Talon dễ như trở bàn tay, đánh bại Buriram dễ như trở bàn tay. Họ bóp cái là cả hai đội tuyển kêu đều nằm. Và vì vậy thì VGaming sẽ có áp lực rất lớn, nhưng họ đã từng làm được tại nhiều giải đấu quốc tế, nên chúng ta tin tưởng vào một ván cân bằng tỷ số trong trận đấu này. Hãy cùng nhau đến ngay trận đấu thứ hai giữa VGaming và Bacon. Chúng ta đang có một bể tướng rất tốt ở trong trận thi đấu thứ hai. Tôi có cảm giác rất yên tâm về bể tướng này của VGaming, bởi Maris cầm một vị tướng thủ, chúng ta lại còn có Aya trong tay của Hàn nữa. Và Kim Sensei mất tốc biến đang bị mất rất nhiều máu. Chúng ta có thể hạ gục được Kim Sensei chưa?
rất đáng tiếc vừa rồi nếu như mà Han có được cho mình thêm những tình huống bắn thừa vào con quái cấp độ 2 thì có khi là Kim Sensei phải nằm xuống. Tào Hích vẫn đang rất tự tin vào khả năng hồi phục đến từ những con quái trên người anh ta, nhưng đây là băng vào đầy tự tin từ Marit nữa. Ai là người hồi máu nhiều hơn đây? Câu trả lời có lẽ là Tào Hích không dám chơi. Chúng ta rõ ràng là có độ cương hơn so với phía đối phương ở trong pha đi đường. Và rõ ràng là với việc có Loron Aya, chúng ta có quyền làm vậy, tràn qua để có thể cướp quái rừng là những gì mà chúng ta phân tích nhau ngay từ cấm chọn rồi. Và điều này làm được khi mà Anun chưa có thủ khốn trên người, liên tục là gây áp lực vào con quái rừng này. Nó cướp dành cho VGaming. Cướp thêm bộ đỏ luôn hay không đây, khi mà AMP đang phải di chuyển ra khu vực đường giữa không? Chúng ta quyết định là không cướp đi cho mình con bộ đỏ của đối phương, mà quay trở về phần rừng của Quang Hải để có thể ăn bộ xanh mà thôi. Đứng dưới thì Hoàng Tele đang làm tốt hơn rất nhiều so với vị trí của Muwan, đúng là tướng tủ. Và khi mà Cafeni không đi cùng với Helen thì có vẻ như là Muwan cũng đang hơi hụt hẫng ở trong một ván thi đấu mà ngỡ rằng chúng ta sẽ sử dụng Aya và Nakroth. Đang có những tình huống thua đường đầu tiên đến từ vị trí của Muwan, anh ta đã phải biến về rồi. Còn với Hoàng TD thì vẫn có thể ở lại và đẩy lính trước so với xạ thủ của đối phương. Hoàng TD chơi một vị tướng DPS nên vì vậy đến cuối trận đấu chúng ta có hy vọng nhiều hơn là với con Elsu ở ván thi đấu trước đó của Hoàng TD. Nên quan trọng ở khoảng thời điểm đầu trận đấu, Hoàng TD có được một tuổi thơ đủ tốt đối đầu với cả vị trí của Muwan là đủ ổn rồi. 2-2 tại khu vực mặt trận đứng trên. Và cả hai bên không lao vào nhau một cách quá mạo hiểm. Quang Hải bắt đầu di chuyển ra khu vực đường giữa. Lorion và Aya của Maris cũng như là hai đang có một góc đứng rất đẹp, rất ổn để chúng ta có thể du kích đối phương. Chính xác hơn là úp thìa đối phương ngay tại con xe ra này. Đây là một tình huống tập trung con xe bạo chúa đến. Chính xác là xe bóng tối. Đại thần Quang kìa. Đại thần Quang, ui ơi, đại thần Quang, đại thần Quang. Maki, ui không thể trúng được. Và chúng ta cũng mất đi cho mình đó là cái bão từ trường đến từ vị trí của Maris. Không đối sao phương cả. Cũng đã đổi được rồng. Không sao cả, vẫn chỉ là cân vào mục tiêu thôi. Nhưng nếu như đã tấn công chú Maki thì có khi chúng ta muốn nhiều hơn một con xe ra. Có thể là đánh thẳng với chú Maki luôn. Cánh dưới này khiến trụ vẫn còn đủ khỏe để có thể giúp cho Hoàng TD chủ thủ được đủ tốt ở khu vực đường dưới. Và Maris đang băng vào tấn công luôn vị trí của đó là Tao X, nhưng bị dính cho mình một cú thu khốn, mất tất nhiều màu đó là Maris. Hoàng TD bắn thoải mái, Hoàng TD đang bắn ở vị trí của Muwan. Hoàng TD bắn là rất đau, nhưng Maris sẽ cần phải cẩn thận hơn ở trong những giây phút tiếp theo. Anh ta bị dính một cú thu khốn, bị ăn nhiều sát thương quá. Và thôi, đây là Muwan. Hàn ơi, cẩn thận tốc biến trước. Và đến từ vị trí của Kim Sensei, Kim Sensei đã mất đi cho mình hết toàn bộ chiêu thức. Hoàng TD lao lên, đạn thần quang là chính xác, nhưng chúng ta chưa đủ sát thương hạ gục vào Muwan. Không sao cả, đối phương cũng chưa đủ sát thương để có thể sốc chết chúng ta chỉ với một lần thu khốn. Nhưng nếu như trong giai đoạn giữa trận đấu thì một bão lá, một mưa sơ băng hay thậm chí là combo đến từ bên phía của Muwan với những cú chỉ thôi thì có lẽ thu khốn sẽ là nguy hiểm đấy. Nên cũng nên hạn chế những cú thu khốn như vậy. Hoàng TD đang đứng lên khá tự tin vào tận trong trụ để gây áp lực lên vị trí Tao X và khiến chúng ta mất đi một nhịp để biến về. Rõ ràng là VGaming muốn chơi chủ động và họ đã chơi chủ động được rồi, mặc cho những tình huống đột biến từ bên phía đối phương. Quang Hải bắt vào và có một cú nhảy rồi. Maki nhanh chóng thoát ra, đây là vị tướng cơ động, chỉ cố gắng gây áp lực mà thôi. Quang Hải để tìm góc nhảy cũng không phải là thời điểm bắt lẻ vào những vị tướng kiểu dạng như Richter trong tay của anh ta. Dù sao chẳng thì Maki vẫn chơi quá thuận tay với cả Richter, và vì vậy thì cũng quá khó đòi hỏi rằng Quang Hải có thể một nhảy để hạ gục ngay được người chơi này. Kim Sensei đã bỏ lane, Kim Sensei đã không còn di chuyển ra khu đường giữa quá nhiều để có thể hỗ trợ dành cho xạ thủ Muwan, người đang được hưởng những bãi lính ở khu đường giữa đó là vị trí của AMP. Đôi khi nó là Maki, thêm một cú đạn thần quang nữa không chính xác đến từ vị trí của Hoàng TD. Chúng ta vẫn đang chờ đợi những tình huống mở giao tranh đến từ xạ thủ Lavi cùng với những cú bão từ trường đến từ Maris, nhưng cần phải cẩn thận hơn với những pha thi đấu sử dụng thú khốn đến từ Tao X. Đang muốn đánh rất nhiều xuống cánh của Muwan, nhưng tạm thời là cặp đôi Han và Maris lại chưa thể làm được điều đó. Chúng ta vẫn đang phải chờ đợi những bộ chiêu thức của đối phương phải sử dụng bớt, và chúng ta vẫn đang phải đoán xem Kim Sensei đang di chuyển như thế nào. Nhưng mà trận này thì chúng ta không bị áp lực về chất tướng, nên là chúng ta cứ có thể chờ đợi được, có thể đánh cách cẩn thận hơn, có thể thước ngắm được, đo đạc các thứ trước khi băng vào xem đối phương mất cái gì. Tại vì ở ván thi đấu này dù sao chăng nữa thì chúng ta có những chất tướng đánh cuối game không tệ, đặc biệt là với Hoàng TD, đặc biệt là với Aya. Lorion và Aya của Marit rất nhạy cảm, đang bấm tốc biến bão từ trường, một cái đột biến thì không được rồi. Thú khốn đã xích được vị trí Marit. Marit tốc biến không, vẫn chạy được chưa phải đang xuống. Điều bão từ trường để bỏ đi, chính xác là điều cầu để bỏ đi rất tốt từ vị trí của cặp đôi Aya và Lorion. Đã có đến hai lần Maris băng vào đầy mạo hiểm nhưng người ta bị xích lại thủ khốn, đối phương không đủ sát thương rồi. Rất may mắn trong pha thi đấu vừa rồi thì Maris được hồi một lượng máu rất lớn bởi vị trí của Han, đó là một lượng máu đến từ cái đồ giải của Aya. Đây sẽ là một pha thi đấu 3-2 đến từ bên phía đội tuyển Bacon Time. Hoàng TD bị hất tung một nhịp, bị làm choáng thêm một nhịp nữa, nhưng đối phương cũng không có sát thương, và may mắn là Hoàng TD vẫn có thể phòng ngự được ở trong pha thi đấu này. Aya vẫn là một vị tướng có khả năng hỗ trợ và giúp cho các chủ lực chống chịu là khá tốt. Aya trong tay của Han vẫn đang làm tốt nhiệm vụ trong bối cảnh và những chất tướng mạnh bên phía đội tuyển đối phương chưa có đủ sát thương để sốc chết chúng ta trong một nhịp thú khốn duy nhất. Nhưng nên nhớ rằng nếu như chúng ở đoạn giữa trận đấu thì những Chrissy, những Cafeni sẽ khỏe lên, đối phương hoàn toàn đủ một nhịp dứt điểm chúng ta ngay. Những pha lăn xả như vậy, những pha lăn xả phải nói rằng là vô cùng thoát tim đến từ Maris. Và Maris sẽ cần phải cẩn thận hơn, thậm chí là Maris ở trong trận thi đấu này còn lên
một cái dây hỗ vệ để gia tăng khả năng chống chịu, khả năng chống chịu đến từ con bài Lorion. Bird Elby cùng với Quang Hải vẫn đang cố gắng để có thể tạo ra được những áp lực lên phần sân của IronP. Từ đầu trận đến bây giờ thì Quang Hải đang chưa thể có những tình huống kết hợp với cả Han, và vẫn chưa thấy được nhiều những tình huống bay múa đến từ Butterfly. Có lẽ sẽ cần phải chờ đợi thêm, thì ba người đến từ bên phía đội tuyển Việt Nam đang tập trung hết ở khu đường dưới. Nếu chúng ta có thể bắt được Muwan trong pha thi đấu này thì sẽ là một lợi thế rất lớn, hoặc có thể bắt được Kim Sensei cũng được. Chúng ta đang muốn cố gắng tấn công với chiều Muwan. Muwan đang có một góc đứng là không quá đẹp, mất tốc tiến rồi. Đạn thân quang là chính xác nhưng không có bão từ trường được bồi ra đến từ Maris. Không có gì để bám theo cả, đối phương có đến 4 người hất tung là rất đẹp từ bên phía của thầy Kim. Cộng thêm thủ khốn nữa có lẽ sẽ phải mất mạng rồi. Không, chưa mất mạng, đã có 9 cú đầu rồi. Sau phút thứ 6, Quang Hải với cái mình phản công ở thời điểm này. Quang Hải đã đến, chưa có nhịp nhảy nào vào cả. Quang Hải hơi khó để nhảy vào khi mà mục tiêu gần anh ta nhất lại toàn là những vị tướng theo kiểu dạng là có một chút sức chống chịu như kiểu Alum chẳng hạn. Lựa chọn góc nhảy cũng là một điều khiến cho Quang Hải phải căn ở thời điểm này, khi mà Butterfly không có lợi thế mấy với việc đối phương có Alum. Một tình huống mà Hoàng Tây Đế vẫn đang giữ đường là rất tốt, nhưng đấy, không phải lúc nào dính thú khốn cũng có thể trụ được khi mà đối phương sẽ khỏe lên thời gian. Đặc biệt là Chrissy kết hợp cùng với Alum thì gần như là rất khó đỡ khoảng thời về sau khi trúng một cú thủ khốn. Và tôi không hề thích đội hình của Bacon Time lết một chút nào cả, bởi như đã phân tích thì giai đoạn đầu họ sẽ có thể hơi thiếu sát thương với những cú thủ khốn của mình, nhưng ở giai đoạn sau thì họ sẽ rất mạnh. Đặc biệt là vị trí Cavani trong tay của Muwan, đây là một vị xạ thủ chơi theo phong cách snowball chứ không phải là một vị xạ thủ đạn thân quang mà cần có quá nhiều những lượng trang bị ở trong giai đoạn tiếp theo. Đây là bão từ trường kết hợp với đạn thân quang vẫn chưa chính xác đến từ bên phía của đội tuyển V-Gaming. Rất khó, cần một góc mở giao tranh đẹp. Nhưng có vẻ như bên phía đội tuyển Bacon Time cũng đã chuẩn bị cho Lavi và Lorion cách rất kỹ ở trong ngày thi đấu hôm nay. Butterfly đúng là đang gặp khó. Butterfly Quang Hải đúng là đang gặp khó. Rất khó chơi với một chất tướng như thế này trong một cái thế đánh mà chúng ta được ép đánh nhiều, được phép mở giao tranh nhiều. Và quan trọng là mở giao tranh được với đạn thần quang và với bão từ trường, thì lúc đó là lúc mà Quang Hải được chơi. Nhưng khi mà đồ anh ta không thể mở được giao tranh những chiêu cuối đó, thì rõ ràng là Butterfly trong tay Quang Hải hơi thiếu đi. Bắt Tao Hích luôn, vẫn là liều băng vào từ Tao Hích. Nhưng đây là một người chơi tanh cơ, ta lựa chọn băng thẳng vào luôn. Chúng ta dứt điểm luôn đi, tanh cơ bên phía đối phương bão từ trường đã có mặt rồi, chưa nâng được Muwan lên. Đây là điều chúng ta phải làm thời điểm này, và Quang Hải đã lựa chọn đúng thời điểm khi bắt được vào Alum bên phía đối phương. Kim CC vẫn đang cò quay là rất tốt. Bird Elby có làm gì hay không đây? Không được, chúng ta không thể được, bắt được vào thầy Kim khi mà thầy Kim giữ vị trí là quá đường giữa. Đây là một tình huống mà chúng ta điều ổ Lee Sơn kéo người ra khỏi đường giữa này. Bắc Kim bật cho mình vùng dịch quỷ lên vì mình tập trung cả 5 người tại tuyến giữa này, nhưng khả năng đem đến của đối phương vẫn là đủ tốt nên chưa thể có trụ một đường giữa. Dù cho thầy Kim không kịp về để bảo vệ trụ một nhưng Bắc Kim vẫn làm quá tốt nhiệm vụ của người đồng đội của mình. Không sao cả, đây là con Caesar dành cho V-Gaming. Bắc Kim đánh Richter trì quá và chúng ta sẽ chỉ có được thêm một con tà thần Caesar thôi, nhưng lượng tiền đã bắt đầu có sự chênh lệch dành cho bên phía đội tuyển V-Gaming. Đây là thời điểm chúng ta có thể đánh được rồi. Hãy chơi thẳng luôn vào chiếc của Tao X thì tôi nghĩ rằng là hợp lý. Đánh luôn như đánh luôn, đánh vào Tao X thì Quang Hải được chơi. Đúng, đánh vào Tao X thì Quang Hải được chơi. Chìa khóa mấu chốt, bây giờ chỉ cần Arum không có ở trên bản đồ nữa, chắc chắn Quang Hải thừa sức lao vào quấy phá. Nên nhớ rằng Aya với Butterfly cũng là một cái gì đó rất khó chịu, chứ không phải chỉ riêng gì Aya và Lorion. Tôi nghĩ rằng nếu như đạn thần quang được thì có thể chọn luôn vào Arum và sau đó cấu máu bằng những quả cầu đến. Nhưng mà mình phải dồn nhanh. Phải dồn nhanh. Tôi nghĩ rằng cũng không cần thiết phải quá dồn nhanh đâu, bởi khi đối phương mất đi một lượng máu lớn, đối phương cũng không dám thú khốn. Thú khốn khi đó sẽ không đủ sát thương. Cũng chỉ là một đổi một. Cũng sẽ chỉ là một đổi một, và thậm chí chúng ta cũng không cần phải đổi nhiều. Nhưng đã thành công vừa rồi là trận Paris băng lên với cú bão từ trường của mình không bắt tung được ai cả. Quang Hải băng đi, Quang Hải băng vào. Hoàng Tây Đế vẫn đang được bắn thoải mái. Quang Hải tuyến sau, Quang Hải bị giữ lại với cú thú khốn. Quang Hải lên bảng điểm số rồi, đối phương đã nhiều người hơn. Đối phương phản công, chúng ta mất đi 3 người rồi, quá nhanh. Bắt đầu bị có thể sẽ là người thứ tư. Han là người thứ tư và quét sạch dành cho bên phía của đội tuyển Bacon Time. Họ phản công là quá kinh nghiệm trong pha thi đấu vừa rồi. Chỉ cần một pha thú khốn thôi, Quang Hải không thể làm gì được cả, bấm cả cờ băng xương. Rất khó đánh. Rất khó. Nếu như bão từ trường của Marit và Han không đạt đủ hiệu quả thì chắc chắn là không thể có góc vào cho Quang Hải. Quang Hải lại lựa chọn góc nhảy thẳng vào vị trí của Albert P, trong khi đồng đội anh ta đang mở giao tranh ở tuyến đường đối diện. Và gần như là Quang Hải bị chia cắt so phần còn lại của V-Gaming. Một pha giao tranh rất rời rạc đến từ đại bàng vàng đen. Rất rời rạc, thực sự là như vậy. Khi chúng ta đã trượt hai chiêu rất quan trọng là đạn thần quang cùng với cú bão từ trường rồi, nhưng Quang Hải vẫn phải băng vào thôi, bởi vì đó đã là theo nhịp côn đến từ bên phía đội tuyển V-Gaming. Butterfly là một vị tướng theo kiểu dạng đâm lao phải theo lao. Nó không phải knock rot thì sẽ có thể không bay thoát ra được. Không thoát ra không được thoát ra nên rồi. Vì vậy mà Quang Hải chỉ có thể vào được một lần duy nhất. Nếu như ra được thì là may mắn, nhưng nếu như không ra được thì cũng phải làm được điều gì đó. Nhưng ngay lập tức bị cản phá lại bởi Arum rồi thì làm được gì nữa đây? Chúng ta đang ở trong một thế trận rất khó khi mà IronP đã có tới 8.300 tiền. Một con Yan quá xanh như thế này thì chúng ta sẽ lấy gì để ngăn cản vị tướng mang thương hiệu của IronP đây? Đây sẽ là một tình huống đẩy trụ nhất ở khu đường trên đến từ bên phía của Bacon Time. Tầm này thì Tao X tự tin, Tao X anh ta có đôi chân choi thì có thể băng thẳng vào vị trí của Maris rồi. Maris cũng đang phải lên tanh rất nhiều. Đây là Maki băng vào với vùng diệt quỷ, anh ta bị hóa thú và thêm cả vị trí của IronP nữa, nhưng chúng ta buộc phải là người rút về
bởi đối phương thì quá chênh lệch về mặt phát triển. Một trận đấu đầy khó khăn dành cho bên phía của VGaming. Madrid vẫn muốn bằng lên nhưng câu chuyện là không đơn giản một chút nào cả. Rõ ràng Butterfly là mấu chốt của việc chúng ta đang khó đánh như thế này. Chúng ta sợ rằng đối phương sẽ tìm cách phong tỏa Nacros. Chúng ta lựa chọn Butterfly. Đúng là như đã nói, khi mà Aya và Laurent không tạo được bất ngờ thì Butterfly cũng không thể có một nhịp bằng vào được. Nên rõ ràng Butterfly bị tướng phụ thuộc vào đồng đội khá nhiều. Và đặc biệt là có một điểm thiếu sót rất lớn là trong một thế bị động như thế thì Butterfly đẩy lẻ cũng không được hiệu quả bằng so với Nacros bên. Nếu như chúng ta lựa chọn gặp Nacros và Aya, nên đây cũng là một cái thế khó dành cho Quang Hải nữa. Chúng ta sẽ cần phải rất cẩn thận ở trong những pha giao tranh tiếp theo. Cơ hội không phải là không còn, lượng tiền về tổng thì chúng ta không chênh lệch đối phương quá lớn. Vẫn còn Hoàng TD. Vị trí đi rừng thì đang là một vị trí out tiền đến từ AMV. Bị làm trò đó là Muwan nhưng ngay lập tức có đồ giải từ vị trí Tao X. Bị giữ lại đó là Maris và có lẽ Maris sẽ phải nằm xuống. Maki băng vào vùng diệt quyền của mình. Maris chưa phải nằm xuống. Maris có cái mình bão từ trường nhưng chưa kịp tung bão từ trường. Và mất đi người chơi ở khúc đường giữa vì cái mình tiếp tục mất người. Và chúng ta có thể sẽ là mất tiếp hai bùa trong những giây phút tiếp theo. Rất khó đánh. Đây sẽ coi dầu bến sáng thuộc về cho bên phía của Bacon Tham. Thế trận đang là quá áp đảo. Thế trận mà đối phương đang tận dụng được sự tự tin của mình khi không có nạc bớt ơi. VGaming bớt vẫn muốn lao vào liều ăn nhiều. Anh ta có Aya cưỡi lên người kịp thời rồi. Không có dầu ánh sáng thuộc về cho bên phía của VGaming được cướp đi. Mà nó thuộc về cho Bacon. Phút thứ 12 của bán thi đấu này. Và rõ ràng trong một cái thế trận mà Muwan không bị đụng chạm như thế này thì Cafeni của anh ta sẽ là một trong số những quân bài đảm bảo được 1% thắng rất cao với khoảng thời điểm cuối trận đấu dành cho những chú heo bên phía đội tuyển Bacon Tham. Bây giờ thì có lẽ mục tiêu của chúng ta đang phải chuyển hướng thôi. Chuyển bây hướng, giờ đánh không nổi vào Tao X nữa rồi. Nhưng làm thế nào? Chuyển hướng vào ai? Và ai sẽ bắt được vào Muwan ở thời điểm này đây? Chúng ta cần thêm thời gian Huy ạ. Chúng ta cần thêm thời gian để có những món trang bị. Bởi tôi cảm nhận rằng đội hình của VGaming không phải là một đội hình yếu. Nó không phải là không đánh được so với đối phương. Nhưng IMP đang xanh quá, gần 10.000 tiền. Và anh ta một lượng đồ đến như thế thì rất khó để Maris hay là vị trí của Burnaby có thể có quay được lâu hơn ở trong giao tranh. Quang Hải cũng như vậy, chúng ta phải cần thêm những món trang bị nữa dành cho các chủ lực. Còn đối phương thì đã full đồ, gần full đồ đến từ AMP rồi. Rất khó bắt đầu ép thẳng đến khu vực trụ hai cánh trên đến từ Bacon Tham. Tao X là người đi đầu. Cần phải rất cẩn thận đến từ Maris. Bởi nếu như băng vào một nhịp sai lầm thì đối phương sẽ sử dụng thu khốn. Và khi đó thì Maris lại bốc hơi là rất nhanh. Sẽ có thêm trụ thứ hai đứng trên dành cho Bacon Tham. Thế trận đang là bị áp đảo đến từ phía của VGaming. Quang Hải định làm gì đây? Không Quang solo Hải bây giờ không có đam đánh nhau với Maki đâu. Quang Hải chạy không nổi rồi. Quang Hải lên bảng đếm số. Một trận đấu quá khó đánh dành cho VGaming. Sự lựa chọn của chúng ta đang đầy tính phiêu lưu trong hai ván đấu đầu tiên và nó đang thiếu đi sự hiệu quả. Bacon Tham không có một đội hình mỹ miều, cũng không có một đội hình nào gọi là bài dị. Họ đang vận hành rất tốt với những vị tướng cơ bản của mình và đang áp đảo VGaming theo đúng nghĩa đen luôn. Họ muốn end game ngay lập tức khi mà chúng ta thiếu đi Quang Hải. Đang là tốc biến bỏ chạy đến bên phía của đó là Manic, nhưng Burnaby quay ngược trở lại. Tao biết không còn trên bản đồ nữa, khả năng dọn lính đến bên phía đối tuyển VGaming đang là đủ tốt. Vẫn còn Aya trên bản đồ, chưa thể end game nhưng sẽ có đường sự cấp khu đường giữa dành cho Bacon Tham. 3 đến 4 thời điểm, Muwan mất tốc biến trên người rồi đẩy lên từ bên phía Manic dù không còn Quang Hải nữa. Vẫn đang là Aya và Lorion hoặc tên được chơi game. Và qua đó bắn thì AMP đi. AMP lên bản rồi sắt đao thành công đối phương từ Hoàng TD. Rất tốt rồi, Hoàng TD đã có được cho mình một điểm hạ cung sắt đao. Con mắt này, ui, không phát hiện ra được vào vị trí của Maki nhưng phát hiện ra vị trí của Muwan. Đối phương vẫn có thể lùi về được nhưng Hoàng TD đã có một điểm sắt đao vô cùng quan trọng để hoàn thành được cho mình cái diệt thần cung. Mãi thì Hoàng mới lên tiếng được. Ta đã có thể có được một lượng tiền lớn hơn nhưng sẽ cần phải farm thêm. Đây là khoảng thời gian mà Quang Hải có thể farm. Hoàng TD có thể farm. Như đã nói, nếu như sử dụng chiêu thức là ổn và không trượt quá nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể đánh được ở trong những pha thi đấu tiếp theo. Cần có thêm một món đồ nữa nhưng đến từ Hoàng TD hoặc đứng lại đánh Maki. Được Maki. Maki, Maki quá cơ động nên chúng ta chưa thể có một pha đột kích vào Maki. Đã thật quang, đã thật quang. Bao tư trường, Muwan bị bao đi, băng vào từ đó Quang Hải một kịp rồi ta bị quá lại bị thu gôn. Hoàng TD cố gắng bắn nhưng anh ta đã mất đi quá nhiều máu. Quang Hải lên bàn điểm số rồi nhảy vào giữa bên hông đối phương đến từ Maki. Anh ta đã cân hai ở thời điểm này. Trời và rõ ràng là chúng ta có thể sẽ mất luôn đi ván thi đấu này. Đâm kiếm và không còn ai bên phía đội tuyển VGaming nữa. Quang Hải lại bị khóa rồi. Butterfly không chơi nổi trong một nhịp để dứt điểm đi, đó là Muwan. Và chúng ta thua rồi Huy ạ. Chúng ta mất đi cho mình ván thi đấu thứ hai. Rất đáng tiếc. Tôi nghĩ rằng là không cần phải quá vội vàng đến như vậy đâu. Đuổi được đối phương về là đã ổn rồi. Và trời ơi, và đây sẽ là 2-0 dành cho Bacon Tham. Khi mà Butterfly của Quang Hải chưa đủ mạnh để dứt điểm được Muwan. Rõ ràng là chúng ta đã mới là người nghĩ hơi nhiều ở trong ván thi đấu thứ hai. Tại sao không phải Nacros và Aya một cách cơ bản hơn thì có lẽ là chúng ta đã không khó đến lúc này khi rồi. Khi Quang Hải nhảy vào thì ngay lập tức bị ăn một cú thú khốn đến từ Arum, rất khó chơi, không thể gây thêm sát thương được nữa. Cho dù Quang Hải có thể nhảy hai lần với những cú nội tại của mình nhưng anh ta đâu có được nhảy đâu, anh ta đâu có được chơi đâu. Rất đáng tiếc dành cho VGaming. Một vị tướng đúng là chỉ có
chúng ta thể miêu tả Butterfly một lối đánh là tấm vé máy bay một chiều, không có chiều quay ngược trở lại. Tôi tin rằng nếu như là Nakroth có thể cũng sẽ có một thế trận khó như thế, nhưng quan trọng là Nakroth có thể đi farm được, có thể đẩy lẻ một cánh rất cao và lượng tiền của Nakroth sẽ không thọt. Lúc đó thì Nakroth có thể đổi đồ với giáp hộ mệnh, với liềm, thậm chí là với quả cầu băng xương thì Quang Hải có thể câu kéo được lâu hơn, chúng ta sẽ có nhiều nhịp đánh hơn. Nhưng rất đáng tiếc khi mà đội hình của Bacon Tham vận hành là quá tốt với con bài Aru trong tay của Tao X, và lại thêm một lần nữa đáng tiếc khi chúng ta lại trượt hơi nhiều chiêu trong những tình huống giao tranh, những pha chúng ta trúng chiêu thì chúng ta lại không đủ ra thường. Tướng chúng ta không tệ, không tệ, nhưng Butterfly thì quá khó chơi. Butterfly là quá khó chơi trong trận đấu này. Chúng ta lại Pep Guardiola chứ không phải là đối thủ. Chúng ta nghĩ quá phức tạp về việc là cố gắng outplay là mình không chọn Nakroth Aya, lấy Butterfly Aya, và sau đó thì đúng là tấm vé một chiều đi thẳng vào lòng đất. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cố gắng để nghĩ tới câu chuyện quay ngược trở lại trong 4 ván thi đấu còn lại để có thể giành chiến thắng mà thôi. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là ván thứ 2 đã kết thúc và tỷ số đã được nâng lên thành 2-0 dành cho Bacon Tham. Một lần nữa thì ngay từ phần cấm chọn, Bacon Tham họ đã làm rất tốt với những vị tướng mà có thể counter đối phương. Chúng ta có thể nói là cái phần sân màu đỏ hai ván liên tục đã giúp họ có một cái lợi thế lớn ở trong phần cấm chọn không VMA? Thực ra tôi cảm nhận rằng phần cấm chọn của VGaming không tệ. Họ đã đẩy được cái con bài Nakroth, cái áp lực con Nakroth đó dành cho bên phía của đội tuyển Bacon Tham rất ổn ở trong 3 sự lựa chọn đầu tiên, khiến cho Bacon Tham phải suy nghĩ à cái tên lựa chọn cho Kim Sensei là con Chrissy hay là Châu Na hay là Helen, họ quyết định để lựa chọn Chrissy. Sau đó chúng ta tiếp tục có được một cái thế trận tốt khi cấm được con Helen và con Châu Na ở trong hai phây cấm tiếp theo và khiến cho đối phương chỉ có là Arum để có thể chơi. Nhưng rất đáng tiếc khi đúng là con bài Butterfly của Quang Hải, Quang Hải chơi không phải tệ nhưng cái chất tướng nó không cho phép Quang Hải có thể làm được nhiều điều hơn. Arum đơn giản là thú vốn xích vào và Quang Hải đứng yên một chỗ để cho đối phương dồn sát thương mà thôi. Tôi nhận thấy rằng là Maris với con bài Lorion ở trong pha thi đấu cuối cùng anh ta đánh rất hay, anh ta dồn thẳng vị trí của Muwan, Muwan không được chơi, nhưng chúng ta vẫn không thể giành được chiến thắng bởi đối phương còn lại là những vị tướng có rất nhiều sát thương ở thời điểm cuối trận rồi. Vâng, Maki sau game thi đấu đầu tiên có phần hơi chệch choạc một chút thì đến game thi đấu thứ hai anh ta đã xuất sắc mang về cho mình một cái MVP cùng với một KDA rất đẹp, là 4 mạng hạ gục và không nằm xuống một mạng nào. Và chúng ta cũng sẽ cùng nhìn lại những thông số ở trong game thi đấu vừa rồi. Thực sự thì vị trí của Quang Hải bị kiểm tỏa, nhưng vị trí của Bớt LB ở trong game thi đấu vừa rồi cũng hơi tàng hình một chút. Thực ra tôi cảm nhận rằng là Bớt LB cũng khó để có thể làm được điều gì ở trong trận thi đấu này. Tại vì anh ta đánh với vị tướng di chuyển là Ryoma mà. Là Ryoma, và cái khó của Ryoma đó là trận này anh ta cũng không áp sát được vào những cái con bài chủ lực đến từ Bacon Tham, bởi anh ta áp sát cái là con thú khốn, tức là cái thú khốn nó khó chịu quá. Lúc thì là Bớt LB, tôi để ý là có những tình huống Bớt LB bị xích chứ không phải là Quang Hải đâu. Đối phương cứ dồn luôn và Bớt LB cũng chẳng phải là một cái tướng chống chịu trâu theo cái dạng là Richter, anh ta có những cái thuẫn để có thể chống chịu được những lượng sát thương đến từ bên phía đội tuyển Bacon Tham. Vâng, có lẽ là chúng ta cũng để ý quá nhiều đến cái thú khốn nên là mỗi lần mà nó thú khốn xong thì chúng ta lại tức là không biết làm gì đúng tiếp rồi. Theo nó rất khó, và có lẽ là một quãng nghỉ 5 phút ngay sau đây sẽ giúp cho VGaming một phần nào đó lấy lại tinh thần trước khi đến với game thi đấu thứ 3. Xin mời.
Xin mời quý vị khán giả cùng quay trở lại với trận thi đấu tứ kết giữa hai đội tuyển VGaming và Bacon Time. Sau hai ván thi đấu đầu tiên của trận đấu BO7 này thì hạt giống số 1, nhà hạt đương kim vô địch của giải đấu APL Thái Lan là Bacon Time đã có những màn trình diễn rất thuyết phục, và tạm thời thì họ đang dẫn trước đại diện hạt giống số 2 của Liên Quân Mobile Việt Nam với tỷ số là 2-0. 2-0, một con số có lẽ sẽ chưa đến mức quá nghiêm trọng trong một trận đấu BO7 đến từ VGaming. Và VGaming cũng họ cũng đã trải qua nhiều trận đấu bị dẫn trước như thế này, thậm chí có những trận đấu họ bị dẫn trước đến 3-0. Họ vẫn kéo đối phương đến ván 7. Nhưng rõ ràng là nếu như tiếp tục thua trận đấu này nữa thì có lẽ rằng cơ hội để chúng ta có thể đi tiếp thành thắng nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Để xem rằng liệu VGaming có thể quay ngược trở lại hay không. Thực tế mà nói, nếu chúng ta theo dõi kỹ màn trình diễn của Bacon, họ đánh không quá như KFC Talon. Họ cũng không có quá nhiều bài dị, nhưng họ có những vị tướng dễ đánh, họ lựa chọn tướng một cách đúng khuôn khổ và họ làm đúng những gì mà họ đã được hướng dẫn và đã chuẩn bị từ trước. Còn với VGaming, chúng ta đẩy mình vào nhiều thế khó với những sự lựa chọn mang tính chất bất ngờ. Thực tế mà nói thì tôi có nói chuyện anh Dũng ban đấy, thì anh Dũng cũng có chia sẻ đấy là VGaming cũng đã từng thắng Bacon với những vị tướng bất ngờ rồi. Nhưng có lẽ là sau khi để thua hai trận đấu với những sự bất ngờ không thành, có lẽ VGaming sẽ quay trở lại những gì cơ bản nhất để đối đầu cả Bacon tham. Có lẽ là Bacon Time sau trận thua trước VGaming ở giải thi đấu AIC 2022, họ cũng đã nghiên cứu rất kỹ nhà đương kim vô địch thế giới gần nhất của bộ môn Liên Quân Mobile. Trong ván thi đấu vừa rồi và cả ván thi đấu đầu tiên nữa thì không phải là không có những vị tướng sở trường và mạnh mẽ dành cho tập thể VGaming, bên cạnh những sự lựa chọn mang tính tiết kiệm như là Aeron hay là Butterfly ở vị trí đi rừng dành cho Quang Hải. Tuy nhiên thì những bước di chuyển của VGaming ngày hôm nay có vẻ như cũng đang được các thành viên bên phía Bacon nắm bắt một cách rất tốt, khi mà trong hai ván thi đấu VGaming muốn là những người chơi chủ động nhưng họ đã không thể giành được sự chủ động đó với một Bacon Time rất chắc chắn. Đúng là Bacon Time không có những bài đánh mang thiên hướng dị cũng như là tạo độ bất ngờ cao giống như đội tuyển cùng khu vực là KFC, cùng giải đấu là KFC Talon, nhưng Bacon lại là đội tuyển làm gần như là hoàn hảo những điều cơ bản ở trong trò chơi này, và điều đó dẫn đến việc là với những đội hình không có gì là quá lạ lẫm nhưng họ vẫn khiến cho các đối thủ của mình gặp phải rất nhiều những sự khó khăn. Ván thi đấu thứ ba này thì VGaming lựa chọn bên phía phần sân màu đỏ và Bacon Time sẽ có quyền được cấm trước và chọn trước. Ngay lập tức thì Bacon Time đưa Kali lên bảng cấm. Đây cũng là một vị tướng mà hồi AIC 2022 thì Maris cũng đã từng tạo ra khá nhiều ác mộng đối với Kim Sensei nói riêng cũng như là tập thể Bacon Time nói chung. Và trong lần gặp lại nhau ở ngày hôm nay thì Bacon không muốn phải đối mặt với điều đó trong ván thi đấu thứ ba này. Còn bên phía đội tuyển VGaming đã phải cấm đi Nakroth rồi. Chúng ta đã có cơ hội để lựa chọn Nakroth và Aya, nhưng chúng ta đã không làm điều đó dù đối phương không cấm, mà chúng ta lựa chọn Butterfly cộng với Aya. Bây giờ thì VGaming đẩy mình vào thế khó khi không thể để đối phương có được vị tướng mạnh này. Đối ngược lại, Bacon sẽ có Tulen. Nếu như trong những lượt cấm còn lại không có, thì nếu như VGaming không cấm đi Tulen, chắc chắn đối phương sẽ lựa chọn ngay vị tướng này làm first pick. Và rõ ràng nhiều khả năng VGaming cũng phải cấm đi một là Elsu, hai là Tulen, khi mà Muwan cũng đang đã chơi cho Elsu ở trong hai ván đầu tiên. Đây sẽ là một sự lựa chọn đầy toan tính đến từ bên phía của VGaming để khép lại phase cấm thứ nhất này, và rõ ràng là họ đang cực kỳ căng thẳng. Merganga là những gì mà VGaming hướng tới, có nghĩa là chúng ta để đối phương có Tulen trong ván thi đấu này, một sự lựa chọn đầy nguy hiểm. Nên nhớ rằng thầy Kim có phong độ rất cao và vị tướng này là có thể xoay tua được ở nhiều vị trí khác nhau, nên đây sẽ là một trong số những canh bài phải nói rằng là quá nguy hiểm. Không, Bacon Time đã lựa chọn vào Annette. Annette có thể sẽ là vị trí đường giữa trong tay của thầy Kim ở ván thi đấu này. Một sự lựa chọn mạnh ở trong meta này và có thể xoay chuyển vị trí khiến cho VGaming chưa thể đoán trước được. Bên phía Bacon đang tập trung khá nhiều vào những vị tướng pháp sư ở trên bảng cấm. Họ cấm những vị tướng của Maris và rồi thì họ cũng lấy về một pháp sư đầu tiên. Còn với VGaming thì họ đang hướng đến Celica ở trong ván thi đấu thứ ba này. Tôi cũng nghĩ rằng là ở trong ván thi đấu thứ ba này thì có lẽ là VGaming có thể quay trở về với những phương án sở trường của mình. Đó là những vị tướng có thể chờ đợi hơi lâu một chút, nhưng VGaming vẫn sẽ biết cách để có thể kiểm tỏa thế trận và không để thua quá nhiều. Trong hai ván thi đấu đầu tiên thì họ là những người đã cố gắng để chủ động rồi nhưng không thể vượt qua được bức tường thành của Bacon Time, và ở trong ván thi đấu thứ ba này thì có lẽ là họ sẽ thay đổi cách tiếp cận. Tuy nhiên nó cũng sẽ có một rủi ro, đó là khi lựa chọn những đội hình nuôi lết như thế này và Bacon Time họ lại lựa chọn những đội hình mang thiên hướng có thể thắng đường, thì cũng có một trường hợp đó là VGaming sẽ có thể bị thua theo kiểu là rất thảm. Và vì thế mà đây là một ván đấu hết sức quan trọng đối với VGaming. VGaming cần phải thắng ván thi đấu này. Thứ nhất là để tiếp tục gia tăng cơ hội có mặt tại nhánh thắng để có thể lọt vào bán kết. Cái thứ hai là cũng là làm nóng lại tinh thần, tìm kiếm lại cảm giác và tìm kiếm lại được sự tự tin. Hai sự lựa chọn hướng tới cũng là hai sự lựa chọn rất phù hợp với meta.
đây là hai sự lựa chọn đầu tiên tôi cảm thấy có một sự ưng ý với những gì mà Vinh Minh hướng tới ở trong phần sân bên đỏ, đó là Yan và đó là cả Celica nữa. Với Celica thì đây là một trong số những vị tướng xạ thủ có được tỷ lệ thắng khá ngang ngửa, có 3 vị tướng xạ thủ có thể đảm bảo được một tỷ lệ thắng trong giải đấu APL lần này, đó là Violet, Celica và Cafeni. 3 vị tướng với 3 phong cách đánh khác nhau, và đặc biệt Celica lại là một vị tướng quá thuận tay dành cho Hoàng TD nữa. Nhưng đối phương sẽ có combo Iggy và Elsu, và liệu rằng có Helen dành cho vị trí của Celica trong ván thi đấu này hay không, khi mà đối phương khả năng cấu rỉa máu là rất khó chịu và chúng ta cần một vị tướng ở tuyến sau đảm bảo rằng những cú cấu máu đấy không thể làm khó được không. Những gì mà bên phía VKB lựa chọn là Zip và Celica cũng là những sự lựa chọn không tệ, nhưng nếu đối phương đánh thẳng vào Zip thì câu chuyện lại là rất khó. Ở khoảng tiền đầu trận đấu thì Iggy và Elsu là những vị tướng khả năng gây sát thương rất mạnh, chưa kể rằng là Anete đến từ Tao X nữa cũng có sát thương đốt là khá khó chịu với những cú gió xoáy và gió nồm của mình nữa. Nhưng nếu như vượt qua giai đoạn đầu thì Zip của Han sẽ đánh thẳng ngược lại vào các thành viên bên phía Bacon Tham, với những tình huống lăn lông lốc tốc biến đã trở thành đặc sản của mình. Và nếu như ôm theo Yan vào trong đó nữa thì khi tiếp cận được thành công bộ đôi Iggy và Elsu, không có cửa chạy dành cho bộ đôi này của bên phía đội tuyển Bacon. Những đó phải là thời điểm mà các thành viên bên phía VGaming có được đủ lượng sức mạnh với ngưỡng trang bị là đủ đầy. Còn ở trong giai đoạn đầu thì với một bộ ba có sải tay rất dài và khả năng cấu rỉa khó chịu như là Iggy, Elsu lẫn Anete như thế này, thì Bacon hoàn toàn có thể tạo ra được những áp lực rất lớn lên khu vực cánh thi đấu của Hoàng TD với Celica trong ván thi đấu này. Và VGaming sẽ cần phải tìm cách để vượt qua áp lực đó. VGaming đang không muốn để cho đối phương có cả hai cánh quá mạnh và họ phải cấm quy đi ở trong sự lựa chọn thứ ba của mình. Bacon Time đã hướng tới lượt cấm thứ hai vào vị tướng Yue. Bên phía đội tuyển VKming cũng đã cấm lượt cấm thứ ba vào vị tướng Quỳ. Và bây giờ thì Bacon Time sẽ tiếp tục đấu trí với cả VKming thêm một lần nữa. Hiện tại thì Tulen vẫn đang là vị tướng bỏ ngỏ, và chúng ta hoàn toàn có thể đưa mảnh ghép này vào trong hai phase còn lại. Trong bối cảnh mà ba vị tướng đầu tiên là rất mạnh, và ở thời điểm này tôi nghĩ rằng VKming cũng không có cái quyền để mà có thể tiếp tục giấu tướng được nữa. Họ sẽ phải dồn những gì tốt nhất ở trong ván đấu này ra để tiếp đón đối phương. Lượt cấm thứ ba Bacon hướng tới là Ome, một sự lựa chọn không quá bất ngờ trong bảng cấm phase thứ nhất. Còn bên phía của VKming, đây sẽ là lượt cấm quyết định của họ. Ván thi đấu này rất quan trọng, đây là một ván thi đấu rất quan trọng với tập thể VKming, cũng như là có thể với cả AOG nữa. Bên phía của đội tuyển VKming lượt cấm tiếp theo đó là Quicknack. Họ cấm vào một vị tướng sát thủ ăn thịt. Rõ ràng là Bacon Town đang thiếu một vị tướng sát thủ có khả năng đẩy lẻ, có khả năng vào tuyến sau, hay ít nhất là vị tướng sốc đam đủ khỏe từ đầu đến giữa trận để đánh ở đoạn đầu trận đấu. Nên đây là một lượt cấm có lẽ là an toàn từ bên phía của đội tuyển VKming. Còn với Bacon, bên phía VKming chưa lộ ra vị tướng đường tà thần xê ra, vậy thì Bird LB vẫn còn Yena ở trong trận đấu này, có vị tướng hay thậm chí cả Airy ở tuyến trên nữa. Seniel cũng đang được bỏ ngỏ trong trận đấu này. Yan và Seniel là một sự lựa chọn cũng không tồi dành cho bên phía của VKming. Nhưng nếu như lựa chọn thêm Senel ở khu vực cánh tà thần xảy ra trong bối cảnh mà Maki chưa lấy tướng dành cho mình và Frontino vẫn còn, thì như thế là quá mạo hiểm đối với VGaming, và đưa ra một sự lựa chọn ở khu vực đường giữa theo thiên hướng phòng ngự phản công như là QC sẽ là một phương án an toàn hơn dành cho Maris cũng như là tập thể của mình trong ván thi đấu này. Và đây đã là sự lựa chọn thứ tư được khóa lại rồi, sẽ giấu đi vị tướng cuối cùng, có thể là tướng ở đường tà thần xảy ra dành cho Bird LB, nhiều khả năng là như vậy, nhưng cũng có thể lấy tướng đi rừng dành cho Quang Hải và đổi Yan lên khu vực phía trên nếu như VGaming muốn tạo ra một sự bất ngờ gì đó nữa trong ngày hôm nay. Sự lựa chọn thứ tư đó là VGaming. Bacon lựa chọn luôn vào hai đấu sĩ là Tachi cũng như là cả Yena nữa. Có thể nói rằng là Tachi đang là một sự lựa chọn phổ biến trở lại sau một tuần mà chúng ta nghỉ APL. Có vẻ các đội tuyển đã chơi với nhau và có thêm một vài những sự lựa chọn hot trong meta nữa. Đến chính cả Zirui của đội tuyển Bacotopia, anh ta cũng đã chọn Tachi ở vị trí solo đường trong trận đấu trước đó với cả đội tuyển KFC Talon rồi. Và lần này thì Bacon cũng vẫn đang nhá hàng vào Tachi. Về mặt thực tế, Tachi đã từng có một khoảng thời điểm rất ưa chuộng ở vị trí đi rừng, và với việc lựa chọn một line up như thế này thì chắc chắn là AMP sẽ cầm Tachi đi rừng ở trong trận đấu này rồi. Dĩ nhiên Tôi đang muốn nói rằng những người đi rừng Thái Lan họ sử dụng Tachi rất tốt, và Tachi cũng đang nổi lên như là một phương án có thể tấn công ở trong giai đoạn gần đây. Hai sự lựa chọn còn lại cho thấy Bacon đã sẵn sàng để hủy diệt VGaming ở trong giai đoạn đầu với những bể tướng của mình. Nhưng VGaming sẽ cần phải làm mọi cách để ngăn cản điều đó, không phải là Pain được khóa vào ở vị trí đi rừng dành cho Quang Hải. Có lẽ là không nên có thêm một sự lựa chọn phiêu lưu ở vị trí đi rừng nữa ở trong ngày hôm nay, khi mà hai ván thi đấu trước đó thì cả Aero lẫn Butterfly đều đã không thể thành công được rồi. Đó sẽ là vị tướng Murat dành cho Bird LB ở tuyến trên. Một vị tướng mà có lẽ rằng sát thương đốt là điểm mạnh, và cũng có thể phần nào đó khiến cho khả năng lựa chọn vị trí đến từ Yao Sung gặp khó, và cũng như thậm chí là cả Iggy nữa. Chúng ta cũng có một lượng sát thương rất dồi dào, một đội hình khá hoàn hảo từ đầu đến cuối, và còn nằm trong sở trường của VKming với những ván thắng trước đó nữa.
Rõ ràng đây là một trận thi đấu mà VKM đã quay trở lại với những gì mà mình tốt nhất, và họ cũng không còn dám đưa ra những sự lựa chọn mạo hiểm và quá phiêu lưu dành cho Quang Hải nữa. Lần này Quang Hải có một chất tướng dễ chơi hơn, đó là Yan. Cũng không thể nào trách cứ được Quang Hải quá nhiều trong hai ván đấu đầu tiên, khi mà những vị tướng đó là khá khó chơi. Aeron thì lại bị Illumia phát hiện tầm nhìn và rất khó đúc bụi bắt người. Còn với Butterfly thì đây là vị tướng dễ bị phong tỏa bởi Arum và cũng chỉ có thể vào được một nhịp. Nhưng với Yan thì câu chuyện sẽ lại khác. Nên đây sẽ là một chất tướng có thể sẽ giúp cho Quang Hải tìm kiếm được sự tự tin của mình ở trong ván đấu thứ ba này. 10 giây nữa thì ván thi đấu thứ ba sẽ bắt đầu, và tôi nghĩ rằng 10 phút thi đấu đầu tiên sẽ là khoảng thời điểm rất nhạy cảm mà VGaming cần phải vượt qua trong ván thi đấu thứ ba này nếu như muốn giành chiến thắng. Nếu như để cho cả hai đường của bên phía Bacon Time tạo ra được áp lực như họ mong muốn, và chắc chắn họ sẽ làm mọi cách để tạo ra áp lực đó, thì VGaming sẽ thực sự gặp khó khăn khi mà cả hai cánh của chúng ta, Celica cùng với Murat, đều có khả năng bị thua đường ở trong ván thi đấu này. Nhưng hy vọng rằng là với kinh nghiệm thủ đường cũng như là sự trì trạc đã giúp cho VGaming lên ngôi tại AIC 2022, thì thầy trò huấn luyện viên Nofia sẽ vượt qua được hoàn cảnh ngặt nghèo này và để lại dấu ấn đầu tiên trong cuộc chạm trán với nhà đương kim vô địch của giải đấu APL Thái Lan. Một trận đấu đóng vai trò rất quan trọng trong bố cục và kết quả của toàn bộ trận đấu BO7 ngày hôm nay. Liệu rằng VGaming có thể rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn là 1-2 hay không? Tấm vé đến với cả White Palace vẫn còn đó. Và đây là một trận đấu BO7, đây không phải là một trận đấu BO5, nên việc dẫn 2-0 không phải là vấn đề quá lớn. Trong quá khứ, VKBing cũng đã từng trải qua những trận đấu như thế này rồi. Họ cũng đã lội ngược trở lại trong phân nửa những trận đấu mà họ đã từng tham dự trong thể thức BO7. Nên vì vậy mà nếu như thua thêm tỷ số 3-0 nữa thì câu chuyện mới khó. Còn 2-0 chưa phải vấn đề quá lớn. Hãy cùng nhau đến ván đấu thứ 3 giữa đội tuyển Bacon Time và đội tuyển VKBing. Trận đấu mang tính chất sống còn với VKBing ở trong ván này, với việc của chúng ta có được nhiều những vị tướng khá thuận tay và không có những sự lựa chọn mang tính chất phiêu lưu nữa. Ở những bước cấu máu đầu tiên đến từ Bacon Time và VGaming, cú bắn viện truy kích đến từ Muwan nó không được quá suôn sẻ. Cả hai viên đạn đầu tiên mà Muwan bắn ra ở trong ván thi đấu này nó đều trượt, và đó cũng là những tín hiệu vui vui đầu tiên dành cho VGaming. Nhưng đừng quên rằng Muwan đã có quá nhiều những màn trình diễn Elsu xuất sắc ở trên đấu trường quốc tế trong giai đoạn gần đây, và tại APL 2022 lần này thì Muwan cũng đã có một highlight với vị tướng Elsu bắn trúng 3 viên liên tiếp để khiến cho NNL của Flashwap phải lên bảng đếm số đầy bất lực. Và rõ ràng là Hoàng TD sẽ cần phải giữ vị trí cũng như là né đạn khéo trong giai đoạn đi đường tiếp theo. VGaming đang có 4 người ở xung quanh khu vực đường giữa, và qua đó thì họ đã có thể đẩy nhanh hơn. Tốc biến lên đến từ Maris, muốn bắt luôn vào người đi rừng Amon P của Bacon Time, nhưng là chưa đủ. Một vài những áp lực nhẹ, những tình huống muốn pressing ngay lập tức ở cấp độ đầu tiên đến từ bên phía của đội tuyển VGaming. Rõ ràng nó cũng gây được sự bất ngờ cho đối phương, nhưng sát thương đốt đến từ đi chưa tao đang là khó chịu quá. Anh ta đứng lên hơi cao để tham cầu máu đối phương, và anh ta mất tốc biến rồi. Đây là thông tin khai thác rất thú vị dành cho VGaming. Chúng ta phát hiện ra Muwan ở trong này. Muwan bị nối dây ở thời điểm này. Muwan chạy kiểu gì về đây? Ta biết tung lên, nhưng sát thương đến từ bên phía đội tuyển VGaming vẫn là chưa đủ làm khó được Muwan. Một góc đứng cũng khá dị đến từ vị trí của Muwan, nhưng sau cùng thì Muwan cùng với Tao X cũng đã không gặp phải vấn đề gì trước đợt ganh vừa rồi của Maris và Han. Họ cũng đã đẩy Hoàng TD lùi về được một nhịp khá đúng với ý đồ mong muốn. Và Bacon cũng đang bắt đầu có lợi thế một chút về mặt lượng tiền khi mà họ sở hữu luyện kim đến từ Elsu, và Elsu thì lại đang có được lợi thế trong giai đoạn đi đường trước Celica của Hoàng TD. Đây sẽ có dòng ánh sáng thuộc về cho bên phía của Bacon Tha. Đối phương như thường lệ trong cả hai ván thi đấu trước đó đều luôn luôn kiểm soát những con rồng ánh sáng là khá tốt. Thậm chí có những ván thi đấu họ sở hữu đến 4 con rồng ánh sáng liên tiếp mà VGaming hoàn toàn bỏ lơ. Và con sẽ ra thuộc về cho Quang Hải ở tuyến trên, một thế trận mà lượng tiền đang nhỉnh hơn một chút thôi, không phải là quá lớn, không quá đáng kể dành cho đại diện đến từ Thái Lan. Còn VGaming ở trong trận đấu này đang có một thế trận đi đường cũng là rất cân bằng so với cả bên phía của đối phương, không có sự thua thiệt nào, và cũng có một chất tướng không dễ để bị đè bẹp như ở trong hai ván thi đấu trước nữa. Những cú cấu máu từ Muwan cũng đang chưa đủ khó khăn với cặp đôi Zip và Celica đến từ Hoàng TD và Hàn. Nhưng độ chuẩn xác của nó thì đã tăng hơn so với hai viên bắn trượt đầu tiên. Và nếu như Muwan lại vẫn cứ tiếp tục bắn trúng thì đó vẫn sẽ là những thứ bất lợi dành cho VGaming. Maris sẽ dọn lính ở khu vực đường giữa và đương nhiên là sẽ phải đi sau so với XG ở phía bên kia. Còn ở khu vực tuyến trên câu chuyện cũng không khác gì cả, khi mà Bird LB cũng sẽ ôm trụ và thi đấu một cách an toàn mà thôi. Tuy nhiên thì ở trong 3 phút thi đấu đầu tiên, VGaming cũng đã làm rất tốt khi chưa để cho Bacon Time có được bất kỳ một lợi thế nào. Và thậm chí là Quang Hải lại tiếp tục hỏi thăm vào AMP thêm một lần nữa. VGaming đang muốn bắt chẹt vào Tachi ở trong giai đoạn đầu, và họ cướp đi được con bùa xanh. Bùa xanh được Bird nằm ở dưới chân của Bird LB. Cũng cần thiết, dù sao chẳng nữa thì nằm dưới chân của Maris hay Bird cũng không phải là một vấn đề quá quan trọng, bởi Bird LB cũng cần năng lượng. Và rõ ràng thì có được con bùa xanh của đối phương thì cũng là quý hóa quá dành cho anh ta, khi mà anh ta sẽ có thêm khả năng để có thể liên tục spam truy thức với ảo ảnh chạm. Nhưng viễn truy kích đến từ vị trí Muwan đang là khá đau, bật pháo tấn công đứng một vị trí hơi nhạy cảm từ vị trí Hoàng TD, nhưng Han đã kịp thời hỗ trợ và cover rất tốt cho Hoàng TD. Bắt
đầu là những tình huống bắn chuẩn xác hơn, những cú đốt máu đau hơn. Tavik đang sẵn sàng tự tin đứng cao để dựng những cú gió xoáy và gió nồm ngay trong tầm trụ khiến chúng ta bị đốt máu, nên nó ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng giữ vị trí đến từ pháo thành công của Celica. Quang Hải bị tìm thấy rồi, bị dí liên tục. Quang Hải lưu được về hay không? Đây ta lưu được về thành công rồi. Quay bút vẫn là đủ may mắn về mặt chống chịu để lưu được về ở tuyến trên. Đá trúng 4 lần tứ nguyên trảm đến từ Maki, gặp ngay một tình huống ảo trả đến Birdelby. Solo khô máu, Birdelby không dám lao vào. Birdelby quay ngược trở lại, nhưng có vẻ lần này Birdelby sai rồi thì phải không? Anh ta không thể nào đánh bại được Maki khi bộ kỹ năng đến từ Maki đang là quá cơ động. Pha này là khá nặng khi mà Birdelby bị solo kill và sẽ mất đi thêm hai con lính nữa ở trong tơ lính đẩy lên vừa rồi ở phút thi đấu thứ tư. Sau khi để bị cướp đi con bùa xanh thì những bước di chuyển macro cũng như là đọc vị trí đội hình của Vgaming đến từ đội tuyển Baker Time gần như là hoàn hảo. Họ đã cướp lại được con bùa xanh và rồi sau đó thì là tình huống trao đổi chiêu thức tay đôi mà Maki đã giành chiến thắng và solo kill được Birdelby. Câu chuyện ở khu vực đường rồng trong thời gian thực cũng đang dần trở nên khó khăn hơn khi mà pháo thần công của Hoàng Tây Đế liên tục bị tiếp cận với sải tay dài của bộ ba Elswiki và cả Anete nữa, thiếu chút nữa thì Hoàng TD phải lên bảng với viên viễn chinh kích vừa rồi. Và về nhà ở nhịp này thì trong tình huống lính lên tiếp theo thì đó sẽ là cơ hội để cho bên phía của đội tuyển Baker Time lấy đi cái trụ đầu tiên ở khu vực đường rồng của bên phía Vgaming. Rất khó khăn, những khoảng thời điểm đầu trận đấu vẫn là những khoảng thời điểm hết sức ổn đến từ Vgaming, nhưng càng dọa giữa trận đấu chúng ta đang càng tỏ ra lép vế hơn. Muan vẫn tạo được áp lực đủ khó chịu với Hoàng TD và Han. Có lẽ sự khó chịu nhất ở trong cặp đường dưới bên phía đội tuyển Baker Time nằm ở cái việc đứng ở cánh trái lúc nãy là Tao X đặt cái gió nổ và gió xoáy vào trong. Nó liên tục cấu máu và khiến cho những lần mà Hoàng TD dựng pháo thần công lên bị đốt máu dần dần. Khả năng hỗ trợ đồng đội đến từ Han cũng không thể nào mạnh đến cái mức có thể đỡ được những pha đặt gió vào thẳng trong trụ như vậy. Và vì thế thì cái khả năng đi đường đến từ Hoàng TD cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Cho dù những cú pinch kick đến từ Muan không quá chính xác, đây một tình huống mà có thêm sự tiếp cận đến từ Kim CC nữa. Có cả hỏa bạo, có cả vị trí kích như thế này. Họ muốn ép trụ rồi. Bắn tay từ Muan và sẽ có trụ dành cho bên phía Baker Time tại tuyến dưới này. Đang là băng vào từ Quang Hải, không dám đánh. Mà MP thi đấu rất tự tin, đi thẳng vào phần rừng lấy thông tin rừng bên phía đối phương và thoát ra thành công. Mất đi ở trụ khu vực đường dưới dành cho bên phía của đội tuyển Vgaming. Bộ cấu máu của bên phía Baker Time đã đạt được mục đích của mình ở trong giai đoạn đầu khi bóc đi được cái trụ đầu tiên ở khu vực cánh rồng của Celica. Không biết bây giờ thì họ sẽ tiếp tục đi thẳng vào đường đó hay là đổi đường để có thể lấy tiếp những cái trụ đầu tiên đây. Có vẻ như là sẽ đổi đường khi mà ở tuyến trên thì Jena của Maki cũng đã biến về. Quang Hải tranh thủ thời gian để có thể lấy đi được con Seiza này và cần phải chính xác ở trong tình huống trừng trị. Và không chính xác mất rồi Quang Hải ơi, đó là con Seiza bị cướp đi bởi Kim Sensei. Quang Hải đã mất đi mục tiêu lớn. Trời ơi, đây một pha rất nặng. Chúng ta đã liên tục mắc những sai lầm cá nhân, mất đi khí thôn để bảo vệ được đồng đội của mình, đó là Han. Lăn lốc buộc phải về, mất thêm cả chiêu cuối nữa. Long sát cũng được bắn ra là quá đau, thêm cả viễn chỉ kích nữa. Pha mất con Seiza này là quá nặng nề dành cho bên phía của Vgaming. Quá nặng nề. Như đã chia sẻ thì Vgaming cần vượt qua 10 phút thi đấu đầu tiên và khoảng 3 phút đầu tiên thì họ làm khá ổn. Nhưng 3 phút thi đấu tiếp theo là khoảng thời gian mà Bacon đã lấy được rất nhiều thứ ở trên bản đồ. Và với một thế trận như thế này thì quả thật là lo lắng dành cho Vgaming ở trong ván thi đấu thứ 3 này. Hy vọng là họ có thể vượt qua được những tình huống tấn công tiếp theo của Bacon. Nhưng với những con Seiza đang đẩy lên thì Bacon đang rất áp lực ở khu vực đường giữa. Và cái trụ huyết mạch của Vgaming cũng đã bị bóc đi ngay phút thi đấu thứ 7 mất rồi. Birdelby bị trúng đạn liên tục, Muan bắt đầu có những cú bắn viễn chinh kích chuẩn xác hơn, sát thương tạo ra cũng là nhiều hơn. Và cứ cái đà này thì mọi thứ đang là không ổn dành cho bên phía của đội tuyển Vgaming rồi. Bacon vẫn đang có một thế rất trọn vẹn tại khu vực đường giữa này. Quang Hải có thể sẽ gặp khó. Quang Hải vẫn chưa thể tạo ra tiếng nói của mình với vị tướng Yan. Anh ta còn vừa mất đi con Seiza quá quan trọng vừa qua. Ảo ảnh trả giật bóng quay trở về đến từ vị trí của Birdelby, không có tác dụng để có thể dọn được con Seiza tiên phong này quá nhanh. Vẫn chưa mất trụ nhưng tơ lính tiếp theo đang tới. Những cú ép vẫn đang là quá đau, những pha cấu diệt từ Muan vẫn đang là quá áp lực. Và đây là cái trụ tiếp theo dành cho bên phía Bacon. Hay chắc đây Maki băng vào, mất đi nửa cây máu trên người rồi. Chưa bao giờ Hoàng TD phải trải qua những áp lực lớn như thế này ở vị trí đi đường khi mà đối phương liên tục làm khó. Và đây là một tình huống mà Quang Hải đang muốn tạo bất ngờ lên vị trí 3-1P. Câu chuyện là không dễ một chút nào cả. Quang Hải muốn chuyển hướng qua Kim Jensen cũng không làm gì được cả. Birdelby cũng chỉ có thể câu được cái tốc biến trên người Tao X mà thôi. Chúng ta tạm thời đẩy lui đối phương ra. Lanalok băng vào đến từ vị trí của đó là Han. Muốn đánh tốc biến băng qua nhưng không đủ gây bất ngờ. Tao X đã đi trước một bước, dựng hỏa bạo xuống, mất đi khá nhiều máu. Chúng ta khép mắt một tối thành công rồi. Mani dứt điểm được Kim Jensen thành công, có thể sẽ dứt điểm được cả Tao X. Nhưng chúng ta lại người thành công sẽ có 2 điểm cùng dành cho bên phía của Vgaming. Birdelby quay ngược trở lại với cú lâm toái của mình. Đây là Han. Manic lên bản điểm số rồi, đã tư chạm quá đau từ Maki. Maki bắn đau quá. Hoàng TD quay ngược trở lại, trả tư lên người của Muan. Và đây sẽ là một điểm hạ gục dành cho bên phía của đội tuyển
Bacon trước VGaming. Không được, đó là một tình huống mà VGaming đã cố gắng kiếm tìm sự chủ động và bắt rất nhanh lại hai thành viên bên phía của tập thể Bacon Time, nhưng tuyến ba người đến sau của họ là quá khỏe. Và trong tình huống mà khí thôn đã để lại rất nhiều người ở bên trong thì cả cụm đó có vẻ như đều đã không thể thoát đi được trước sự xuất hiện của các thành viên bên phía Bacon. Một tình huống mà Malice đã bắt tốt vào vị trí của Kim Sensei. Daoic cũng đã bị quay lại bởi rất đông các thành viên bên phía VGaming, nhưng Amon P, Muwan và cả Maki nữa, họ đã làm quá tốt trong phần còn lại của pha giao tranh để lật ngược thế cờ. Và rồi thì pha nỗ lực tạo ra bất ngờ của VGaming lại không đem đến một thành quả như mong đợi của đội tuyển Liên Quân Mobile Việt đến từ AOG Việt Nam. Rõ ràng là ngay từ pha mở giao tranh của Han với tốc biến Lan Lốc nó đã bị với rồi. Taoic không bị bất ngờ nữa, nó không hoàn toàn hất tung được Taoic. Chúng ta chậm một nhịp mới dứt điểm Taoic, mất rất nhiều thời gian mới dứt điểm Taoic khi mà anh ta luồn vào trong cái bụi đó. Đúng là tuyến 2 đến từ vị trí của Bacon Time quá mạnh, đó là Monkey đang áp lực được trước bớt LB. Và đó là một Amonpi tuyến sau với một cú long toái không có chỗ để chê. Đây sẽ con sẽ ra thuộc về cho bên phía của đội tuyển Bacon Time. Amonpi tự tin có nó, còn chúng ta lại rơi vào thế bị động ở trong ván thi đấu này rồi. Những sai lầm đang nối tiếp sai lầm đến từ VGaming ở trong trận đấu này. Và làm thế nào để cho Quang Hải các đội mình có thể tỉnh ra được ở trong một thế trận mà đối phương đánh như vỡ mật như thế này, khi mà cách biệt lượng tiền lên tới 5.000 tiền rồi, còn chúng ta đã muốn tạo ra một sự bất ngờ nhưng cú đánh đó không đem đến bất ngờ, thậm chí nó khiến chúng ta nợ nhiều hơn. Hỏa bạo ném xuống, quá nhiều máu bị lấy đi đến từ bên phía của đại bàng vàng đen, và Bacon vẫn đang có thế ép ở tuyến trên. Đội hình của VGaming là một đội hình có thể đánh từ trong trụ ra một cách mạnh mẽ với những chất tướng mà họ sở hữu. Tuy nhiên thì khoảng cách về mặt lượng tiền lại đang là quá chênh lệch để hy vọng vào những tình huống kiểu như vậy. Và ở trong thế thả xe ra như thế này thì cặp đôi Elsuiki, không chính xác là bộ ba khi phải thêm cả Anette của Taoic vào nữa, sẽ là quá lợi hại cho những tình huống khiến cho VGaming gặp khó khăn trong quá trình phòng ngự. Họ đang bắt đầu làm điều đó rồi, nhưng con xe ra vẫn đang tiến lên một cách từ từ. Và VGaming quả thật là đang bối rối ở trong những tình huống phòng ngự tiếp theo. VGaming đang có vẻ như lạc nhịp trong những bước đánh của mình. Những cú cấu máu đang là rất khó chịu đến từ bên phía của Bacon Time, dọn dẹp là khá nhanh. Con Seiza này không phải là vấn đề với VGaming, nhưng quan trọng là thế đánh đang không tốt. Ngày hôm nay chúng ta chưa một tình huống nào có quyền chủ động trong cả vài ván thi đấu trước đó. Trong hai ván thi đấu trước đó chúng ta không chủ động được, đến ván 3 này cũng là như vậy. Dù lợi thế đầu game vẫn đang là quá nhiều cho VGaming khi mà chúng ta đè được rừng đối phương, nhưng chỉ sau một con Seiza mà chúng ta bỏ lỡ thì đối phương chuyển hóa mọi thứ quá nhanh. Và bây giờ thì VGaming đang bị đối phương ép ba đường một cách rất chặt chẽ. Những cú viễn chiến kích của Buan đang tự tin hơn rất nhiều rồi. VGaming đang phụ thuộc quá nhiều vào pháo tấn công và ảo ảnh trảm đến từ BW và Hoàng TD để có thể giải quyết được những tên lính đang tới. Đấy chính là kịch bản mà có lẽ là các fan của VGaming cũng như là fan của Liên Quân Mobile Việt Nam lo ngại nhất khi mà VGaming lựa chọn một đội hình toàn tướng lết như thế này. Đó là việc họ đang không thể tìm thấy sức bật trong tình huống đối phương tràn vào, mất đi một đường lính siêu cấp ở phút thi đấu thứ 11. Và thêm một viên viễn trình kích quá hay nữa của Muwan. Không còn Celica lẫn pháo thần công nữa thì phải phòng ngự như thế nào đây? Quá khó. Vẫn là những ảo ảnh trảm đến từ Bird LB. Maris đang cố gắng lết về ảo. Hỏa bạo đang đau hơn rất nhiều so với những sát thương mà chúng ta tạo ra. Đội hình hơi lết, đội hình toàn cấu rỉa thôi. Bởi vì đánh cho một thế phòng ngự này không có lợi là mấy. Ảo ảnh trảm được gây ra nhưng không có quá nhiều sát thương. Anh ta giật bóng quay trở lại và bị phát hiện thôi là có lẽ cũng sẽ phải lên bảng đếm số. Viễn kích đến từ Bua đang đau hơn bao giờ hết. Và đây sẽ là turn ép tiếp theo. Bacon Time đang có những quay lính tràn vào liên tục như vỡ đê, và VGaming đang rất cố gắng để giải quyết được nó. Vẫn còn ra kịp từ VGaming. Madrid đã kịp thời mở chiêu cuối mưa sa băng để phòng ngự. Thực sự là khó khăn dành cho bên phía của đội tuyển VGaming ở trong trận đấu này. Bacon họ đang giữ một cự ly đội hình cũng như là các vị trí của họ giữ vị trí trong những quá trình công trụ là rất hoàn hảo, rất khó để tìm thấy góc đánh ra dành cho VGaming ở trong những hoàn cảnh là như vậy. Đó là còn chưa kể đến khoảng cách về mặt lượng tiền của cả hai bên, nó cũng đã phải rơi vào con số 6.000 hơn ở thời điểm phút thi đấu thứ 13 này rồi. Một lượng tiền là rất đáng báo động. Celica của Hoàng TD cũng chưa đủ sức tấn công quá mạnh mẽ khi mới chỉ có huyết cung thôi, chứ cũng chưa phải là diệt thần cung. Vẫn chỉ là 13 phút thi đấu nhưng chúng ta lại bị đẩy vào một cái thế mất đi hai đường siêu cấp và chỉ còn lại một trụ. Bây giờ VGaming biết rằng mình phải tạo ra một điều gì đó, họ phải tạo ra một sự khác biệt nào đó. Nhưng đây là cú cầu máu tiền giao tranh quá tốt đến từ vị trí của Muwan. Kim Sensei cũng đốt máu quá đau, không cần đánh nhau, chỉ cần một vài skill mà thôi. Bacon Time rõ ràng là họ hiểu Iggy và Yasuo tầm này không cần đánh nhau, chỉ cần thả chiêu
chỉ cần thả chiêu một hỏa bạo trong một hình hẹp, một cú viễn chi kích thôi là Vinh Minh phải rút quân về hết rồi. Con Caesar này có thể chịu được, nhưng nếu như tiếp tục phải trải qua một wave như thế nữa trong con Caesar bạo chúa ở phút thứ 15 thì có lẽ Vinh Minh đỡ không nổi. Bây giờ hãy cùng nhau chờ đợi xem liệu Vinh Minh có một bất ngờ nào như trận đấu mà họ đã đối đầu với cả Buram hay không. Thế trận lúc đó cũng là rất khó, nhưng Vinh Minh vẫn có thế quay ngược trở lại. Và như thế trận ở ván thi đấu này khó rất nhiều, chắc và rắn hơn Buram rất nhiều. Bacon họ đang đẩy một đợt Caesar là rất đều ở cả ba đường, chỉ còn lại duy nhất một đường lính siêu cấp ở tuyến dưới dành cho Vgaming ở trong quá trình phòng ngự này mà thôi. Và Bacon họ vẫn đang từ từ để nhìn thấy các thành viên bên phía Vgaming trước đã, sau đó tung ra những tình huống cấu rỉa khi mà họ sở hữu những sát thương tay dài và sẽ cố gắng giữ cự ly và cả những cái tốc biến để tránh cho Vgaming có thể phản công từ trong nhà ra. Pháo thần công đã được dựng lên từ rất sớm đến từ vị trí của Hoàng TD rồi, và khi đứng như thế này thì đương nhiên là sẽ ăn trọn vẹn những viên viễn chỉ kích và cả những hỏa bạo đến từ cặp đôi Elsu và Iki, nhưng tạm thời là đi qua được con xe ra bóng tối một cách đầy kiên cường đến từ bên phía của Vgaming. Chúng ta không mất đi quá nhiều máu và tốc độ dọn xe ra là rất nhanh. Có lẽ Hoàng TD sẽ là niềm hy vọng duy nhất của Vgaming ở khoảng thời điểm này. Đến từ rõ ràng là chúng ta đã chấp nhận phải thua đường và đã mất đi thế kiểm soát từ một vài những sai lầm, nhưng bây giờ chúng ta phải trả giá cho điều đó. Quan trọng là vẫn còn giữ được cho mình những trụ siêu cấp duy nhất ở khu vực đường dưới đã là quá thành công đến từ tập thể Vgaming. Họ không mất lẻ lại bất cứ một ai cả, vẫn có thể kéo đối phương đến phút thứ đấu thứ 15 định mệnh. Có lẽ là mọi thứ sẽ định đoạt với con Caesar bạo chúa này. Bacon mà có thì khả năng chúng cao chúng ta sẽ bị thua 0-3. Nhưng nếu như chúng ta có con Caesar bạo chúa này thì Vgaming hoàn toàn có thể quay ngược trở lại đây với tình huống băng lên, nhưng mặt báo đã outplay được combo đến từ Maris rồi. Hỏa bạo ném xuống khiến cho Maris không còn trên bản đồ nữa, không còn Maris nữa, lấy cái gì để có thể tránh được con Caesar bạo chúa đây? Quang Hải vẫn đang một mình cân hết. Quang Hải có lẽ là không còn đường lui nữa. Quang Hải lên bản điểm số, không cần tới Caesar bạo chúa. Pha đột biến của Maris đã khiến cho Vgaming gặp khó. Ảo ấy trả băng ra từ Birdie muốn tạo ra khác biệt ở đó, cũng chỉ cần được một cái cầu băng xương của Kim Sensei mà thôi. Kim Sensei trả treo ngược trở lại, Birdie lên bảng điểm số, Almond P băng vào cú long sát của mình, và thế là 0-3 dành cho bên phía của đội tuyển Bacon Time trước Vgaming. Không cần phải xảy ra bạo chúa luôn, là trong từ điển của AOG thì đôi khi sự vụng về có khi để miêu tả cho Quang Hải với tình huống mất đi con xảy ra vừa qua. Một ván thi đấu mà Bacon Time đã làm quá tốt điều kiện thắng của họ, một ván thi đấu mà họ đã đàn áp, họ đã lấn lướt đại diện hạt giống số 2 của giải đấu AOG từ những phút đầu tiên, chính xác hơn là từ những phút giữa trận. Và kể từ đó thì quả cầu tuyết được tạo ra là quá lớn, và Bacon Time cũng đã không để cho Vgaming có bất kỳ một cơ hội nào để quay trở lại ở trong ván thi đấu này. Tỷ số được nâng lên là 3-0 dành cho nhà vô địch của giải đấu APL, cùng với những nụ cười rất tươi ở trên môi của Kim Sensei. Một ngày thi đấu mà tập thể Bacon Time đang là không có vết xước tính đến thời điểm này. Những bước di chuyển, những tình huống xử lý chiêu thức cũng như là thế trận mà họ tạo ra là rất ít kẽ hở. Và trong một ngày mà đối phương hay đến như vậy thì Vgaming lại đang chưa thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình để dẫn đến một tỷ số là khá đậm đà, tỷ số là 3-0. Và bây giờ thì việc hai đại diện còn lại của Liquid Mobile Việt Nam phải đối đầu với nhau ở nhánh thua, nó chỉ còn cách một ván thắng nữa đối với Bacon Time mà thôi. Một ván thắng nữa thôi thì Bacon Time sẽ là đại diện thứ hai có mặt tại White Palace Event Center. Họ sẽ là đại diện thứ hai góp mặt tại top 4 đội mạnh nhất APL 2022. Và đây sẽ là một trong số những thử thách rất lớn dành cho các thành viên của đội tuyển Vgaming. Hay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với cả MC Hương Ly để phân tích sau trận thua vừa qua đến từ bên phía của Vgaming. Như vậy là ván thi đấu bản lề của chúng ta đã kết thúc, và một tỷ số mà rất đông khán giả đều không mong muốn đã xảy ra, 3-0 dành cho Bacon Time. Cả trong 3 ván đấu thì có lẽ đến ván thi đấu thứ 3 chúng ta không thể đổ cho là phần cấm chọn của Vgaming thua nữa, mà có lẽ là cái phần đi đường ở các cánh nó đã thiệt thòi hơn đối phương, đúng không Huy? Đúng là như vậy, chúng ta vận hành không quá tốt. Bắt đầu chúng ta rất đẹp đấy, thế rất đẹp, chúng ta tràn qua cướp bùa của Amundi, mọi thứ diễn ra một cách khá ổn. Hoàng TD với cả Han thì trụ được đường tốt tại tuyến dưới, nhưng bẵng một cái thì một loạt những sai lầm về mặt di chuyển vận hành xảy ra, và theo hệ thống dây chuyền thôi, đối phương kiểm soát tốt hơn, đối phương không sai số gì cả và đối phương có được chiến thắng. Đây hình như đã là MVP thứ hai của Mu1 trong ngày thi đấu hôm nay thì phải. Mu1 đang có một ngày thi đấu phải nói rằng là xuất sắc, phải dành một lời khen cho team bạn khi mà Bacon Time đánh quá rắn trong ngày hôm nay và họ xứng đáng có được kết quả tính đến thời điểm hiện tại.
Vâng, Mugwan có một cái DA đó là 304, sát thương gây ra là 96.000 và sát thương chống chịu là 20.000. Trong game thi đấu vừa rồi thì rất khó để chạm tới vị trí của Mugwan. Trong khi đó thì với giải tay dài của mình, Mugwan lại có thể gây được rất nhiều những sự khó chịu vào thẳng vị trí của Hoàng TD. Thật ra thì cả 3 game thi đấu tôi vẫn cảm giác được là Mugwan vẫn trên kèo so với Hoàng TD. Bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng nhìn lại match summary. Lượng tiền của chúng ta chênh lệch tới 10.000 tiền. Đây là một lượng tiền mà với một cái bể tướng mạnh ở giai đoạn đầu game nữa thì nó đã giúp cho Bacon Time đã có một game thi đấu phải nói là hoàn hảo, đúng không anh Dũng? Đúng là như vậy. Đây là kịch bản mà tôi lo ngại nhất sau khi mà quá trình cấm chọn diễn ra, bởi vì hai ván thi đấu trước thì Vgaming đã chơi chủ động rồi. Và khi Vgaming ép thì ép không được, nhưng đến khi mà Vgaming muốn chơi phòng ngự phản công giống Bacon ở hai ván thi đấu đầu thì Bacon cũng không cho Vgaming thủ được. Ngày hôm nay tôi không nghĩ rằng là sai lầm phần nhiều thuộc về bên phía Vgaming, mà Bacon thực sự đang rất hay. Những bài đánh của họ thì cũng cơ bản thôi, không có gì là bất ngờ hay là quá khó để có thể nhìn nhận ra họ sẽ muốn làm cái gì ở trong ván mỗi ván thi đấu. Nhưng cứ mỗi ván thi đấu thì họ làm gần như là hoàn hảo tất cả những điều kiện thắng của mình, và nó đang chưa cho Vgaming có cơ hội ở trong ngày hôm nay. Chúng ta thường nói là Maki khi ra thi đấu ở sân quốc tế thì anh ta sẽ có những cái sự chệch choạc riêng. Nhưng vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy những pha highlight của Maki solo thẳng đường với Bird LB và đã mang lại những chiến thắng, những cái lợi thế ở giai đoạn đầu game. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những pha highlight tiếp theo để tới với phần cấm chọn game thi đấu thứ tư. Chúng ta cùng quay trở lại với trận thi đấu giữa hai đội tuyển Vgaming và đội tuyển Bacon Time. Sau 3 ván thi đấu đầu tiên thì nhà đương kim vô địch của giải đấu APL Thái Lan đang dẫn trước với tỷ số là 3-0. Một trận đấu có lẽ là phản ánh đúng thực trạng khi mà ngày hôm nay đội bạn đánh tốt hơn chúng ta rất nhiều. Họ vẫn đem đến một màu sắc với những vị tướng quen thuộc, những vị tướng mạnh trong meta, những vị tướng hàng đầu. Nhưng cách mà họ di chuyển, cách mà họ vận hành, cách mà họ đi đường thực sự vượt trội. Tôi cảm nhận được rằng bất cứ một bước di chuyển ở bức ganh nào của Vgaming đều không thể gây bất ngờ được, khi mà họ đang sở hữu một con mắt quá khủng khiếp về mặt nhãn quan khu vực đứng giữa đó thấy kim. Ngày xưa thì đối trong mắt của tôi cách đây khoảng độ 2 năm về trước thì thấy kim là một người chơi thiên về kỹ năng cá nhân nhiều hơn. Nhưng ở thời điểm này thì Kim Sensei là một người chơi có khả năng quan sát tầm nhìn và báo thông tin cực kỳ tốt dành cho vị trí các thành viên còn lại bên cạnh Taoic. Và rõ ràng Kim Sensei đang thực sự đem lại tính chất sống còn về mặt kiểm soát và đoán biết thế trận dành cho bên phía của đội tuyển Bacon Time trong ván thi đấu này. Và người mà Kim Sensei đối mặt lại còn là đương kim FMVP của một giải đấu Liên Quân Mobile nữa, đó là Maris. Thực sự là Kim Sensei đang có một màn trình diễn rất thuyết phục cả trong lẫn ngoài game đấu ở tại giải đấu APL 2022 lần này. Đây sẽ là ván thi đấu thứ tư, ván thi đấu có thể là cuối cùng của Vgaming nếu như họ tiếp tục thua. Và đương nhiên là các khán giả của Liên Quân Mobile Việt Nam thì không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Và để thay đổi được cục diện thì có lẽ là cần phải có một điều gì đó thật sự bất ngờ, thật sự đặc biệt đến từ NoFear và các thành viên bên phía Vgaming. Nhưng thật ra trong ngày hôm nay không phải là Vgaming không chuẩn bị những sự bất ngờ. Việc kết hợp Aya với Lorion và kèm theo đó là cả những vị tướng khá lạ ở vị trí đi rừng không mấy khi xuất hiện nằm trong tay của Quang Hải tại giải lần này có lẽ cũng đã là những sự chuẩn bị của Vgaming rồi. Chỉ có điều là họ chưa thể khai thác được vào bên phía Bacon Time khi mà đối thủ lại quá chắc chắn như vậy mà thôi. Một Bacon Time đang có được một phong độ cao và yếu tố tâm lý đã là thứ
khiến cho Bacon Time phải gục ngã khá nhiều trên đấu trường quốc tế ở trong giai đoạn gần đây. Thì tại giải đấu lần này chúng ta thấy về mặt tâm lý họ cũng đã rất đổi khác, cũng là những nụ cười, cũng là những nụ cười thường trực ở trên môi của các tuyển thủ dù trong bất kỳ một hoàn cảnh nào. Và để có thể vượt qua được một đối thủ mạnh như vậy thì chỉ có thể trông đợi vào bản lĩnh của nhà đương kim vô địch thế giới VGaming mà thôi. VGaming đã từng dẫn trước Sài Gòn Venture với tỷ số là 3-0. Họ đã bị lội ngược dòng. Để xem rằng liệu họ có thể nhận được một sức mạnh nào đó từ Sài Gòn Văn Tôm hay không đây. Họ cũng chính đã dùng bài đánh của Sài Gòn Văn Tôm để quay ngược trở lại trong trận đấu với cả Buridan. Bài đánh mà họ đã thua Grak và Illumia để quay ngược trở lại trong trận đấu cảm tử của họ trước Buridan. Và liệu rằng có một chút nào đến từ kỳ phùng địch thủ của họ trong nước là Sài Gòn Văn Tôm hiện lên ở thời điểm này hay không. 3-0 là một con số mà có lẽ VGaming sẽ khá ám ảnh trong trận chung kết vừa qua khi mà kỳ phùng địch thủ của họ làm quá tốt. Nhưng họ hoàn toàn có thể nối tiếp điều đó, có thể tiếp bước điều đó nếu như họ lăn lịch sử trong ngày thi đấu hôm nay. Dẫu có biết rằng hạt giống số 1 của Thái Lan là rất khó để vượt qua trong một ngày phong độ thăng hoa như thế này, đến từ Kim Sensei, đến từ Muan, thì có lẽ niềm tin là thứ duy nhất mà chúng ta có thể mong chờ vào VGaming để xem rằng VGaming còn gì để chơi với cả Bacon Time nào. Hai lực cấm đầu tiên bên phía đội tuyển, cả hai đội tuyển đã được xuất hiện, đó là Nakroth, đó là Liliana được cấm đi rất nhanh từ bên phía của VGaming. Còn bên phía của Bacon Time, họ đã cấm đi Omen. Omen là sự lựa chọn cấm đầu tiên mà Bacon đưa ra, còn VGaming thì có thêm một lần nữa lại đưa Liliana lên bảng cấm sớm ở trong hai sự lựa chọn đầu tiên, có lẽ là muốn hướng đến Tulen ở trong sự lựa chọn first pick của mình tại ván thi đấu thứ tư này. Và Bacon đọc được luôn điều đó rồi, họ cấm đi Tulen. Có lẽ rằng là Tulen đã bị bỏ lơ quá nhiều ở trong ba ván thi đấu trước đó, và cấm như thế này là muốn win rồi, muốn win chặt. Họ đang có lẽ là chuẩn bị tinh thần mơ về một trận tái đấu với cả Bikertopia. Nên nhớ rằng Bikertopia vẫn được mệnh danh là Thái Slayer, hủy diệt Thái Lan. Đội tuyển có thể cân được nhiều đội tuyển Thái Lan nhất ở thời điểm hiện tại. VGaming hoàn toàn có thể vẫn còn nguyên ước mơ để được tái đấu với Bikertopia thêm lần nữa tại một trận đấu quan trọng của một giải đấu quốc tế. Nhưng họ phải vượt qua được bằng cách chiến thắng trọn vẹn 4 trận đấu còn lại, một điều là khá viển vông nhưng SKP đã làm được. Và để xem là VGaming có thể làm được điều đó hay không, lựa chọn đầu tiên của VGaming hướng tới đã là Yue. Ở trong trận thi đấu này, Yue sẽ first pick đến từ bên phía của VGaming, một vị tướng đậm sát thương dành cho vị trí của Maris. Có thể làm ảo thuật và cũng đang sở hữu một tỷ lệ thắng cao tại giải đấu APL 2022 lần này. 72,2% tỷ lệ thắng đến từ con bài Yue nằm trong tay của Maris. Và hy vọng đó sẽ là những con số may mắn để có thể giúp cho VGaming tìm thấy điểm khởi đầu trong hành trình kiếm tìm một màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Bacon Time ở ngày hôm nay. Để xem là Bacon Time họ đưa ra hai phương án mở đầu đội hình như thế nào khi biết rằng ở phía bên kia Yue sẽ là con bài được sử dụng ở khu vực đường giữa. Họ đang hướng đến Roy và Hayate. Có vẻ như là Bacon đang muốn sở hữu một đội hình có độ cơ động cao và sẽ di chuyển liên tục ở trong ván thi đấu này. Roy cũng đang là một sự lựa chọn hết sức đáng tin cậy với tỷ lệ thắng vẫn đang là 100% tại APL 2022. Đây là sự lựa chọn mà VGaming đã gây bất ngờ trước Bacon tại AIC 2022. Lần này thì Bacon sử dụng luôn Roy như một quân bài để chốt hạ đối thủ luôn. Rõ ràng là Bacon đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này để có thể dứt điểm luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Còn bên phía đội tuyển VGaming đã có Caffeine dành cho Hoàng TD. Rõ ràng là hai sự lựa chọn chúng ta hướng tới đây là hai sự lựa chọn khá ổn, cộng thêm với cả Zuka dành cho Quang Hải nữa. Rõ ràng là ba sự lựa chọn này thiên nhiều về sát thương, khả năng lăn cầu tuyết là đủ mạnh và lên ninh cũng là điểm mạnh của cả Yue lẫn cả vị tướng Caffeine nữa. Những gì mà VGaming hướng tới là những gì tốt nhất mà họ có thể lôi ra từ điểm này rồi. Yue, Caffeine và Zuka. Còn bên phía của Bacon Time thì đó là Roy và Wonder Woman. Nhắc đến Roy, chúng ta nhớ đến các đội tuyển từ AOG nhiều hơn. Nhưng Roy này để đánh chính VGaming, liệu rằng VGaming có chuẩn bị trước cho một tình huống họ sẽ phải đối đầu với bài đánh mà họ đã từng đánh rất tốt hay không? Có lẽ là sẽ phải đối mặt thôi. Và Wonder Woman là vị tướng tiếp theo được bên phía Bacon Time hướng đến, có rất nhiều khả năng là sử dụng Wonder Woman ở vị trí đi rừng nằm trong tay của Amon P. Amon P vẫn đang là một người đi rừng có kỹ năng cực kỳ cao và khả năng farm là vô cùng vượt trội trong lối chơi của Bacon Time. Thì Amon P cũng thường xuyên được tạo điều kiện để sở hữu một lượng kinh tế lớn nữa, và trong ngày hôm nay thì quả thật là Amon P đang nổi bật hơn rất nhiều so với Quang Hải. Tuy nhiên trong ván thi đấu này thì Quang Hải cũng có Zuka, một vị tướng ít nhất là meta và cũng phù hợp với chính Quang Hải để Quang Hải có thể tìm lại được phong độ ở trong ván thi đấu thứ tư này. Florentino là vị tướng thứ ba được Bacon Time đưa lên bảng cấm, và
với việc mà bên phía của Vgaming đã có một khu vực tuyến dưới với mong muốn là có thể chơi chủ động và giành chiến thắng khi có Cafeni, Counter, Hayate và cả Yue tay dài sẽ thường xuyên di chuyển xuống và gánh nữa, thì Vgaming cũng sẽ cần phải có thêm những lượt cấm vào những con bài đường giữa của Kim Sensei khi mà trong ngày hôm nay thì thầy Kim đang có một màn trình diễn quá chói sáng. Thầy Kim đang thực sự là lột xác. Những gì mà tôi nhớ về thầy Kim là sử dụng một vài những quân bài kỹ năng cá nhân cao như Rash, như Liliana, như Chrissy, như Lorion. Còn về khả năng dự đoán trận đấu và khả năng quan sát, nhãn quan chiến thuật thì lại không phải điểm mạnh của anh ta. Nhưng năm nay là một năm thực sự lột xác đến từ Kim Sensei, không chỉ là về chiến thuật mà còn thậm chí cả về ngoại hình của cậu ta so với 2 năm về trước nữa. Mọi thứ đang là quá tốt đẹp với chàng trai sinh năm 2004 bên phía đội tuyển Baker Tha. Rất tự tin, hoàn toàn có thể đang vị trí tam giác những người chơi đường giữa mạnh nhất tại Thái Lan. Kim Sensei đang nổi lên như là một cái tên hội tụ mọi đủ yếu tố để vượt qua được Nudu và iPod Pro trong tương lai. Thậm chí ở thời điểm này ta đã vượt qua được tại giải quốc nội rồi, chỉ còn thiếu giải quốc tế nữa mà thôi. Hai lượt cấm bên phía đội tuyển Vgaming hướng tới là cấm vào Cali và cấm đi Ryoma, đang nhá hàng vào Ryoma. Còn bên phía của Baker Time thì cấm đi những vị tướng có khả năng đánh được ở đường tà thần Caesar, hay những vị tướng theo kiểu dạng cường công, Frentino và Veres. Tôi đang nghĩ đến Skirt dành cho Maki ở trong ván thi đấu này, bởi vì với thế cấm Frentino cùng Veres cộng thêm việc đội hình của Bacon sở hữu hai sát thương chuẩn là 2 AT cùng với Wonder Woman thì gần như là hết vị tướng có thể counter được Skirt rồi. Và nếu như Maki có sự lựa chọn đó thì đó cũng sẽ là một vị tướng chất lượng dành cho cậu trai sinh năm 2005 cũng đang có được rất nhiều những pha thi đấu nổi bật ở trong ngày hôm nay. Nhưng Merganga mới đang là sự lựa chọn được đưa ra vào thời điểm này dành cho Kim Sensei. Merganga, một sự lựa chọn đang ở tier 1 nhưng đang bị hạn chế sử dụng ở trong những lượt cấm gần đây. Thậm chí ở trong ngày hôm nay thì mới bị cấm đi có một lần duy nhất ở trong một ván thi đấu mà thôi. Tỷ lệ thắng cũng chỉ là 38,1%. Nhưng Baker Tham lựa chọn vào Rowie, có nghĩa là họ muốn đánh theo kiểu dạng là lúc nào có lợi thế hơn người, di chuyển là điểm mạnh của đội hình này. Và trong một thế trận di chuyển hơn người thì những chất tướng khỏe đầu game, chất tướng có thể công trụ rất mạnh, đục trụ và hạ gục cả người luôn. Vì vậy Merganga và Wonderman là những combo không thể hoàn hảo hơn cho việc kết hợp cùng với cả Rowie để có thể đánh tại một cánh đối diện đủ mạnh. Về phía đội tuyển Vgaming có cho mình thêm hai sự lựa chọn nữa. Đối phương không lấy Skirt thì chúng ta phải lấy Skirt thôi. Nhưng đối phương có Hayate, và thực sự rằng Skirt lẫn cả Superman trong tay của Vgaming cũng sẽ cần phải có những góc đứng thực sự khéo léo để có thể tránh bị nguy hiểm trước một Hayate có một cái điểm mạnh đó là sát thương chuẩn và không hề e ngại những vị tướng có lượng máu dày. Bên phía đội tuyển Vgaming chuyển hướng qua, từ Skirt chuyển qua Thane, một vị tướng đột biến hơn, một vị tướng có thể giúp cho Han mở giao tranh được nhiều hơn. Ngày hôm nay thì Han đánh những vị tướng theo thiên hướng phòng ngự và bảo kê tuyến sau hơi nhiều, và Han không đánh những vị tướng theo thiên hướng tấn công nổi trội của anh ta như là Richter, như là Omen, như là Amelie hay thậm chí là cả Thane. Mà những gì mà Han lựa chọn là đánh xoay quanh Hoàng TD rất nhiều. Đây là lần đầu tiên mà Han chuyển phong cách đánh của mình về một lối đánh nổi tiếng của anh ta. Một lối đánh sẽ giúp anh ta có thể gánh được team ở vị trí hỗ trợ. Thane, một sự lựa chọn mà hy vọng rằng Han có thể, đúng như những gì Huy nói, có thể gánh được team ở vị trí hỗ trợ. Thên đối đầu với 2AT thì cũng sẽ là một sự hiểm nguy, nhưng Han cũng đã vượt qua kèo đấu này rất nhiều lần rồi. Đúng là Skirt sẽ là một vị tướng quá đẹp dành cho Maki ở trong ván thi đấu này. Vgaming thì không thể cướp sự lựa chọn đó đi được dù cho họ có cơ hội, bởi vì phía bên kia có 2AT và Wonder Woman. Còn ngược lại, Bacon thì lấy Skirt và không cần phải lo lắng gì cả ở thời điểm này. Nhìn vào đội hình của Vgaming thì chúng ta thấy là việc xuyên qua vị tướng Skirt này là rất mệt. Đó còn là chưa kể đến việc Skirt có thể quay đi quay lại vài 3 lần thông qua Roy được cầm trong tay của Tao X ở trong ván thi đấu này. Không hề dễ dàng cho ván thi đấu thứ tư sau phần cấm chọn. Đó là những gì mà tôi cảm nhận được ở trong ván thi đấu này. Huấn luyện viên Ophir vẫn giữ cho mình một vẻ mặt hết sức tích cực ở trong phòng thi đấu. Họ chắc có lẽ rằng huấn luyện viên cũng cần phải là người đem lại được những không khí tích cực trong một cái phòng thi đấu nơi mà áp lực đang đè nặng lên đôi vai của các thành viên trẻ bên phía đội tuyển Vgaming, những nhà vô địch AIC 2022 đang đứng trước nguy cơ rơi xuống nhánh thua và phải đối đầu trong một cuộc nội chiến gặp lại Sài Gòn Phantom vào ngày mai. Rõ ràng đây sẽ là những thách thức không nhỏ dành cho Vgaming. Và có thể ở thời điểm này Sài Gòn Phantom cũng bắt đầu nghiên cứu dần ở Vgaming được rồi, trong bối cảnh mà thế trận đang là rất áp đảo từ Bacon. Liệu có một phép màu nào cho Vgaming quay trở lại hay không đây với những vị tướng họ sử dụng? Đây là ván thi đấu đầu tiên mà Han quay trở lại phong cách nổi tiếng của anh ta trong quá khứ là tạo ra đột biến và những pha tấn công. Những vị tướng trước đó mà anh ta chơi hầu hết là không thể chủ động và chỉ có thể đánh xoay quanh Hoàng TD thôi. Nhưng vì đánh cánh ôm không thể tạo đột biến được trước Bacon Time nữa, nên Han bây giờ buộc phải sắn tay áo vào và
cố gắng mớm những cơ hội và kiến tạo cho đội đội của mình mà thôi. Và Han lại là người rất giỏi ở việc đó, rất giỏi ở việc mớm cơ hội và kiến tạo điểm hạ gục dành cho những người chơi ưa tấn công như BirdLB ở Maris. BirdLB ở Maris cần người để họ ghi bàn, và có lẽ một Kevin De Bruyne, một Han là điều mà họ cần ở thời điểm này. Hãy cùng nhau đến ngay ván thi đấu giữa VGaming và Bacon, một trận thi đấu rất quan trọng, một trận đấu mà Han đã phải đổi phong cách qua đánh tấn công rồi. Và có lẽ là sau trận đấu này, anh nếu như có được chiến thắng, có lẽ những Amelie, những Veres sẽ được hướng tới đến từ Han nhiều hơn thay vì đánh ôm đường, tại vì cũng không còn nhiều những quân bài kiến tạo ở tuyến sau để ôm đường cho Hoàng Tây Đều nữa rồi. Hy vọng là những cú đẩy đến từ Han và cả những cú đẩy đến từ BirdLB sẽ loại bỏ các thành viên của Bacon ra khỏi cái thần môn của Roy thật nhiều lần ở trong ván thi đấu này. Đó chính xác là những gì mà VGaming muốn làm để đối đầu với Roy của TauX. Nhưng như đã chia sẻ thì đội hình của bên phía Bacon cũng không phải là một đội hình dễ nhằn một chút nào. Và chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến căng thẳng ở trong ván thi đấu thứ tư này, một ván thi đấu để xác định xem là VGaming có thể trụ lại được ở trong trận đấu BO7 này hay không. Đây sẽ là ván đấu sống còn đến từ bên phía của đội tuyển VGaming. Đây sẽ là một trong số những bậc thang đầu tiên mà họ phải bước đi trong tối ngày hôm nay. Một khi đã đến ván này rồi thì có lẽ ai cũng sẽ mong muốn trận đấu kéo dài thật lâu, thật muộn, chứ không ai muốn phải về nhà lúc 8 giờ tối cả. Thực sự là một cơn ác mộng với VGaming nói chung cũng như là toàn bộ người hâm mộ Liên Quân Việt Nam nói riêng, nói chung ở thời điểm hiện tại. Những bút cầu máu đầu tiên đến từ bên phía của Madrid, cầu máu không quá ăn thua lên người của Thầy Kim. Thầy Kim hôm nay giữ vị trí khá tốt, đánh khá cẩn trọng nên chúng ta cũng phải dè chừng tới Thầy Kim rất nhiều. Rất nhiều tình huống Madrid mới đột biến rồi, nhưng Thầy Kim quá an toàn và anh ta đánh quá rắn tại khu vực đường giữa. Ván thi đấu này thì trong giai đoạn chạm mặt nhau ở đường giữa thì có lẽ là Maris cũng không ngại Kim lắm khi mà sải tay của Yue là rất dài so với tầm hoạt động của Morganga. Nhưng đáng ngại nhất sẽ là những tình huống ship người đến từ Roy, và khi đó thì Morganga xuất hiện giữa cái thần vực và có thể càn quấy vô cùng mạnh mẽ lên đội hình của đội tuyển VGaming trong những tình huống công trụ của Bacon. Nhưng đó cũng sẽ là những gì diễn ra trong khoảng thời gian sau mà thôi. Còn ở trong giai đoạn đầu này thì cả hai bên dường như là đều đang muốn khởi động ván thi đấu thứ tư này một cách hòa hoãn và an toàn. Bacon Time có lẽ sẽ hướng tới những tình huống gọi là hơn người để ép trụ nhiều hơn khi mà cấp độ 4 đã lên đến từ vị trí của TauX. Khi TauX chạm 4 thôi, họ sẽ có những pha tập trung rất đông người, và đó sẽ là lúc mà Hoàng Tây Đê cần phải cẩn trọng. Thậm chí là đồng đội Hoàng Tây Đê cũng phải cẩn trọng, bởi chỉ cần một giây lơ là thôi, đối phương hơn người được một cánh đối diện là chúng ta sẽ mất trụ rất nhanh. VGaming hướng tới con rồng nên tình huống đầu tiên mà VGaming dám tranh chấp con rồng ánh sáng khi mà chúng ta bỏ lơ nửa giữa các bản đồ là khá nhiều. Trên ván thi đấu vừa qua rồi, và con rồng ánh sáng được thuộc về chỗ đó là Kim Sensei. Thầy Kim hôm nay phong độ quá tốt, chúng ta phải rút lui rồi, mất đi trong trọng lực băng vào đến vị trí Bucky giữ chân BDB. BDB đánh Superman, anh ta không dễ bị hạ gục. Nhưng đây là một tình huống mà Thầy Kim đã tiếp tục tỏa sáng, và ngày hôm nay thì khả năng giữ mục tiêu lớn của VGaming đang là khá hạn chế. Có lẽ là Quang Hải trừng trị lỗi và con rồng bị hạ gục bởi sát thương đốt đến từ độc của Morganga. Và lần thứ hai ở trong ngày hôm nay thì Kim Sensei cướp đi được một mục tiêu quan trọng ở trong tay của Quang Hải. Mọi thứ lại trở nên khó khăn hơn một chút khi mà trong một tình huống VGaming rất quyết tâm để có thể tranh chấp và đem về được mục tiêu mở đầu thì họ cũng đã để bị cướp đi mất rồi. Trận đấu rất căng thẳng, một trận đấu hết sức căng thẳng, nhưng có một điều rằng VGaming đã hoàn toàn khác so với ván thi đấu trước đó. Họ không cân bằng mục tiêu với đối phương nữa mà sẽ tranh chấp đôi co với đối phương luôn tại con rồng ánh sáng. Rõ ràng là việc kiểm soát với VGaming trước Bacon ngày hôm nay là kém vượt trội. Rõ ràng là tôi phải dành một lời khen cho Bacon khi mà họ kiểm soát quá tốt điều mà họ đã yếu trong quá khứ. Nhưng ngày hôm nay họ đã kiểm soát cực kỳ tốt, một tình huống mà cả 5 người chơi VGaming tập trung tại đường giữa, nhưng cả Thầy Kim lẫn cả Maki đều quá cảnh giác ở thời điểm này. Và chúng ta không có một pha đánh úp đủ bất ngờ để dứt điểm ai cả. Chậm chân lực băng vào từ vị trí của Quang Hải, nhưng không phải vấn đề thời điểm này khi mà Skirt đang là quá khỏe và anh ta lui về. Những sở trường của VGaming đang được bên phía Bacon cố gắng hạn chế ở mức tối đa. Những tình huống căng ngang, những tình huống tập hợp người ở khu vực đường giữa và mở giao tranh chớp nhoáng của VGaming gần như là bị vô hiệu hóa trong ngày hôm nay. Bacon rất ít khi để cho VGaming có lợi thế trong những tình huống như vậy. Khi thiếu người thì họ lùi một cách hợp lý, và khi có đủ người thì họ cũng giao tranh một cách rất mạnh mẽ. Mọi thứ vẫn đang là không đều về điểm hạ gục, nhưng về mặt thế trận thì có lẽ là VGaming sẽ muốn có được nhiều hơn với những chất tướng như này, đặc biệt là ở khu vực đường rồng nơi mà họ có Cafeni đối mặt với 2AT, nhưng vẫn chưa thể là một áp lực quá lớn đến từ VGaming được tốc biến lên đến từ vị trí của Han. Nhưng né đi và trả sát thương cực kỳ đánh đá và dẻo tay đến từ Buwan. Cũng đã mất đi thanh tẩy trên người của 2AT đến từ Buwan rồi. BirdLB có thông tin về việc đối phương sẽ hướng tới con xe gian này, nhưng có vẻ như VGaming không kịp thời lên để làm gì cả, và cũng chỉ là thông tin được đoán biết mà thôi. Thừa thời gian để cho Bacon tiếp tục đánh nhau một cách tự tin để có thể ngăn cản VGaming cân bằng mục tiêu lớn. Khi mà đến tận 50 giây nữa thì còn rồng ánh sáng mới xuất hiện, bắt đầu dựng ra thần vực rồi, bắt đầu kéo hàng loạt các thành viên phía đội tuyển Bacon Time xuống tuyến dưới này. Maki không còn nhiều máu, anh ta được ship về hồi máu ngay lập tức, nhưng rõ ràng là chúng ta đã có được sự cảnh giác khi kéo người xuống rất sâu dưới này để cố hỗ trợ phòng ngự cho Hoàng TD. Và turn F này từ Bacon Time là chưa đủ
chưa đủ cứng cáp để có thể dứt điểm đi một lượng máu lớn từ phía trụ hay ít nhất là gây bất ngờ được trước VGaming. Brelby đang có cấp độ nhỉnh hơn so với vị trí của Maki, nhưng về mặt lượng tiền thì skirt của Maki lại nhỉnh hơn một chút so với Superman của Brelby. Nói chung là cũng hơi khó để hai vị tướng này làm gì được nhau. Khi mà Superman di chuyển thì skirt cũng khó để có thể ngăn cản, nhưng Superman thì cũng khó lòng để khiến cho skirt gặp phải khó khăn ở trong giai đoạn đi đường. VGaming vẫn đang phòng ngự rất tốt ở khu vực tuyến dưới. Hoàng TD và Han vẫn đang cầm cự được thế trận đi đường ngày hôm nay đến từ VGaming ở khu vực đường rồng là luôn luôn thua thiệt. Không có mấy khi có lợi thế cả, đánh bất cứ cặp nào đều thua được. Brelby đã băng xuống gây áp lực lên vị trí của Muwan. Nhưng thực sự khó khi mà đối phương đoán biết những hướng ganh của chúng ta quá dễ dàng. Ngày hôm nay VGaming không tạo được nhiều những miếng đánh tại hai cánh đủ nguy hiểm. Bacon Time họ đọc vị rất tốt. Kim Sensei đứng rất tự tin quanh con rồng ánh sáng này để gây áp lực. Và thậm chí họ còn ngăn cản chúng ta cân bằng mục tiêu lớn luôn. Đội họ đã có con xe ra từ trước đó và hoàn toàn thể hướng tới việc có thêm một con dầu ánh sáng nữa. Lượng tiền bây giờ đang là nhỉnh hơn cho Bacon, điều đó cho thấy được sự chủ động của họ về mặt kiểm soát, điều mà VGaming vẫn tự tin trong quá khứ. Nhưng ở thời điểm này gặp một đội tuyển như Bacon thì mọi thứ có vẻ như đã đi trong chiều hướng ngược lại. Wow, cú cắt rất tốt đến từ vị trí của Maris, nhưng Tao X cũng sẽ có chiêu thức để có thể hóa giải đi những lượng sát thương khó chịu đó. Và khi mà anh ấy quay trở lại với chiêu cuối của mình cộng thêm Maki di chuyển xuống nữa thì VGaming đã bị đẩy lùi ra khỏi cái trụ đầu tiên. Thêm một lần nữa VGaming lại thua ở cánh rồng rồi. Thực sự bộ đôi Tao X và Muwan đang rất mạnh mẽ trong ngày hôm nay. Brelby thì bị solo kill bởi Wonder Woman của Armin P. Siêu nhân đã bị đánh bại bởi Wonder Woman. Và cánh trên lại thêm một bất lợi nữa khi mà cái trụ đầu tiên có lẽ là nó cũng sẽ bị bóc đi nhanh thôi. Thực sự kém may mắn đến từ cú cắt vừa qua của Maris. Thiếu đi một chút máu nữa thôi thì Tao X đã không thể nào quay trở lại một lượng máu đủ đầy được nữa rồi. Nhưng có điều rằng là chúng ta vẫn thiếu đi một chút gì đó sát thương, vẫn thiếu đi một chút gì đó sát thương. Brelby lại bị solo bởi Maki một lần nữa. Ngày hôm nay thì Maki thi đấu quá tỏa sáng, anh ta đã solo được Brelby đôi ba lần rồi. Chỉ có một tình huống duy nhất, hai tình huống lóng ngóng anh ta ở ván đầu tiên mà thôi. Và sau khi có được cảm giác tay thì Maki đánh như những gì anh ta làm được tại giải đấu APL. Rõ ràng là phong độ cao đến như vậy, anh ta đã ít nhất là khiến cho Brelby nằm trong túi quần của mình được một thời gian khá dài rồi. Brelby chưa thể quay trở lại, đặc biệt trong một bối cảnh chất tướng anh ta chỉ thêm về di chuyển, chứ không phải là một chất tướng đánh solo đủ tốt với cả Wonder Woman bên phía đối phương. Cẩn thận lên cao một chút là Muwan sẽ sẵn sàng solo kill. Hoàng TD, Han đã là người đứng cao trước và Hoàng TD cũng có được sự cảnh giác cần thiết. Đối phương có vẻ như không, đó là một tình huống mà VGaming tập trung rất đông người tại khu vực giữa này. Han mất đi khá nhiều máu, Han có giải trên người, lượng máu của Han không còn là nhiều nữa rồi. VGaming lại tập trung tại đường giữa thêm một lần nữa nhưng không đủ gây bất ngờ. Những tình huống đứng như vậy là hết sức lợi hại đến từ Muwan. Và hãy xem cả vị trí đứng của Maki kìa. Gần như là lúc nào Bacon Time cũng có được đầy đủ thông tin về đội hình của VGaming đi đâu và làm gì để họ đưa ra những tình huống xử lý là cực kỳ hợp lý. VGaming không thể có cơ hội can thiệp được ở con xe ra này. Và chỉ cần hai người thôi thì Kim Sensei cùng với Tao X cũng đã đủ để đẩy lùi được Bird LB cùng với Quang Hải về sâu hơn một chút rồi. Ở khu vực tuyến dưới thì 2AT của Muwan đang rất chủ động khi đi một mình. VGaming tốn hai nhân sự ở đó và cũng chẳng làm gì được Muwan cả. Rất khó, cách biệt lợi tiền đã lên dần dần theo thời gian. 3.000 tiền chênh lệch ở thời điểm này. Và VGaming chưa có những tình huống ép đánh bất ngờ như mọi khi. Rõ ràng là Bacon Time cản hoàn toàn những gì mà Han đánh tốt. Những phẩm chất tốt nhất của Han này, khả năng mở giao tranh tấn công đã đều bị đối phương phong tỏa cho ván thi đấu này, dựng ra thần vực tại khu vực đường giữa. Và chưa có ai lên cả, rõ ràng là không cần thiết phải lên. Đối phương sẽ nhân thời gian có lợi thế về thế lính, về khả năng kiểm soát giữa sông để có thể chia người ra đầy lính cao, ăn dòng ánh sáng, tiếp tục kiểm soát mục tiêu và hướng tới cái trụ cột này. Dòng ánh sáng tung lên cho Bacon và Muwan là người đã có được nó rồi. Có thể trận đánh chậm rãi, bình tĩnh và không cần phải quá vội đến từ vị trí của Bacon Thả. Một tình huống đặt thần vực lườm dao gắp thịt của Tao X khi mà khiến cho VGaming tưởng rằng là Bacon sẽ hội quân ở đường giữa, nhưng không, họ tận dụng thời gian mà VGaming tập hợp người để chuẩn bị phòng ngự để kiểm soát thêm một con rồng nữa. Họ đã có 3 rồng và 2 Caesar, còn tất cả mọi chỉ số của VGaming đến thời điểm này đều là con số 0. Rất lợi hại đến từ Bacon Time ở trong ngày hôm nay. Họ đang khiến cho nhà đương kim vô địch thế giới gần nhất của bộ môn Liên Quân Mobile không có cửa bật, thật sự là như vậy. Mất đi trụ đường giữa và mất đi Han rồi. Và với một thế trận như thế này thì quay trở về ăn thêm con xe ra bóng tối nữa. Mọi thứ được sắp đặt một cách chuẩn chỉ và hoàn hảo dành cho Muwan và những người đồng đội. Quá ổn dành cho Bacon Time. Một ngày thi đấu mà Bacon Time đang thi đấu rất bay, kiểm soát tuyệt vời, đoán biết những pha ganh của đối phương như trở bàn tay vậy. Và không gian đến chủ lực được bảo vệ thì lại là quá tốt. Một người trên đường giữa thì quá rắn chắc và không bị bắt lẻ mấy.
không cần phải là quá đột biến từ Kim Jensen, chỉ cần làm tròn nhiệm vụ của mình tại khu vực đường giữa và sử dụng chiêu cuối của mình vào những khoảng thời điểm thích hợp để tạo sự bất ngờ mà thôi, không cần phải là quá hoa mỹ, không cần phải những cú tốc biến băng lên bắt người. Thầy Kim vẫn tạo ra được sức mạnh riêng của mình trong một thế trận mà Bacon Time đánh quá trì, vì game mình sẽ đứng trước nguy cơ mất thêm một trụ nữa. Còn ở tuyến dưới này thì khoảng trống dành cho Skirt đến từ vị trí của Bucky là quá lớn ở thời điểm này rồi. Lấy trụ thứ hai ở khu vực đường trên, sau đó lùi về và quay trở lại thông qua thần vực để cố gắng lấy tiếp cái trụ thứ hai ở khu vực đường giữa. Tuy nhiên thì tân lính ở khu vực đường giữa cũng đã được giải quyết xong và tạm thời thì cũng mới chỉ là 4 trụ dành cho bên phía Bacon Time mà thôi. Nhưng quả cầu tuyết mà họ đang tạo ra là quá khó đỡ đối với những gì mà Vgaming có ở thời điểm này. Có đẩy được Skirt thêm 2 nhịp nữa thì có lẽ là Maki vẫn có thể lùi về được mà thôi. Đó là còn chưa kể đến một Roy sẵn sàng hỗ trợ. Rất khó để có thể giải quyết được Skirt của Maki ở trong ván thi đấu này với sát thương mà Vgaming đang sở hữu vào thời điểm này. Đang là những cú cắt để phòng ngự những tơ lính tràn vào. Seja có lẽ sẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Bacon Time. Liệu rằng chúng ta phải chờ đợi trong bao nhiêu lâu nữa đây? Có lẽ là người Thái cũng sẽ không cho Vgaming một cơ hội nào để chờ đợi quay ngược trở lại ở khoảng thời điểm về sau nữa. Bacon Time đánh quá chắc, thậm chí họ còn không có một lần nào khiến cho Vgaming có thể lết qua được phút thi đấu 20 đổ đi quá nhiều. Ngày hôm nay thì sau con Seja bạo chúa đầu tiên, họ đều có thể gây được phần nào sự khó dễ khi lấy được gần hết những trụ siêu cấp, và đến con Seja thứ bạo chúa thứ hai họ có được là họ win luôn. Và Quang Hải trầm trọng lực lên người Maki, thêm cả tê tái nữa, không mất được nổi nửa máu. Rõ ràng là việc bắt lẻ vào vị trí của Maki thời điểm này cũng là quá khó. Alvin P. Ui, cú lừa. Điệu hổ Ly Sơn, và đây là một cú lừa đến từ bên phía của đội tuyển Bacon Time. Nhưng liệu rằng đã kịp để có thể lấy trụ chưa? Có lẽ là kịp rồi. Vgaming thay vì bảo vệ trụ, họ muốn bọc đầu ở cánh sau. Ép đánh rồi một cú đẩy từ vị trí của Bernabe, đối phương đã có giải. Có thoát hay không đây? Vũ Hoan mất máu phi tiêu để bỏ chạy. Vgaming muốn đánh nhưng có lẽ bây giờ là chưa có sát thương để họ có thể quay ngược trở lại phản công. Những cú cắt đã là chưa có chính xác, quay ngược trở về quá may mắn. Maki mất tốc biến trên người. Vgaming không bắt lẻ được ai cả. Đối phương chạy về rất nhanh, còn chúng ta thì không bắt lẻ được ai. Đối phương lại quay trở lại lượng máu đủ đầy. AMP lại đứng dình tại đây. AMP băng vào khuất rồi. Và những gì mà Vgaming cố gắng làm được đã là quá đỗi bất ngờ rồi. Chúng ta cũng gây bất ngờ một lần nữa. Taoic không thể nào đánh một cách tự tin, nhưng đối phương tràn ra mất đi cơ băng sơn trên người của đội hoàng tây. Hoàng tây bị kẹt lại, không còn xạ thủ chủ lực của bên phía đội tuyển Vgaming trên bản đồ nữa. Maki có khoảng trống tại khu vực đường giữa đây. Maki có được cái trụ thứ hai đường giữa và thậm chí là đường sơn cấp tuyến trên dành cho Bacon Time. Kinh thật, thật sự là đáng sợ đối với những gì mà nhà đương kim vô địch của giải đấu APL Thái Lan đang làm ở trong trận đấu với Vgaming ngày hôm nay. Họ đang tạo ra những quả cầu tuyết thật sự là khó đỡ. Những tình huống mà thông thường thì Vgaming có thể tạo nên những pha thi đấu highlight, những pha thi đấu giúp cho họ quay ngược trở lại trong các ván đấu với những đối thủ khác, dù đó có là những đối thủ rất mạnh ở trên đấu trường quốc tế đi chăng nữa, thì những tình huống kiểu như vậy trong ngày hôm nay, hay gần nhất là pha dồn 5 người để đi bắt vào đội hình của Bacon Time của Vgaming, đều được bên phía Bacon hóa giải một cách hết sức bình tĩnh. Và sau khi hóa giải xong những tình huống bất lợi như vậy thì Bacon quay ngược trở lại. Và khi mà họ quay ngược trở lại thì Vgaming đã mất đi liên tiếp những mục tiêu quan trọng ở trên bản đồ. Đã là 7 cái trụ được lấy đi rồi, chỉ cần 3 điểm hạ gục để Bacon Time có đủ những lợi thế để làm điều đó mà thôi. Và Skirt thì ngay từ phần cấm chọn chúng ta cũng đã thấy rằng là đội hình của Vgaming rất khó để có thể xuyên qua được Maki ở trong ván thi đấu này. Quang Hải có nhảy đến 10 cái trầm trọng lực nữa, có lẽ Maki cũng không sao. Rõ ràng là Maki nhìn thấy kia cơ mà, làm sao mà bắt lẻ được ở thời điểm này đây. Sát thương từ Cafeni trong thế như thế này rất khó để có thể mạnh mẽ như thế được. Snowball tại một cánh, thật trầm trọng lực tê tái các kiểu lăn lộn bò toài từ Quang Hải, nhưng Maki vẫn còn dưới nửa cây máu để câu kéo. Và đây sẽ là đường sơ cấp tại khu vực đường dưới dành cho bên phía của đội tuyển Bacon Time đang là rút quân về. Quả tê đây của bắn ngược trở ra. Han có một cú đẩy đối phương giải, Han bị phát hiện. Han Excalibur đi hết chiêu để về rồi. Han cố gắng lết qua bên kia bờ tường. Han bị quất roi ngược trở lại. Han lên bảng đếm số, có thể sẽ là 4-0. Quang Hải bị kẹt lại. Quang Hải băng vào, có chậm trực lực cộng chiêu cuối nữa. Quang Hải cố gắng lao lên, hồi máu là khá nhiều. Quang Hải sắt đao thì cơ đồ Wuhan, nhưng Quang Hải cũng chỉ có thể làm được đến thế mà thôi. Liệu rằng Vgaming có thể bấu víu vào đó để làm cơ hội đánh ngược trở ra hay không đây? Vgaming đã mất đi 2 người, họ vẫn còn Burnaby, họ vẫn còn Marit và họ còn Quang TD. Lính đã tạm thời vãng rồi, và có lẽ rằng là sẽ có thêm thời gian cho Vgaming câu kéo. Bacon Time thậm chí là họ còn đang có được đông người hơn, và lính lại còn vào đều ở cả hai đường nữa. Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn với Vgaming, và Vgaming mất đi đường lính siêu cấp thứ ba rồi. Bacon Time tràn vào, họ bắt được Maris quá dễ dàng với Maki. Burnaby giạt nhà đi, và Hoàng TD thì quay trở lại hồi máu ở tế đàn. Nhưng rồi sau đó có lẽ là cả hai cũng sẽ phải bất lực mà thôi. Nhưng Han cũng đã quay trở lại để có thêm một nhân sự nữa rồi, và tạm thời thì Bacon đang có 4 người ở vị trí này. Họ tấn công vào Han cố gắng đẩy lính về. Cú mưa liên thanh của Hoàng TD đã bắt đầu đánh vào nhà, nhưng hết lính.
lính, đang tạm thời hết lính đối với Bacon, họ sẽ cần phải đợi lính thêm. Nhưng đó là thứ mà họ có rất nhiều ở cả ba đường ở trong bối cảnh mà VGaming đã mất hết trụ như thế này. Những con Trụy Thiên Vương đang tiến vào buộc phải đánh thôi, nhưng không có sát thương. Quang Hải rất khổ khi phải đánh nhau với Maki, hồi máu, cố gắng làm điều gì đó. Nhưng Bacon Time chỉ muốn lấy nhà thôi, Bacon Time chỉ muốn lấy nhà thôi, đánh không có tí đam nào đến từ bên phía của VGaming cả. 0-4, có lẽ là thất bại nặng nề nhất của VGaming tại một giải đấu quốc tế. Và ngày hôm nay thì đúng là Bacon Time đã đánh quá xuất sắc. Bacon Time đã đánh quá xuất sắc một ngày thi đấu tuyệt vời của Kim Sensei và các đồng đội. Họ xứng đáng để lọt vào danh sách top 4 đội mạnh nhất tại APL. Còn VGaming sẽ phải tái đấu với Sài Gòn Phantom ngày mai cho một tấm vé cuối cùng. Có mặt tại Wild Palace Event Center sẽ chỉ còn một đại diện của Việt Nam có mặt tại hai ngày thi đấu bán kết và chung kết mà thôi. Và chúng ta cũng đứng trên một sợi dây rất mong manh giữa việc có thể xuất hiện tại trận đấu cuối cùng của APL hay không. Đây là một kết quả không mong muốn. Nhưng ngày hôm nay là một ngày thi đấu không xuất sắc của VGaming. Và đây là một ngày thi đấu mà đối phương tập trung hơn, đối phương đánh tốt hơn. Còn chúng ta thì thua thiệt hoàn toàn so với những gì mà đối phương thể hiện trong ngày thi đấu hôm nay. Cũng giống như cái cách mà VGaming thua One Team đầy bất lực và gặp lại nhau thắng họ rất đậm ở trong trận chung kết, thì tôi tin rằng là nếu như có cơ hội được gặp lại Bacon Time thêm một lần nữa thì có lẽ là màn trình diễn của VGaming sẽ khác đi. No Fear sẽ biết cách làm như thế nào để hạn chế sức mạnh của đối phương. Nhưng ngày hôm nay trong lần gặp nhau đầu tiên tại giải đấu APL 2022 thì quả thật những người đã làm tốt hơn là những người Thái Lan. Đội tuyển hạt giống số 1 của giải đấu APL đã có một màn trình diễn gần như là không tì vết trong cả 4 ván thi đấu của mình. Không phải là VGaming không nỗ lực, VGaming rất nỗ lực, họ đã cố gắng làm đủ mọi thứ rồi. Nhưng tất cả những thứ họ làm đều không thể vượt qua được sự xuất sắc đến từ Bacon Time, đến từ Kim Sensei, đến từ Maki, đến từ Amon P, những thần đồng trẻ tuổi với kỹ năng rất cao. Taoic cũng đem lại một khả năng hỗ trợ tuyệt vời dành cho người chơi xạ thủ của mình. Và ở khu vực đường giữa thì là một Kim Sensei mà đã đẹp trai rồi lại còn đánh hay. Ngày một ngày thi đấu tuyệt vời đến từ các thành viên về phía đội tuyển Bacon Time. Có lẽ là ban quản lý của Bacon Time cũng đã mong một ngày được hái trái ngọt, khi mà họ cũng bị coi là một đội tuyển chỉ có thể mạnh mẽ tại giải quốc nội, nhưng ra quốc tế thì thường xuyên thiếu may mắn khi vào những đánh đấu của những đối thủ khó chịu. Nhưng ngày hôm nay thì Bacon đã chứng minh thực lực của mình trước một VGaming, trước nhà vô địch của AIC. Và ngày mai thì Sài Gòn Phantom và VGaming thật đau đớn quá, họ sẽ phải hạ gục lẫn nhau để tìm kiếm cơ hội đến với hai ngày bán kết và chung kết. Rất đau đớn, nhưng ngày mai thì trận chung kết đấu triển vọng lại phải tái hiện thôi. Và hãy cùng nhau quay trở lại với những cảm xúc sau một trận thua phải nói rằng là quá thảm của chúng ta ngày hôm nay cùng với MC Hương Ly. Như vậy là Roy, một vị tướng có tỷ lệ thắng là 100%, đã giúp cho những thành viên của Bacon Time có được một chiến thắng áp đảo 4-0 trước VGaming. Một kết quả đáng buồn, nhưng có lẽ là thay vì trách móc các tuyển thủ tới từ VGaming thì chúng ta phải công nhận rằng Bacon Time thực sự họ là một đội tuyển vô cùng mạnh. Họ mạnh cả về kỹ năng cũng như là cái khả năng kiểm soát của mình, hoàn toàn lấn lướt so với đối phương của anh Dũng. Đúng là một tập thể Bacon Time hoàn toàn khác so với những ấn tượng của chúng ta về đội tuyển này ở những giải thi đấu quốc tế gần nhất. Đây là một mùa giải mà bên cạnh những điểm mạnh mà Ly vừa nhắc đến như là kỹ năng và độ trẻ trung của các thành viên trong đội hình, với những người như là Kim Sensei, người giành được danh hiệu MVP ở trong ván thi đấu thứ tư này, thì còn đó là cả những sự cải thiện về mặt tâm lý nữa. Khi mà đội tuyển này ở trong những kỳ thi đấu quốc tế trước thì họ cũng ít những nụ cười như kiểu là Kim Sensei vừa mới thể hiện ra hơn rất nhiều so với kỳ APL 2022 lần này. Những người trẻ như là thầy Kim và Maki đã có những sự trưởng thành nhất định. Và khi mà tập thể Bacon Time cảm tưởng như là họ đang có được độ chín tốt thì họ có được những màn trình diễn quả thật là rất thuyết phục. Vâng, Kim Sensei cũng là người sở hữu một lượng sát thương lớn nhất bản đồ ở trong game thi đấu vừa rồi. Và bên cạnh đó thì Maris cũng đã có những cái điểm sáng, nhưng rất tiếc là những cái tình huống giao tranh của VGaming cảm tưởng như là nó thiếu một chút gì đấy may mắn nữa. Đối phương toàn còn một chấm máu và có thể quay được trở về. Trong cả 4 game thi đấu thì tôi cảm giác như là VGaming đang bị bắt bài bởi Bacon Time, bởi vì họ cùng với Bacon Time đã chen với nhau rất nhiều, đúng không anh? Đúng là như vậy. Cá nhân trong trí tưởng tượng của tôi và trong kỳ vọng của tôi thì Bacon Time là một đội tuyển tay to, kỹ năng cao, chứ tôi chưa bao giờ coi họ là một tuyển kiểm soát tốt cả. Nhưng ngày hôm nay, nhà vô địch của APL đã quay trở lại hình ảnh hoàn toàn khác. Họ đã hội tụ mọi đủ yếu tố để trở thành một thế lực.
Họ có được điểm mạnh của Talon, họ có được điểm mạnh về mặt kinh nghiệm của Buram, họ có được sức trẻ cũng như kỹ năng cá nhân đến từ chính bản thân họ, và họ đang làm một tập thể quá hủy diệt. Thôi thì chúng ta chấp nhận với điều đó vậy, đành là như vậy thôi. Và ngày mai Sài Gòn Phantom và Vinh Minh sẽ gặp nhau, đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận. Nhưng vẫn sẽ có một đại diện Việt Nam đi tiếp tại vòng bán kết. Chỉ có điều rằng ở nhánh dưới thì nó hơi mong manh mà thôi. Chúng ta đi trên một sợi dây, cảm giác như chỉ cần mất thăng bằng một cái là chúng ta sẽ rơi luôn. Nhưng dù sao thì chăng nữa thì vẫn còn một sợi dây để đi ở trên đó, thì vẫn còn cơ hội dành cho Việt Nam. Và ngày hôm nay tôi đã có một dự đoán khá mạo hiểm, đấy là 4-0 dành cho Vgaming. Nhưng rồi thì điều đấy không xảy ra, mà thậm chí nó lại còn ngược nữa. Nhưng mà ngày hôm nay nếu như để bóc tách ra những lỗi mà Vgaming phải gặp phải, thì anh Dũng sẽ có những cái lời khuyên nào dành cho Vgaming khi mà ngày mai họ sẽ phải gặp một đối thủ rất là duyên nợ, đó là Sài Gòn Phantom? Tôi thì không chú ý nhiều lắm đến những sai lầm của Vgaming ở trong trận thi đấu này, dù cho tỷ số là rất đậm, nhưng tôi nghĩ rằng là Vgaming cũng không phạm phải quá nhiều những sai lầm lớn đâu. Chỉ có một vài những tình huống để rơi mất mục tiêu, cũng như là những tình huống không thể hạ gục được đối phương, nó hơi đáng tiếc một chút mà thôi. Còn lại thì bên phía của Bacon Time đã làm một trận thi đấu rất hay, và như tôi cũng vừa chia sẻ thì cảm giác nó khá giống với lần mà Vgaming để thua One Team tại AICI 2022, cũng thua theo một kiểu rất đậm và cũng thua theo kiểu là chúng ta thấy đối thủ rất ghê gớm. Nhưng rồi khi gặp lại nhau ở trận chung kết thì Vgaming vẫn tìm cách thắng được mà thôi, nên tôi nghĩ rằng là nếu như có cơ hội được gặp lại Bacon Time thêm một lần nữa thì Vgaming sẽ không thua với tỷ số này nữa đâu. Nhưng cơ hội đó có hay không thì còn phải chờ đợi Vgaming, khi mà Vgaming cũng sẽ phải đối mặt với đối thủ kỵ dơ của họ tại đấu trường danh vọng là Sài Gòn Phantom vào ngày mai. Và nếu như không thể vượt qua được Sài Gòn Phantom thì Vgaming sẽ trở thành cựu vương của thế giới. Vâng, chúng ta đang cùng chứng kiến lại những tình huống giao tranh ở trong game thi đấu vừa rồi. Đây là một trong những điểm sáng mà tôi nghĩ là đã có thể có được một pha giao tranh thắng lợi dành cho Vgaming. Nhưng rồi điều đấy lại không xảy ra bởi cái lượng sát thương của Vgaming nó quá yếu. Nếu như để chọn một người thi đấu xuất sắc nhất ở trong đội hình của Bacon Time ở trong game thi đấu vừa rồi, trong cả 4 game thi đấu, thì Huy sẽ lựa chọn ai? Tôi nghĩ là thầy Kim. Tôi nghĩ là thầy Kim, mặc dù hôm nay thầy Kim không phải là có nhiều MVP như Buwan, nhưng thực sự mà nói là thầy Kim đánh quá chắc. Thầy Kim không cần những tình huống đột biến, nhưng mà Kim Sensei lại là một tuyển thủ đã hoàn thiện mình ở cái khả năng gọi là kiểm soát. Nó làm tôi nhớ đến cái khoảng thời điểm của Team Flash ngày xưa ấy, khi mà Sunback và Puri còn phối hợp nhau là khá tốt, thì có vẻ như sự dây cái phản ứng với học giữa Kim Sensei và Taubik cũng là như vậy. Thực sự cả hai người chơi này đã đem lại một cái khả năng kiểm soát tuyệt vời, không thua đường, đánh rắn chắc và tạo ra một sự kiến tạo phải nói rằng là không thể nào hoàn hảo hơn ở vị trí đường giữa và hỗ trợ. Cả thầy Kim và cả Toek đều phối hợp rất tốt, và ngày hôm nay nếu mà phải chọn ra một tuyển thủ ảnh hưởng lớn nhất bên phía Bacon Time chắc chắn là Kim Sensei. Vậy còn anh Dũng ạ, tôi nghĩ là Muwan cũng không kém đúng không ạ? Cá nhân tôi đã từng rất thích Muwan ở trong những giải thi đấu quốc tế lần trước, và kể cả tại một lần mà Muwan sang Việt Nam ở năm 2019. Tuy nhiên thì ở mùa giải lần này, quả thật Muwan cũng đang cho thấy những sự đổi mới về mặt ngoại hình, thì nhìn cũng tươi tắn và tự tin hơn. Về những màn trình diễn ở trong quá trình thi đấu thì Muwan cũng đã làm rất tốt vai trò của một người đội trưởng, một người có tiếng nói trong đội hình của đội tuyển Bacon Time, để dìu dắt đội tuyển này vượt qua những đối thủ nặng ký, và họ đã có thể đi với con đường ở nhanh thắng. Chúng ta sẽ cùng dự đoán nhanh một chút về trận đấu ngày mai giữa Vgaming và Sài Gòn Phantom đúng không Huy? Có lẽ là không biết mọi người như nào, tôi sẽ xin phép không dự đoán về kết quả của trận đấu này. Tại vì căn bản là đội nào đi tiếp thì cũng đều xứng đáng cả, và mình không muốn cái tình cảm của mình để mang lại nhiều tranh cãi. Thôi chúng ta đã khép lại câu chuyện này, dù sao ai đi tiếp cũng đều xứng đáng cả. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phỏng vấn sau trận đấu để xem đội chiến thắng nói gì sau trận thắng đậm vừa qua trước Vgaming. Xin chào, các bạn đang cùng Phương Thảo quay trở lại với phần phỏng vấn sau trận đấu. Như vậy là trận tứ kết BO7 diễn ra giữa Vgaming và Bacon Time đã vô cùng chóng vánh khép lại với tỷ số 4-0. Có vẻ như Vgaming ngày hôm nay đang có một phong độ chưa thực sự tốt, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Bacon Time thật sự rất mạnh và đã có một chiến thắng vô cùng thuyết phục ngày hôm nay. Bây giờ thì hãy cùng Phương Thảo trò chuyện cùng với Muwan, chàng xạ thủ cũng rất được yêu thích ở Bacon Time nhé. Xin chào Muwan. Chúc mừng bạn với chiến thắng ngày hôm nay. Ở trong ván thi đấu thứ hai, khi mà Vgaming đã đưa ra lựa chọn đó là con bài Aya, thì ngay lập tức Bacon Time đã lựa chọn Arum. Theo bạn thì đây có phải là một vị tướng có thể khắc chế được bài đắng Aya hay không? Yên đi đuôi nà khá sẵn lập bạc. การชนะปีวันนี้นะคะในเกมที่2อ่ะค่ะทางเขาก็ได้เลือกตัวอายานะคะแล้วเราก็ได้เลือกไปเลยว่าเป็นตัวอารัมซึ่งการเลือกนี้ก็เป็นการเพื่อจะไปแก้ตัวอายาใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นแผนที่เราเตรียมไว้ในการรับมือกับอายาแต่จริงๆเราก็มีหลายแผนที่ส
sao mà lập được cả Aya đây, tại vì lựa lớp plan này ออก mà ครับ. Và chính xác là như vậy. Nhưng mà đây cũng là một trong những cái kế hoạch và của tụi mình khi mà tụi mình có tập với nhau. Thực ra là có rất là nhiều cái chiến thuật để mà có thể khắc chế Aya. Có vẻ như là trong tuần vừa qua thì Bacon Time đã nghiên cứu đối thủ khá là kỹ càng và có được chiến thắng thuyết phục với nhiều bài đánh hay ngày hôm nay. Có rất là nhiều ý kiến cho rằng Muwan chính là một trong những xạ thủ chơi Elsu hay nhất tại APL năm nay. Thì không biết là bạn cảm thấy như thế nào về ý kiến này? Lại còn bỏ qua Tô เป็นแคลรี่ที่เล่นเอลซูเก่งที่สุดใน APL ปีนี้เราคิดยังไงกับเรื่องนี้คะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คิดว่าผมเล่นเอลซูเก่งที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็เห็นหลายๆคนในโปรเพลเยอร์ที่เล่นเอลซูเก่งนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปตั้งแต่แข่งที่ประเทศไทยตอนนี้ผมมีสูตรเล่นเอลซูเก่งๆอยู่ก็คืออย่าไปเล่นกับมันอย่าไปเล่นตัวมันเล่นแค่จังหวะที่สำคัญครับMình xin cảm ơn mọi người vì cái lời khen này, nhưng thật sự là cũng có rất là nhiều các gamer khác chơi Elsu cũng rất là giỏi. Mà mình cũng đã nói từ ngay từ đầu thì bản thân mình cũng cố gắng luyện tập với Elsu rất là nhiều để có thể chơi trong những cái trận đấu quan trọng. Vâng, một câu trả lời rất là khiêm tốn đến từ Muwan. Câu hỏi tiếp theo dành cho Muwan đó là ngày hôm nay thì các bạn đã lựa chọn Roe. Đây là một bài đánh cũng khá nổi tiếng của Vgaming. Các bạn mới nghiên cứu bài đánh này hay các bạn lựa chọn để khiến cho Vgaming không thể đưa ra được lựa chọn bad pick đó? วันนี้เราก็ได้เลือกตัวลูอีด้วยซึ่งการเลือกนี้ก็เป็นการที่ตัดVgamingไปหรือว่ามันอยู่ในแผนการเล่นของเรานะคะครับผมก็ทั้งคู่เลยทั้งตัดแล้วก็ตามแผนของที่เราวางไว้เพราะว่าแผนนี้ก็คือเราก็เห็นวีเกมมิ่งได้เล่นก็เป็นแผนที่ดีมากเราก็เลยก๊อปปี้มาเลยครับผมแล้วก็เล่นแทนเล่นก่อนที่เขาจะเล่นแค่นั้นแหละครับThì tôi Rui là cái con tướng mà mình thật cảm thấy là bên Vgaming chơi rất là hay. Và bên Vgaming có những cái chiến thuật rất là hay đối với Rui này. Thì cái việc mà team mình chọn Rui cũng là nằm trong kế hoạch, nằm trong chiến thuật. Và cũng là cái cách để mà bọn mình muốn khắc chế Vgaming. Như vậy là hôm nay thì các bạn đã có được chiến thắng rất nhanh chóng trước Vgaming. Đối thủ tiếp theo của các bạn đó chính là Bikertopia, đương kim vô địch của GCS. Bạn đánh giá đối thủ này như thế nào và có tuyển thủ nào mà Muwan ấn tượng nhất ở Bikertopia hay không? Lớp tỏ bài là có thể đánh hẹn gặp Bikertopia nè hả? Khi chẳng ngày gặp hậu là có phụ lên tùa này, phụ lên khôn này thì bên khôn thì lào tông chặt tà mòn mát thì sụt nè hả? Bikertopia ก็เป็นทีมที่แข็งมากแข็งแทบที่สุดในรายการนี้แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าเราก็มีแผนแล้วก็มีหลายๆอย่างพอรับมือกับทีมเขาได้ครับผมแล้วก็ผู้เล่นที่น่าจับตามองกับทีม Bikertopia นะครับผมคิดว่าน่าเป็นซิลุยครับเพราะว่าเขาเป็นแครี่ที่คิดว่าน่าจะเจอผมได้แบบสูสีที่สุดแล้วที่ผมคิดไว้นะครับผมก็เลยจับตาซิลุยไว้Cá nhân mình nghĩ thì Bro là một trong những đội khá là mạnh, nếu không muốn nói là mạnh, khá là mạnh nhất trong cái tournament lần này. Thì bọn mình cũng có nhiều cái chiến thuật và đã tập dượt trước để có thể đối phó với team Bro. Và cá nhân mình thì tuyển thủ mà mình phải dè chừng nhất có thể đó có lẽ là Zirui. Vâng. Zirui, chàng trai xạ thủ bên phía Bikertopia. Chúng ta sẽ cùng chờ xem khi mà Bikertopia và Bacon Time đối đầu với nhau thì sẽ có những diễn biến như thế nào tại Wild Palace bán kết ngày 10 tháng 11 nhé. Vì đây cũng là hai cái tên đã tiến thẳng vào sân khấu offline của chúng ta. Cảm ơn Muwan với phần phỏng vấn ngày hôm nay. Và các bạn khán giả thân mến, ngày mai chúng ta sẽ có hai trận nội chiến của APL và AOG. Các bạn hãy nhớ những khung giờ của chúng tôi để có thể đón xem và không bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của vòng tứ kết APL 2022 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn khán giả vào ngày thi đấu ngày mai.